thực sự quá xinh đẹp, nếu như thành phố Long Hải xuất hiện hai người phụ nữ xinh đẹp như vậy thì nhất định mọi người đều biết, sẽ rất huyền náo. Nhưng hiện tại bọn họ đều không nhận ra hai người này, điều này nói rõ rằng hai người này không phải là người của thành phố Long Hải. Thật ngại quá, xin mời các vị lấy thiệp mời ra ạ. Tiếp tân ngoài cửa nhìn thấy ba người Trần Triệu Dương đến thì mở miệng hỏi. Thiệp mời, gòn, còn cần cả thiệp mời sao? Tuyên Hoàng sửng sốt, cô ta chỉ muốn tới chúc thọ. Ông nội thứ hai thôi, căn bản cũng không nghĩ tới còn có chuyện cần thiệp mời. Không có thiệp mời thật sao? Vậy thì đi ra bên ngoài đi, đừng đứng ở cửa, chặn hết đường của khách quý rồi. Sắc mặt của người tiếp tân kia bỗng thay đổi, sau đó lạnh lùng nhìn ba người Trần Triệu Dương, quát lên. Những người không có thiệp mời ở xung quanh cũng bắt đầu cười nhạo, rõ ràng bọn họ vô cùng xem thường ba con người đến sau không biết trời cao đất dày này. Hai người đẹp này, chỗ này có tôi có một thiệp mời, có thể đưa hai người vào, nếu như không ngại thì tôi có thể đưa, đúng lúc đó có một âm thanh tràn đầy từ tính truyền đến. Những người xung quanh còn đang muốn chào phúng hai người bọn họ mấy câu, sau khi nhìn thấy người nói câu này là ai thì vội vàng ngậm miệng lại. Không cần. Nam Cung Yến có thể nở nụ cười đối với đám người Trần Triệu Dương, nhưng khi người khác đến gần, cô lại khôi phục về khí chất của nữ thần băng tuyết. Tôi tên là Tuyên Hoàng, Quý Vân Hải là ông nội thứ hai của tôi, mong anh vào thông báo một tiếng, Tuyên Hoàng cắn răng, mở miệng nói. Tuyên Hoàng vốn chỉ muốn lén lút đi vào sau đó để lễ vật mừng thọ lại rồi rời đi. Nhưng bây giờ ngay cả cửa cũng không thể vào được, cô ta chỉ có thể khai báo thân phận của mình. Này, cô thật to gan. Lại dám gọi thẳng tên thật của ông lão nhà họ Quý, tôi thấy có vẻ như cô không muốn sống nữa rồi. Người tiếp tân kia vừa nghe xong thì bỗng nhiên sợ hết hồn, sau đó mới có chút phản ứng lại, giận tím mặt. Bảo anh vào thông báo thì cứ vào thông báo. Đi, đừng nói linh tinh nữa, có tin tôi cho anh vào viện nằm hay không? Lúc này Trần Triệu Dương lại đứng dậy, lạnh lùng nhìn người tiếp tân kia và nói. Bị Trần Triệu Dương dọa, người tiếp tân kia vô cùng sợ hãi. Hơn nữa trong mắt của Trần Triệu Dương còn có một vệt đỏ tỏa ra sát khí, càng làm anh ta sợ muốn vỡ mật. Không sai, vào buổi tối ngày hôm qua Trần Triệu Dương đã hấp thu máu sát khí của con hổ trấn trạch kia, vậy nên thực lực của anh cũng tăng thêm một bậc, khoảng cách để tới gần thiên tiên đỉnh cũng gần hơn một bước. Mà anh vẫn chưa thể khống chế được việc hấp thu máu sát khí, vì thế sẽ có lúc Trần Triệu Dương không khống chế được tâm trạng của mình, máu sát khí cũng không tự chủ được mà trào ra. Thân là người tiếp tân bình thường đương nhiên sẽ không chịu nổi sát khí khủng bố như vậy. Còn không mau vào thông báo, Trần Triệu Dương lạnh lùng quát một tiếng, trực tiếp đánh vào thần kinh của người tiếp tân. Vốn dĩ người tiếp tân này đã bị Trần Triệu Dương dọa cho sợ mất mật, lúc này bị Trần Triệu Dương quát một tiếng như vậy thì sợ đến mức chạy vội vào bên trong. Những người xung quanh thấy cảnh này đều há hốc mồm. Phải biết rằng trước đó, người tiếp tân này kiêu ngạo như thế nào, đưa thiệp mời ra thì còn có thể nói chuyện. Nhưng nếu không có thiệp mời thì người này sẽ trực tiếp lạnh mặt, căn bản là không có thái độ tốt. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng đối với một nam hai nữ này cũng sẽ như vậy nhưng không ngờ rằng người tiếp tân lại bị dọa cho biến thành cái bộ dạng này. Mà sắc mặt của người đàn ông đến gần bọn họ lúc trước đã tái xanh lại, rõ ràng anh ta không hề nghĩ tới việc đối phương không nể mặt mình. Tóm lại, dưới ánh nhìn của anh ta chỉ có hai cô gái bên cạnh người đàn ông kia. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta nhìn Trần Triệu Dương tràn ngập sự lạnh lẽo. Người anh em này, tôi tên là Tạ Thu, không biết có thể kết bạn được không? Tạ Thu bày ra một dáng vẻ mà anh ta cho là vô cùng hiền hòa, nói với Trần Triệu Dương. Không có hứng thú, đối với những người tự cho mình là thông minh, từ xưa đến nay Trần Triệu Dương đều không có kiên trì tiếp chuyện, với thân phận của anh căn bản cũng không cần phản ứng với tên này. Vốn đang tự cho rằng mình là người đã xuống nước, tự mình muốn kết bạn với người này trước. Nhất định sẽ khiến cho tên này cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng Tạ Thu không ngờ rằng tên này chính là một tảng đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng. Tôi nói này, người anh em này thật mạnh mẽ mà, lại dám từ chối việc cậu Tạ Thu lấy lòng. Nếu như cậu Tạ Thu kết bạn với tôi nhất định sẽ đồng ý. Anh coi lại mình đi, anh là cái cấp bậc gì chứ, có thể so sánh được với cậu Tạ Thu sao? Cái tên này không biết so sánh gì hết, thật muốn đánh cho anh ta một trận. Những người xung quanh thấy cảnh này đều ồ lên, rõ ràng không có ai nghĩ tới người trẻ tuổi này lại từ chối việc chủ động lấy lòng của Tạ Thu. Hừ, ngày hôm nay là tiệc mừng thọ của ông lão nhà họ Quý, tôi tạm thời không chấp nhất với anh, đợi tiệc mừng thọ kết thúc, chúng ta sẽ tính món nợ này, sắc mặt Tạ Thu tái xanh, lúc này uy nghiêm đáng sợ nói. Được rồi, tôi đợi anh,
chỉ mong sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, anh vẫn có dũng khí đứng trước mặt tôi nói những điều này. Trần Triệu Dương kỳ quái nhìn hắn, trong mắt hiện lên một chút ý tứ hàm xúc không rõ. Tạ Thu cười lạnh, khoác lót thì ai không làm được, nhưng anh ta muốn xem thử xem tên kiêu ngạo này có khả năng gì mà có thể khiến mình không có dũng khí đứng trước mặt cậu ta. Đúng lúc này, người hầu bỏ chạy thảm hại lúc nãy quay lại cùng một đôi nam nữ. Đây không phải là cậu Quý Thanh và cô Quý Hiểu Hiểu sao? Ba người này rất nổi tiếng sao? Lại có thể khiến hai người này đích thân đến nghênh đón. Những người bên ngoài nhìn thấy cảnh này đều sững sờ, phải biết Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu đều là con cháu xuất chúng của nhà họ Quý, còn là dòng dõi chính tông, có thể nói là có địa vị cao quý. Chẳng lẽ ba người trẻ tuổi này thật sự có lai lịch đến vậy sao? Nghĩ đến đây, những người đã cười nhạo ba người Trần Triệu Dương vội và ngậm miệng lại, vì sợ bọn họ sẽ gặp phiền phức. Ôi chao, đây không phải là chị Hoàng sao, sao chị có thời gian đến chỗ nhỏ bé này của chúng tôi? Quý Hiểu Hiểu nhìn thấy Tuyên Hoàng ở cửa, đột nhiên hai mắt sáng lên, giọng điệu đầy chế nhạo. Em Hiểu Hiểu, tôi đến đây để chúc mừng sinh nhật ông nội hai, cũng mong em châm trước một chút. Sắc mặt Tuyên Hoàng thay đổi ngay lập tức sau khi nghe xong những lời Quý Hiểu Hiểu nói, cô ấy nghiến răng và bước về phía trước nói. Cũng đừng nói, ông nội của tôi không phải là ông nội hai của chị. Chị không liên quan gì đến nhà họ Quý chúng tôi hết. Đừng nhận họ hàng gì ở đây, nhà chúng tôi nhận không nổi. Quý Thanh chế nhạo và trực tiếp chặn đường Tuyên Hoàng. Những người xung quanh vẫn còn có chút không rõ ràng về mối quan hệ giữa ba người với nhà họ Quý, nhưng sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện này, mắt họ bỗng nhiên sáng lên. Có vẻ như mặc dù ba người này là người thân của nhà họ Quý, nhưng dường như nhà họ Quý không nhận ra những người này, chẳng trách được, đại gia tộc như nhà họ Quý, ngay cả những người họ hàng không quen không biết cũng dám chạy tới để nhận họ hàng. Rốt cuộc thì nếu như có thể nhận được một chút sự giúp đỡ từ nhà họ Quý thì việc lên như diều gặp gió sẽ không còn xa. Thật không biết xấu hổ, người ta còn không nhận ra các người còn mặt dày đến nhận người thân. Đúng thế, cậu Lê, mau đuổi họ ra ngoài đi. Loại họ hàng như vậy thật sự rất bất lực, nếu là tôi, thì tôi đều không ra mặt, trực tiếp kêu người đuổi họ ra ngoài rồi. Để lấy lòng cô cậu nhà họ Quý, những người xung quanh ngay lập tức bắt đầu lên tiếng phản đối và kích động. Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu rất thích giây phút này, không ngờ Tuyên Hoàng này lại xuất hiện ở đây khiến họ bất ngờ phấn khích lên, đây là cơ hội tốt để trả thù. Vì vậy Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu mới chủ động đến nghe những lời khen ngợi từ những người xung quanh, họ cực kỳ thích thú. Từ khi rời khỏi nhà họ Cơ, nhà họ Quý đã nghĩ đến việc tìm chủ nhân xả giận, nhưng luôn bị ông lớn Lê Vân Hải chèn ép, bây giờ người đã tìm tới tận cửa, nếu còn không xả giận, thì thật có lỗi với những năm tháng nhẫn nhịn của bọn họ. Cả Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đều không lên tiếng trước, mà để xem mọi thứ diễn biến như thế nào trước. Thật ngại quá, người tôi muốn gặp là ông nội hai, không liên quan gì đến mấy người. Mấy người là cái thá gì, mà dám dạy dỗ tôi, Tuyên Hoàng liếc nhìn Trần Triệu Dương, sau đó giọng điệu đột nhiên cứng lại, trực tiếp đanh lại. Khi nói lời này, vẻ mặt của Tuyên Hoàng không còn giống như cô gái nhỏ lúc trước, mà giống như là một người khác, trong mắt có chút kiêu ngạo, đột nhiên tiến lên một bước. Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu vốn dĩ khá đắc ý, nhưng họ đột nhiên bị khí thế của Tuyên Hoàng làm cho sửng sốt, đối mặt với Tuyên Hoàng trước mặt, hai người theo bản năng lùi lại hai bước và nhường đường. Hừm, tôi muốn xem thử ai dám ngăn cản tôi, Tuyên Hoàng lúc này giống như một cô công chúa nhỏ, ngày thường rất tốt bụng và hòa nhã, nhưng khi tức giận, cô ấy có thể tỏ ra hung dữ. Những người xung quanh đều sững sờ, không ngờ lại có sự thay đổi như vậy, đối mặt với Tuyên Hoàng mạnh mẽ. Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu thực sự đã nhượng bộ. Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu sắc mặt ngay lập tức xanh mét, hai người họ đã bị Tuyên Hoàng ép lui, hơn nữa còn là ở ngay cửa nhà mình, đây thật sự là điều ô nhục. Người đâu, tống khứ con nhóc hôi hám này ra cho tôi, cánh cửa nhà họ Quý của chúng tôi sẽ không bao giờ mở cho cô đâu. Quý Hiểu Hiểu phản ứng lại, ngay lập tức thét lên, hét vào mặt những người theo sau cô ta. Sau khi nghe thấy những lời của Quý Hiểu Hiểu, những người đó phản ứng ngay lập tức bao vây cô ấy, dường như đang cố gắng ép cô ấy ra ngoài. Thử xem trình độ của em thế nào rồi, đúng lúc Tuyên Hoàng muốn nhờ Trần Triệu Dương giúp đỡ, giọng nói của Trần Triệu Dương đột nhiên lọt vào tai cô. Tuyên Hoàng chưa từng động tay với ai kể từ khi cô ấy theo Trần Triệu Dương tu luyện, lúc này nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, cô ấy đột nhiên trở nên căng thẳng. Bình tĩnh, cứ coi chúng như những chiếc cọc gỗ, tùy tiện ra tay. Giọng nói của Trần Triệu Dương lại đến bên tai Tuyên Hoàng,
Tuyên Hoàng vốn dĩ vẫn còn hơi bối rối, không biết phải bắt đầu như thế nào, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chúng ta có cần giúp không? Nam Cung Yến đột nhiên hỏi một cách lo lắng khi thấy những người này vây quanh Tuyên Hoàng. Đừng lo lắng, để cô ấy tự mình thử xem, nếu ngay cả những người bình thường này cũng không đối phó được, vậy thì khoảng thời gian tu luyện này quá là lãng phí. Trần Triệu Dương lắc đầu, ngăn cản dự định muốn giúp đỡ của Nam Cung Yến. Các người tránh ra cho tôi, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Tuyên Hoàng buộc chính mình bình tĩnh lại, sau đó bắt chước điệu bộ của Trần Triệu Dương, lạnh lùng nói. Mấy người là đồ ngốc hết à? Mau đá con nhóc đáng chết này ra ngoài cho tôi, nếu không, mấy người có thể cuốn gói ra đi được rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Quý Hiểu Hiểu đầy bạo lực, sau đó cô ta hét lên một cách ác độc. Nghe thấy những lời của Quý Hiểu Hiểu, lúc đầu hơi do dự không biết có nên hành động với một cô gái yếu đuối như vậy không. Bây giờ chỉ có thể ra tay rồi. Ngay lập tức một người trong số họ đột nhiên nắm lấy vai Tuyên Hoàng, cố gắng nắm lấy cô ấy, rồi đưa đi. Đối mặt với sự ra tay của gã đàn ông này, đôi mắt Tuyên Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó xoay người tránh đòn tấn công của gã to lớn, hắn chưa kịp phản ứng thì Tuyên Hoàng đã đột ngột đá một phát. Gã đàn ông không hề nghĩ rằng Tuyên Hoàng có thể tránh được hai tay của mình. Cú đá của Tuyên Hoàng rất đột ngột, góc độ rất sắc bén, trực tiếp đá vào chỗ uốn cong của chân gã, còn chưa kịp phản ứng, cả người đột nhiên nghiêng về phía trước rồi quỳ xuống đất. Tuyên Hoàng vẫn không tha, nhân lúc này, giẫm một phát lên lưng gã đàn ông này, cả người bay lên không trung, chân phải vẽ một vòng trên không, đám người vốn đã vây quanh, trực tiếp bị Tuyên Hoàng một chân đạp trúng. Mọi người xung quanh đều không ngờ rằng một cô gái nhỏ bé yếu ớt lại có thể cứng rắn như vậy khi đối mặt với 5-6 người đàn ông cường tráng. Ngoại trừ gã đầu tiên vừa rồi chỉ bị đạp xuống đất, mặt mấy gã khác đều bị giày da cứng của Tuyên Hoàng đá đến sưng tấy, có người còn rụng cả răng. Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu bất ngờ há hốc mồm và nhìn cảnh tượng đó với vẻ khó tin. Đây có phải là cô gái yếu đuối ngày trước không? Mặc dù Tuyên Hoàng lớn hơn Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu một chút nhưng khi còn nhỏ họ đã bắt nạt Tuyên Hoàng, người mà họ bắt nạt từ nhỏ đến lớn đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến mức họ không thể chấp nhận được. Còn có ai muốn ngăn cản tôi? Tuyên Hoàng lúc đầu hơi căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy kết quả hành động của bản thân, trong mắt chợt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Lúc này, không ai dám nói nữa, ngay cả Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu cũng không dám nói nữa. Đây không phải là cháu gái Tuyên Hoàng sao? Lần đầu tiên đến nhà chúng tôi, đã động tay động chân như vậy không được hay cho lắm nhỉ? Đúng lúc này, một giọng nói có phần khắc nghiệt truyền đến. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời đường đỏ sậm từ từ bước tới, chặn đường Tuyên Hoàng lần nữa. Nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời đường màu đỏ này, trong mắt Tuyên Hoàng chợt hiện lên một tia lạnh lùng cùng hận ý, hiển nhiên ký ức mà người đàn ông này mang lại cho Tuyên Hoàng không được tốt. Sao thế, nhìn thấy chú cũng không biết chào hỏi. Mới vài năm đã quên chú rồi sao, thấy Tuyên Hoàng sững sờ, người đàn ông trung niên vẫn nở nụ cười dịu dàng nói. Chú à, hừ, Quý Chiêm Đông, ông xứng sao? Hôm nay tôi đến đây để tặng quà sinh nhật cho ông nội hai. Tôi không muốn có bất cứ giao tiếp nào với mấy người, tránh đường ra đi, nhìn ông chú có vẻ lịch lãm này, Tuyên Hoàng cười lạnh, trực tiếp đanh lại. Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến nhìn nhau. Xem ra nguyên nhân vì sao người dòng họ Quý này lại rời khỏi dòng họ chính, e rằng không tránh khỏi có liên quan với Quý Chiêm Quân này. Hỗn láo, cô còn dám nói chuyện với bố tôi như vậy, có thể tùy tiện gọi cả họ tên bố tôi sao? Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu nghe Tuyên Hoàng nói vậy, lập tức khó chịu, tức giận nói. Sao, các người muốn tôi nói cho mọi người biết những gì các người đã làm sao? Tuyên Hoàng lạnh lùng nhìn anh em nhà họ Quý, không hề nể nang nói thẳng. Nghe những gì Tuyên Hoàng nói, hai anh em im bặt ngay lập tức, nhưng ánh mắt nhìn Tuyên Hoàng lại trở nên phẫn uất hơn. Một tia lạnh lùng thoáng qua trong mắt Quý Chiêm Quân, sau đó ông ta nói với vẻ dịu dàng, có vẻ như cháu gái Tuyên Hoàng đã hiểu lầm tôi chuyện gì đấy, nhưng hôm nay là sinh nhật của bố tôi. Cô muốn vào cũng không phải là không thể, nhưng phải lạy ba lạy trước cửa nhà họ Quý chúng tôi. Vốn dĩ anh em nhà họ Quý vẫn rất khó hiểu khi nghe thấy bố cho Tuyên Hoàng vào. Nhưng nghe những lời này thì tất cả đều trở nên vui sướng, họ muốn xem thử Tuyên Hoàng có thực sự hiếu thuận hay không. Muốn vào thì phải quỳ lạy, lúc đó gia tộc chính sẽ cúi đầu trước nhánh họ Quý, chuyện này có ý nghĩa vô cùng lớn. Nếu cô ấy không muốn lạy thì có nghĩa là cô ấy không có hiếu, và mọi thứ đều là do cô ấy giả vờ. Nghĩ đến điều này, anh em nhà họ Quý đều hết sức ngưỡng mộ bố mình, họ không ngờ rằng chính sự đơn giản này lại đưa Tuyên Hoàng vào tình thế khó xử.
Nghe được lời nói của Quý Chiêm Quân, khuôn mặt của Tuyên Hoàng đột nhiên lộ ra vẻ tức giận, hiển nhiên cô ấy không ngờ rằng Quý Chiêm Quân lại vô liêm sỉ như vậy, cái này là đang nhử mồi đây mà. Sắc mặt Tuyên Hoàng xanh mét, khẽ cắn môi, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Khi Nam Cung Yến nhìn thấy bộ dạng của Tuyên Hoàng, đột nhiên lộ ra vẻ không thể chịu đựng được, khi cô muốn tiến lên một bước. Đừng vội, đợi chút đã, Trần Triệu Dương kéo Nam Cung Yến lại và lắc đầu với cô ấy, ra hiệu cho cô đừng vội. Lẽ nào chúng ta dương mắt nhìn Tuyên Hoàng bị làm nhục sao? Nam Cung Yến không biết Trần Triệu Dương đang toan tính điều gì, nhưng cô không thể chỉ đứng nhìn Tuyên Hoàng bị những người này sỉ nhục như vậy. Thật là đặc sắc, không ngờ bên ngoài lại có thể xem được tin tức nóng hổi như này. Có vẻ như có một mối quan hệ không thể giải thích được giữa hai người. May quá, tôi đã không đi trước, nếu không thì đã không xem được. Không biết cô gái nhỏ này sẽ làm gì? Bắt một cô gái nhỏ như vậy phải quỳ lạy, đây là đang sỉ nhục người ta mà. Ai bảo cô ấy xúc phạm đến nhà họ Quý chứ? Mọi người xung quanh lúc này đều đang bàn tán xôn xao, hiển nhiên cũng ngứa mắt Tuyên Hoàng, dù sao đây cũng là sân nhà họ Quý. Tạ Thu lúc này chế nhạo, anh ta muốn xem người thanh niên này có dám đối đầu nhà họ Quý vì người bạn đồng hành của anh hay không. Cô ơi, sao cô lại ở đây? Cô không đi vào sao? Ngay lúc Tuyên Hoàng đang tiến thoái lưỡng nan thì một giọng nói truyền đến. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông trung niên có tướng mạo phúc hậu, khuôn mặt tròn trịa đi tới, cung kính nói với Tuyên Hoàng. Chúa ơi, đây không phải là Đồng Thiên Hải của tập đoàn Đồng Hải sao? Tại sao ông ấy lại đến đây? Đồng Thiên Hải nổi tiếng là người cứng rắn, nguồn quặng kim loại hiếm dưới tay ông ấy có thể nói là duy nhất. Kiếm được phải nói là đầy túi. Nhưng mà, Đồng Thiên Hải lại gọi Tuyên Hoàng này là cô, Tuyên Hoàng này rốt cuộc là ai? Khi những người xung quanh nhìn thấy người tới, họ đều ồ lên cảm thán, và sau đó ánh mắt nhìn Tuyên Hoàng trở nên hoàn toàn khác. Còn sắc mặt người nhà họ Quý trông có vẻ hơi khó coi, Đồng Thiên Hải này được nhà họ Quý mời đến dự tiệc sinh nhật, không ngờ lại quen biết Tuyên Hoàng. Điều quan trọng nhất là một ông lớn như Đồng Thiên Hải lại rất tôn trọng Tuyên Hoàng. Đồng Thiên Hải này nhất định không phải là dòng máu của nhà họ Tuyên, rốt cuộc thì nhà họ Tuyên chỉ còn lại duy nhất Tuyên Hoàng này, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt, sẽ không ai đặt cược vào nhà họ Tuyên. Tôi, Tuyên Hoàng lúc này có chút sững sờ, cô ấy vốn dĩ không quen biết người này, sao lại tỏ ra quen biết? Cô ơi, sao cô lại ở đây vào một ngày nắng nóng như vậy? Vào trong đi, đúng lúc này, một người đàn ông gầy gò khác tươi cười đi tới trước hỏi Tuyên Hoàng. Có điều ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Quý Chiêm Quân, ánh mắt không thiện cảm. Khi Quý Chiêm Quân nhìn thấy người khách, ông ta đổ mồ hôi lạnh, không vì điều gì khác, một phần công việc kinh doanh của nhà họ Quý có liên quan đến vị khách này. Người này là Phương Minh Sinh, ông trùm đồ trang sức ở thành phố Long Hải. Doanh nghiệp của ông ấy bao phủ toàn bộ khu vực Giang Bắc, có điều trụ sở chính của công ty ông ấy ở thành phố Long Hải mà thôi. Phương Minh Sinh được mệnh danh là hổ mặt cười vì ông ấy mỉm cười khi đối mặt với mọi người, nhưng nếu ai đó bị mê hoặc trước nụ cười của ông ấy, e rằng sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhà họ Quý không chỉ là một gia đình chạm khắc ngọc mà còn bắt đầu kinh doanh các loại ngọc, tuy nhiên, một khi một nghệ nhân trở thành một doanh nhân, tay nghề giảm sút và tính cách cũng thay đổi theo, không còn là một người thợ thủ công đơn thuần nữa. Một khi một gia đình như vậy có mong muốn, nghĩa là nảy sinh dục vọng, chắc chắn sẽ bị điều khiển bởi những người khác. Và công ty đồ trang sức của Phương Minh Sinh là công ty mà gia đình họ Quý có mối quan hệ hợp tác sâu sắc, nhưng có vẻ như Phương Minh Sinh không hài lòng lắm. Chủ tịch Phương, anh đến rồi, mau vào trong đi, Quý Chiêm Quân bước nhanh tới cười nói. Hóa ra là chủ tịch Quý, tiệc sinh nhật của bố anh Quý tôi nhất định phải đến, đây là quà của tôi gửi đến chú Quý. Tôi đặt nó ở đây trước, Phương Minh Sinh vừa vẫy tay, sau lưng có người đưa ra một hộp quà rất sang trọng. Chủ tịch Phương. Ý của anh là gì? Quý Chiêm Quân nhìn thấy hành động của Phương Minh Sinh, trong lòng có nghỉ hoặc bối rối hỏi. Không có ý gì, xem ra tôi không đủ tư cách bước chân vào cổng nhà họ Quý, Phương Minh Sinh nói nhẹ. Anh Phương đang nói đùa, nếu anh không đủ tư cách thì còn ai đủ tư cách? Quý Chiêm Quân thần sắc kinh ngạc, sau đó nhanh chóng cười nói. Hừ, cô chủ của chúng tôi còn không vào được, anh cho rằng tôi có thể vào được sao? Phương Minh Sinh cười một cái. Sau đó đứng bên cạnh Tuyên Hoàng như Đồng Thiên Hải trước đó. Nhìn thấy cảnh này, ba người nhà họ Quý đều chết lặng, không ngờ Tuyên Hoàng lại có thể có quan hệ nhiều như vậy, không lẽ họ biết Tuyên Hoàng là con cháu nhà họ Tuyên sao? Cho nên mới đi theo. Tuy nhiên, nhà họ Tuyên đã lâm vào cảnh xa cơ,
không còn chỗ để phát triển thêm nữa, có ngu cũng biết lúc này còn không thể hợp tác với nhà họ Tuyên chứ đừng nói là xem là chủ. Đây vẫn chưa phải là điều khiến ba người họ Quý tuyệt vọng nhất, sau đó mấy vị đức cao vọng trọng của thành phố Đông Hải lại đến, hoặc là người đứng đầu của một số lĩnh vực và ông chủ của các công ty niêm yết. Mà những người này cũng không ngoại lệ, vừa tặng quà, sau đó liền đứng ở phía sau Tuyên Hoàng, giống như đã bàn bạc từ trước. Điều này khiến Quý Chiêm Quân hoảng sợ, ông A có thể thấy trước rằng nếu chuyện này không được xử lý đúng cách thì nhà họ Quý chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, sợ rằng đến lúc đó nhà họ Quý sẽ thực sự kết thúc. Những người hóng hớt xung quanh đều rất phấn khích, cốt truyện có thể nói là chéo ngoe, không ai có thể nghĩ rằng Tuyên Hoàng vốn yếu thế cuối cùng lại trực tiếp đè bẹp nhà họ Quý. Vốn dĩ họ cho rằng Tuyên Hoàng là người ăn bám nhà họ Quý, không ngờ ngược lại, xuất thân của Tuyên Hoàng này còn mạnh hơn cả nhà họ Quý, người ta sao có thể ăn bám được nhà họ Quý được. Những người này không phải là anh tìm đến đấy chứ, Nam Cung Yến vốn vẫn đang lo lắng cho Tuyên Hoàng nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc hỏi. Anh không tìm những người này, nhưng có lấy họ được anh tăng tìm đến. Không ngờ anh ta lại làm phô trương đến vậy. Trần Triệu Dương bất lực lách đầu. Anh chỉ vừa nói với anh Tăng một câu, nhưng cũng không bảo anh ta làm thành thế này. Có điều, hiệu quả như nhau, bằng cách này, anh muốn xem thử còn ai dám làm trò khỉ gì nữa. Quý Chiêm Quân lúc này sắc mặt xanh mét, rất nhiều người có địa vị cao lại gọi Tuyên Hoàng là cô chủ, đây chỉ đúng là đánh vào mặt Quý Chiêm Quân ông ta, đánh vào mặt nhà họ Quý. Suy cho cùng, Quý Chiêm Quân vừa nói xong, bắt Tuyên Hoàng lại ba lạy trước khi vào nhà Quý. Tuyên Hoàng lúc này mới bình tĩnh lại. Lập tức nhìn về phía Trần Triệu Dương, nếu ai có thể làm được chuyện này, thì chỉ có Trần Triệu Dương. Khi nhìn thấy Trần Triệu Dương nháy mắt với mình, trong lòng cô ấy vô cùng cảm động. Cô ấy không ngờ rằng lúc đầu chỉ nói như vậy, Trần Triệu Dương thực sự lại làm cho mình nhiều chuyện như vậy. Quý Chiêm Quân, bây giờ ông nghĩ có thể ngăn cản tôi sao? Sau khi Tuyên Hoàng biết Trần Triệu Dương đã làm những chuyện này cho cô ấy mới yên tâm. Nếu đã vậy mà vẫn không thể vào được. Thì thật có lỗi với sự sắp xếp của Trần Triệu Dương. Vì vậy, cô ấy nhìn thẳng vào Quý Chiêm Quân và hỏi một cách thờ ơ, giống như một công chúa kiêu hãnh. Cô ra vẻ gì mà ra vẻ, nếu không phải dựa vào nhiều người giúp đỡ như vậy thì cô là cái thá gì? Chỉ dựa vào cô mà có thể vào được cổng nhà họ Quý tôi sao? Đôi mắt Quý Hiểu Hiểu càng lúc càng phẫn nộ và ghen tị. Khi Tuyên Hoàng vô cùng kiêu hãnh nói ra câu ấy, Quý Hiểu Hiểu không thể nhịn được nữa, trực tiếp hét lên. Đúng, cô là cái thá gì? Hôm nay dù cho cô có vào được cổng nhà họ Quý, cũng không phải dựa vào bản lĩnh của mình mà bước vào. Quý Thanh cũng tức giận hét lên. Anh ta đương nhiên không cam tâm. Anh ta sắp khiến Tuyên Hoàng nếm mùi sỉ nhục, không ngờ nửa chừng lại mọc ra nhiều kẻ ngán đường như vậy. Hai đứa im đi, Lý Chiêm Quân vốn dĩ tức giận, còn chưa kịp ngăn cản con trai và con gái. Kết quả là con trai và con gái của ông ta lại nói ra những câu như thế này. Quả nhiên. Sau khi Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu nói một tràng như vậy, những người đứng đằng sau Tuyên Hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn Quý. Thanh và Quý Hiểu Hiểu một cách dữ dằn, như muốn ăn tươi nuốt sống. Cháu Tuyên Hoàng, cháu tới chúc sinh nhật ông, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, vào trong đi. Răng của Quý Chiêm Quân gần như bị nghiền nát, nhưng ông ta vẫn nói với nụ cười trên môi. Sớm như vậy có phải tốt hơn không? Làm khó coi như vậy, giờ thì mất hết cả mặt, lỗ biết bao nhiêu. Tuyên Hoàng hừ lạnh, sau đó chế nhạo nói. Nghe những gì Tuyên Hoàng nói, ba người nhà họ Quý chỉ có thể nghe, lửa giận trong lòng sắp tuôn ra, nhưng vẫn không dám phát tác. Phụt, ha ha. Mọi người xung quanh nghe Tuyên Hoàng nói xong đều phá lên cười, lúc này cũng chẳng buồn xem nhà họ Quý có quyền thế không, nhà họ Quý thật sự mất mặt quá rồi. Sau đó, Tuyên Hoàng và Trần Triệu Dương ba người bước vào trong, Đồng Thiên Hải, Phương Minh Sinh và những người khác theo sát phía sau. Tuyên Hoàng, khẩu khí của em thật sự rất mạnh, Nam Cung Yến bước tới, nắm lấy tay Tuyên Hoàng cười nói. Chị Yến, chị không biết đấy thôi, vừa rồi em lo muốn chết, anh rể đã đánh một trận lớn như vậy, cũng không nói với em một tiếng, làm em sợ gần chết. Tuyên Hoàng đối mặt với Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến, ngay lập tức thể hiện cử chỉ của cô gái nhỏ, võ ngực và nói với một nỗi sợ hãi kéo dài trên khuôn mặt. Ha ha, vậy em làm rất tốt đấy. Chị thực sự không biết gia tộc nào mà lại có thể nuôi dạy nên một cô gái nhỏ như em, Nam Cung Yến cười nói. Mặc dù cô đã nghe Trần Triệu Dương và Tuyên Hoàng nói về nhà họ Tuyên trước đó, nhưng cô không biết nhà họ Tuyên là như thế nào. Chị Yến, đợi tiệc sinh nhật xong xuôi rồi em sẽ nói với chị,
Tuyên Hoàng nhìn Nam Cung Yến với vẻ xấu hổ, dù sao thì cô ấy cũng không có ý định che giấu. Phía sau bọn họ có một đám người vây quanh, ba người bọn họ đi tới phòng khách chính của bữa tiệc mừng thọ. Lúc này phòng khách chính của tiệc đã kín người ngồi, hiển nhiên những người này đã tới nhà họ Quý từ lâu, cũng là muốn thể hiện một chút thành ý. Chúng ta đi tìm một chỗ ngồi xuống đi, nhìn thấy phòng khách chính của bữa tiệc mừng thọ đã được ngồi kín, chỉ có một cái bàn còn thừa vài chỗ phía bên phải trong góc, lúc này ba người họ mới đi về hướng đó. Mà đám người Đồng Thiên Hải và Phương Minh Sinh nhận được mệnh lệnh của Trần Triệu Dương, sau khi đi tới phòng khách chính của tiệc mừng thọ, bọn họ lập tức phân tán nhau ra ngồi khắp nơi, không ngồi chung một chỗ với ba người Trần Triệu Dương. Ba người Trần Triệu Dương đến nhưng cũng không thu hút sự chú ý của mọi người, dù sao thì người đến người đi quá nhiều. Cho dù có người kinh ngạc vì khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng nhưng ở trong trường hợp này căn bản là không có ai dám làm ra chuyện gì. Nhưng thật ra sau khi đám người Đồng Thiên Hải và Phương Minh Sinh đi tới thì đã có người đi theo chân bọn họ đi chào hỏi, nói chuyện hàn huyên. Rõ ràng bọn họ đều coi tiệc mừng thọ là nơi kết nối các mối quan hệ, nơi kết giao với các nhân tài. Chờ một lát nữa, chúng ta để quà tặng lại, sau đó lập tức rời đi chứ em không thích bầu không khí như vậy. Tuyên Hoàng nhìn những vị khách ở xung quanh, còn có những người nhà họ Quý là chủ trì đang bận rộn ở mấy cái bàn quanh đó, trong lòng Tuyên Hoàng cảm thấy không thoải mái. Được rồi, chờ đến khi người được chúc thọ đi ra ngoài, em dâng quà lên tặng xong thì chúng ta sẽ đi ngay lập tức. Đương nhiên Nam Cung Yến nhìn ra được nỗi bất an của Tuyên Hoàng. Lúc này cô nắm lấy tay cô ta, an ủi nói. Quý Chiêm Quân là gia chủ nhà họ Quý nhưng thật ra cũng không đến phòng khách chính của tiệc mừng thọ, dù sao thì chuyện vừa rồi thật sự là quá mất mặt. Bọn họ không muốn bị người khác chế giễu vào lúc này. Mà Tạ Thu cũng vào theo, khi anh ta liếc nhìn ba người Trần Triệu Dương, trong mắt anh ta mang theo sự kiêng kỵ nồng đậm, đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc đứng ở cửa ra vào trước đó nữa. Con người cũng được chia thành các loại khác nhau, nếu Tuyên Hoàng có thể có mối quan hệ giao. Thiệp như vậy thì địa vị cô ta phải cao quý đến mức nào, chỉ sợ người đàn ông duy nhất trong ba người cũng không hề đơn giản. Sớm biết vậy thì anh ta đã không ló mặt ra, kẻ nổi tiếng thì càng dễ bị ghen ghét, lúc này trong lòng anh ta tràn ngập sự hối hận. Sau khi dâng quà tặng xong anh ta phải nhanh chóng rời đi, cũng không muốn sau khi tiệc mừng thọ kết thúc lại bị mất mặt thêm lần nữa. Đương nhiên Trần Triệu Dương cũng nhìn thấy Tạ Thu, khi anh nhìn thấy ánh mắt né tránh kia của anh ta thì lập tức hiểu rõ, đối phương đã không còn kiêu ngạo nữa rồi nên anh cũng lười dây dưa với một tên hề nhảy nhót như vậy. Sau khi phòng khách chính đã ngồi đầy, người nhà họ Quý bắt đầu theo thứ tự đi vào phòng. Cảm ơn mọi người đã tới tham dự tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông cụ nhà chúng tôi, xin mời ông cụ lên sân khấu, đúng lúc đó, Quý Chiêm Quân đi lên, trên mặt mang theo một nụ cười, ông ta nói. Giống như chuyện vừa phát sinh ở cửa ra vào không ảnh hưởng gì đến ông ta, chỉ là mỗi khi ánh mắt của ông ta quét qua đám người Trần Triệu Dương thì đều mang theo sự lạnh lẽo. Rõ ràng với tính cách của Quý Chiêm Quân thì không có khả năng quên đi chuyện vừa rồi, chỉ là tiệc mừng thọ của ông cụ còn quan trọng hơn, ông A không thể bởi vì chuyện vừa rồi mà làm chậm trễ chuyện lớn của ông cụ. Rất nhanh sau đó, Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu đã đỡ một ông lão tóc chẳng đi vào trong đại sảnh, tâm trạng của ông cụ không được tốt cho lắm. Hơn nữa cũng không thích tiệc mừng thọ này. Thấy ông cụ đi đến, Tuyên Hoàng lập tức kích động đứng lên, chỉ là trong mắt còn lộ ra vẻ đau lòng. Cô ta không ngờ rằng ông nội thứ hai đã già như thế, đến bước đi còn cần người nâng đỡ, thật sự là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của cô ta. Phải biết rằng ông nội của cô ta bây giờ càng già càng dẻo dai, vậy mà ông nội thứ hai lại có cảm giác giống như người già đang gần đất xa trời. Nhìn thấy Quý Vân Hải xuất hiện, Trần Triệu Dương nhíu mày. Bởi vì anh cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo ở trên người Quý Vân Hải, anh nhìn thấy màu xanh ở mí mắt của ông ta thì lập tức hiểu rõ. Người nhà họ Quý nhanh chóng đỡ Quý Vân Hải ngồi lên ghế chủ tọa, chỉ có điều là có cảm giác ông ta khá buồn ngủ. Sau đó mọi người lần lượt đi tới dâng lên những quà tặng có giá trị không nhỏ, chỉ có điều Quý Vân Hải còn không thèm nhìn lấy một cái, chỉ có Quý Chiêm Quân và người nhà họ Quý lên ứng phó. Đến các khách mời cũng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng tất cả mọi người đều cảm thấy Quý Vân Hải hơi là lạ, chỉ có điều chủ của bữa tiệc mừng thọ này vẫn còn ở bên trên nên không ai dám nói ra điều gì. Anh Quý, anh làm sao vậy? Tổ chức tiệc mừng thọ mà sao lại có dáng vẻ ỉu xìu như vậy chứ? Một ông lão có tuổi tác không khác mấy so với Quý Vân Hải đi tới, ra hiệu cho con cháu của mình dâng quà lên. Người khác không dám nói nhưng mà ông ta lại không quan tâm đến chuyện này. Ông Hạ, tại sao ông lại đích thân tới đây? Mời ngồi.
nhìn thấy người tới, sạc mặt Quý Chiêm Quân lập tức biến đổi, mặc dù ông ta mời Hạ Thanh Minh đến nhưng vốn dĩ ông ta không hề hy vọng Hạ Thanh Minh sẽ tới. Phải biết rằng Hạ Thanh Minh và ông cụ nhà ông ta là bạn thân, hơn nữa cho tới tận bây giờ, Hạ Thanh Minh vẫn là một người cương trực thẳng thắn, có lời gì thì sẽ nói ra lời đó, không quanh co. Lòng vòng. Tôi và anh em của mình nói chuyện còn có phần của anh sao? Đi sang một bên, Hạ Thanh Minh bỗng quay sang trừng Quý Chiêm Quân, sau đó cất bước lớn đi tới trước mặt Quý Vân Hải. Đi gọi bác sĩ Lý tới đây, Hạ Thanh Minh cũng mặc kệ bây giờ đang ở trong trường hợp nào, với địa vị là ông cụ nhà họ Hạ Thanh Minh ông có quyền làm như vậy. Sắc mặt của Quý Chiêm Quân và đám người nhà họ Quý đều vô cùng khó coi, bọn họ không ngờ rằng Hạ Thanh Minh lại gọi bác sĩ đến vào lúc này, lẽ nào ngay cả tiền mời bác sĩ nhà họ Quý cũng không có để mời đến hay sao? Mà những vị khách xung quanh nhìn thấy hành động của Hạ Thanh Minh thì lập tức đều lộ ra vẻ mặt rất hứng thú, dù sao thì Hạ Thanh Minh cũng làm chuyện mà bọn họ không dám làm. Bọn họ cũng rất tò mò rốt cuộc Quý Vân Hải này bị làm sao. Mãi cho tới bây giờ, Quý Vân Hải vẫn không có phản ứng gì như cũ, vẫn là dáng vẻ buồn ngủ, ánh mắt hơi dại ra, căn bản là không phản ứng lại với lời nói của Hạ Thanh Minh. Anh rể, ông nội thứ hai của em thế nào vậy? Không phải là đổ bệnh chứ? Nhìn thấy dáng vẻ của ông nội thứ hai, Tuyên Hoàng lập tức trở nên gấp gáp, lúc này quay đầu lại hỏi Trần Triệu Dương. Ông ấy không bị bệnh, Trần Triệu Dương lắc lắc đầu, mặc dù anh biết rõ chuyện của Quý Vân Hải nhưng anh không thể khiến cho Tuyên Hoàng lo lắng như vậy được. Lúc đầu anh định quay đầu mặc kệ rồi nhưng sau đó lại muốn giúp Quý Vân Hải trị liệu một chút. Không bị bệnh, vậy tại sao ông ấy lại như vậy? Tuyên Hoàng vừa nghe Trần Triệu Dương nói không bị bệnh thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại vô cùng lo lắng mà hỏi lại. Trần Triệu Dương còn chưa kịp nói chuyện thì một bác sĩ mặc áo dài trắng đi vào, tuổi của vị bác sĩ này cũng không lớn lắm, chỉ hơn 30 tuổi, thế nhưng trong mắt anh ta lại mang theo một chút kiêu ngạo. Chỉ có điều người ở đây không giàu sang thì cũng cao quý, sự kiêu ngạo của anh ta cũng không dám thể hiện ra ngoài quá nhiều. Bác sĩ Lý, anh nhìn ông ấy hộ tôi một chút, rốt cuộc là như thế nào, Hạ Thanh Minh nhìn người vừa tới. Lúc này ông ta mới dặn dò anh ta. Vâng thưa ông Hạ, Lý Ba gật đầu, lúc này mới đi tới bên cạnh Quý Vân Hải, chuẩn bị tiến hành kiểm tra cho ông ta. Ông Hạ, đây chính là tiệc mừng thọ của bố tôi, chúng ta làm như vậy có vẻ không được tốt lắm đâu. Lúc này Quý Chiêm Quân đi qua, ngăn cản Lý Ba đang muốn làm kiểm tra, nói với Hạ Thanh Minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi Hạ Thanh Minh nghe thấy Quý Chiêm Quân nói, ông ta bỗng nhiên trợn mắt, trực tiếp bước nhanh tới trước mặt Quý Chiêm Quân, lạnh lùng nói, anh của tôi thành ra cái bộ dạng này mà anh cũng không mang anh ấy đi bệnh viện, còn muốn làm tiệc mừng thọ gì đó, đây là có ý gì? Anh đừng nói chuyện nữa, hiện tại tôi phải kiểm tra cho anh tôi, nếu như anh muốn ngăn cản tôi thì cũng đừng trách tôi không khách khí mà đại náo nhà họ Quý của anh. Nhìn thấy Quý Chiêm Quân đang muốn nói cái gì đó, Hạ Thanh Minh trực tiếp chặn miệng ông ta lại, không chút nể nang. Kiểm tra đi. Nếu ai ngăn cản lại thì tôi cũng không ngại cắt đứt đôi chân của người đó đâu, Hạ Thanh Minh không để hề ý đến ánh me của Quý Chiêm Quân, ông ta trực tiếp vung tay lên, la lớn. Lý Ba gật đầu, lúc này bắt đầu kiểm tra cho Quý Vân Hải. Ông Hạ, tôi coi ông là bậc bề trên cho nên không muốn trở mặt với ông. Nếu như kiểm tra ra bố tôi thật sự ngã bệnh thì đợi đến lúc bố của tôi ổn rồi, tôi cam tâm tình nguyện chịu phạt. Nhưng mà nếu như bố tôi không sinh bệnh thì ông tính như thế nào? Quý Chiêm Quân cũng là một người có lòng dạ độc ác, nhìn thấy Hạ Thanh Minh như vậy, ông ta quyết định không thèm đếm xỉa đến cái gì hết mà hố Hạ Thanh Minh một cái. Dù sao thì lúc trước người kia cũng đã nói cho, dù là máy móc hiện đại nhất cũng không thể kiểm tra được tình trạng hiện tại của cha ông ta. Ông ta không tin một người bác sĩ trẻ tuổi như vậy có thể làm ra được trò trống gì. Anh thật sự không ra gì cả, bộ dạng của bố anh đã thành như vậy mà anh vẫn còn có tâm trạng chuẩn bị tiệc mừng thọ. Được. Tôi cũng đồng ý đánh cược với anh, ngược lại tôi muốn xem, chờ sau khi có kết quả anh còn có thể nói được cái gì nữa. Nghe thấy lời nói của Quý Chiêm Quân, Hạ Thanh Minh trợn tròn mắt, sau đó lạnh lùng nói. Nghe Hạ Thanh Minh nói vậy, Quý Chiêm Quân cũng không nói gì thêm, chỉ là trong mắt ông ta xuất hiện tia lạnh lẽo. Đầu tiên Lý Ba kiểm tra tổng quan cho Quý Vân Hải nhưng cũng không phát hiện ra có vấn đề gì không đúng, sau đó anh ta bắt mạch cho ông ta cũng không phát hiện ra điều gì. Điều này khiến cho Lý Ba nhíu mày ngay lập tức, lấy kỹ thuật chữa bệnh của anh ta thì có thể cảm thấy được Quý Vân Hải là lạ nhưng sau khi kiểm tra một lượt lại không phát hiện bất kỳ vấn đề gì.
Điều này khiến cho Lý Ba có chút hoài nghi đối với kỹ thuật chữa bệnh của mình. Thế nào, Hạ Thanh Minh nhìn thấy sau khi kiểm tra xong, Lý Ba vẫn đứng đờ ra đó mà cau mày nên ông ta mở miệng hỏi. Ông Hạ, kỹ thuật chữa bệnh của tôi không đủ dùng, không thể kiểm tra được điều gì, nhưng mà tôi cảm thấy tình trạng của ông cụ quý này chắc chắn không ổn lắm. Nếu như muốn biết rõ về tình trạng cơ thể của ông cụ quý thì phải đi bệnh viện kiểm tra toàn bộ các bộ phận, Lý Ba lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nói. Nói bậy, nếu như y thuật của anh không tốt thì nhà họ Hạ tôi còn mời anh về làm bác sĩ riêng làm gì? Đã như vậy thì đưa đến bệnh viện kiểm tra đầy đủ một lần đi, Hạ Thanh Minh lại trợn mắt, sau đó lập tức chuẩn bị cho người đưa Quý Vân Hải đến bệnh viện. Ông Hạ, không cần đi bệnh viện, lúc này Quý Chiêm Quân đột nhiên mở miệng, sau đó ông ta dặn dò người làm cầm một xấp giấy tờ in lên đưa cho Hạ Thanh Minh. Đây là cái gì, tôi xem không hiểu, căn bản là Hạ Thanh Minh còn không thèm nhận. Đương nhiên ông ta có thể biết đây là kết quả kiểm tra của bệnh viện. Lúc này ông ta ra hiệu cho Lý Ba tiếp nhận những tờ kết quả kiểm tra kia. Sau khi Lý Ba tiếp nhận những tờ kết quả kiểm tra kia, anh ta xem qua một lượt, chỉ là càng xem anh ta nhíu mày càng chặt. Ông Hạ, tôi đã xem hết những kết quả kiểm tra này của bệnh viện, dữ liệu cho thấy tất cả đều bình thường, mà ngày kiểm tra lại là ngày hôm qua cũng không có sự thay đổi quá lớn. Lý Ba bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói với Hạ Thanh Minh. Nghe thấy Lý Ba nói, Hạ Thanh Minh lại nhíu mày, ông ta không ngờ rằng kết quả lại như thế này. Lẽ nào cảm giác của ông ta sai rồi? Ông Hạ, nếu đã kiểm tra xong thì mời ông vào chỗ đi, tôi có thể hiểu được những lo lắng của ông Hạ. Nhưng mà ông Hạ à, ông làm loạn một trận như thế, làm như con cháu chúng tôi đều bất hiếu hết vậy, ông nói xem bây giờ nên làm cái gì? Quý Chiêm Quân nghe thấy kết quả này thì cũng không cảm thấy bất ngờ, sau đó ông ta lạnh lùng nói với Hạ Thanh Minh. Tôi, vẻ mặt Hạ Thanh Minh lạnh lẽo, lúc này muốn nói cái gì đó. Hay là để tôi đến xem qua một chút, lúc Hạ Thanh Minh đang muốn cúi đầu vì cảm thấy đuối lý thì một âm thanh đột nhiên truyền đến. Đám người Quý Chiêm Quân vốn còn đang đợi đến lúc Hạ Thanh Minh cúi đầu, kết quả không ngờ tới là nửa đường còn xuất hiện một kẻ ngáng chân, lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang. Vốn dĩ Trần Triệu Dương cũng không muốn đứng ra, nhưng anh không muốn một người già công trực thẳng thản như vậy chịu oan ức. Hơn nữa cũng vừa khéo khiến cho Tuyên Hoàng yên tâm lại. Đương nhiên, chủ yếu là do anh không thích Quý Chiêm Quân và những người con cháu của nhà họ Quý, mỗi một người đều cực kỳ dối trá, chỉ cần nhìn qua cũng đã khiến người ta chán ghét. Cho nên anh mới đứng ra. Cậu là ai? Nếu như tới tham dự bữa tiệc mừng thọ thì xin mời ngồi xuống, nếu muốn tới quấy rối thì đừng trách nhà họ Quý chúng tôi không khách khí. Lúc này cơn tức trong lòng Quý Chiêm Quân vô cùng lớn. Đặc biệt là khi nhìn người đàn ông đi cùng Tuyên Hoàng kia, cho nên khi nói chuyện cũng không thèm nể nang gì. Ông Hạ, chào ông, tôi tên Trần Triệu Dương, là một kẻ hèn mọn bất tài, cũng là một tên bác sĩ quèn, nếu như không ngại thì có thể cho tôi xem qua tình trạng của ông cụ quý được không? Trần Triệu Dương vốn không thèm để ý đến Quý Chiêm Quân, trực tiếp chắp tay, mở miệng xin phép Hạ Thanh Minh. À, đương nhiên là không ngại, nhưng mà cậu có nắm chắc không? Vẻ mặt của Hạ Thanh Minh hơi biến đổi. Đứng ra vào lúc này nếu không phải kẻ ngu thì chính là người có kỹ thuật chữa bệnh cao siêu. Nhưng mà nhìn người trẻ tuổi này không giống một kẻ ngu, như vậy thì chính là người tự tin có kỹ thuật chữa bệnh cao siêu. Đã như vậy thì ông ta cũng không để ý việc cho thêm một người đến xem bệnh. Đương nhiên là không có vấn đề gì, tôi nghĩ hẳn là gia chủ nhà họ Quý cũng sẽ không bận tâm chứ. Trong ánh mắt Hạ Thanh Minh mang theo một tia mong chờ, sau đó ông ta nhìn về phía Quý Chiêm Quân. Đương nhiên tôi không để ý. Xin mời, ý lạnh trong mắt Quý Chiêm Quân càng ngày càng rõ. Mẹ lão già này, ngược lại ông ta muốn xem người trẻ tuổi này có thể nhìn ra được cái gì hay không, nếu như không nhìn ra được thì cũng đừng trách ông ta không khách khí. Trần Triệu Dương mang theo ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua đám người Quý Chiêm Quân, sau đó anh đi tới trước mặt Quý Vân Hải, bắt đầu bắt mạch cho ông ta. Không đến một phút, Trần Triệu Dương đã buông lỏng tay. Thực ra vừa rồi anh bắt mạch chỉ là làm dáng một chút thôi. Tình trạng của Quý Vân Hải như thế nào, anh đã nắm rõ trong lòng. Ông Hạ, các vị, tôi đã biết tình trạng của ông cụ quý rồi, Trần Triệu Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Thanh Minh, sau đó lại quét mắt một lượt qua tất cả mọi người, tự tin cao giọng nói. Ố, tình trạng thế nào, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, hai mắt Hạ Thanh Minh lập tức ả sáng, sau đó ông ta vội vàng mở miệng hỏi. Chỉ là, những lời tôi nói ra chỉ sợ sẽ khiến không ít người không vui. Trần Triệu Dương hứng thú nhìn thoáng qua đám người Quý Chiêm Quân, sau đó lại nói với ông Hạ. Hừ, cậu cứ ăn ngay nói thật,
ngược lại tôi muốn xem ai dám làm gì. Đương nhiên Hạ Thanh Minh thấy được ánh mắt Trần Triệu Dương liếc tới chỗ nào nên ông ta lạnh giọng quát lên. Được, vậy thì tôi sẽ nói, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người nói, ông cụ Quý không bị bệnh, thật ra các dữ liệu về cơ thể của ông cụ Quý đều vô cùng tốt. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, trái tim vốn đang treo lơ lửng của Quý Chiêm Quân lập tức được thả xuống, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ông A còn sợ rằng tên nhóc này nhìn ra được điều gì, không ngờ tự mình sợ bóng sợ gió một hồi. Mà vẻ mặt Hạ Thanh Minh lại tối sầm lại, lộ ra vẻ thất vọng. Hiển nhiên kết quả này khiến cho ông ta tức giận. Lúc này các khách mời xung quanh cũng đều hơi ngẩn ra, sau đó mọi ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh Minh đều trở nên kỳ quái. Đây là ông Hạ cậy già lên mặt, vậy mà lại quấy rối tiệc mừng thọ của nhà họ Quý, đây không phải là cố tình gây sự thì còn là gì? Mọi người không được sốt ruột, lời tôi nói còn chưa hết mà. Mặc dù dữ liệu về cơ thể của ông cụ Quý đều rất khỏe mạnh nhưng thân thể của ông ấy lại không khỏe mạnh, Trần Triệu Dương nhìn thấy vẻ mặt của tất cả mọi người, sau đó lại mở miệng nói một lần nữa. Có ý gì, nghe thấy Trần Triệu Dương nói ra một kết quả khác với tất cả mọi người, Hạ Thanh Minh lập tức hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt ông ta trở nên khẩn thiết, ông ta hỏi. Ý ở đây là ông cụ Quý không phải bị bệnh mà là trúng độc. Hai mắt Trần Triệu Dương nhìn về phía Quý Chiêm Quân, anh nói ra từng chữ một. TH. Nghe thấy lời này của Trần Triệu Dương, toàn bộ khách mời ở đây, kể cả Hạ Thanh Minh và Tuyên Hoàng đều ồ lên. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nếu như đúng là trúng độc vậy thì bệnh viện và bác sĩ Lý vừa rồi phải kiểm tra ra được chứ? Tôi thấy tên nhóc này đang muốn lấy lòng mọi người đấy. Nếu như thật sự muốn dùng những lời nói như vậy khiến mọi người quan tâm thì chỉ sợ cậu ta đã tính sai rồi. Không sai, chỉ sợ Quý Chiêm Quân sẽ không bỏ qua cho tên nhóc này. Các khách mời xung quanh đều có ý nghĩ đầu tiên là không tin, dù sao bây giờ máy móc đã hiện đại đến mức nào rồi, làm gì có chuyện trúng độc mà không biết. Trong lòng Hạ Thanh Minh cũng không ngừng khiếp sợ, ông ta không nghĩ đến người trẻ tuổi tên Trần Triệu Dương này lại đưa ra một kết quả như vậy. Tuy nhiên, trong lòng ông ta vẫn có chút tin tưởng, dù sao thì tình trạng của Quý Vân Hải đang bày ra trước mắt, nhất định là đã xảy ra vấn đề gì đó rồi. Lúc này, Quý Chiêm Quân lại có chút bối rối, ông ta không nghĩ tới Trần Triệu Dương lại thật sự nhìn ra được. Không phải đã nói rằng không có người nào có khả năng nhìn ra được sao? Lúc này Tuyên Hoàng đã cuống lên, cô ta nhanh chóng đi tới trước mặt Trần Triệu Dương, nhìn anh. Rồi hỏi, anh rể, anh nói thật sao? Ông nội thứ hai của em thật sự trúng độc sao? Đúng là trúng độc, Trần Triệu Dương gật đầu, rất chắc chắn nói. Cậu nhóc, cậu phải thật cẩn thận, nghĩ thông suốt đã rồi hãng nói, lúc này Hạ Thanh Minh mới mở miệng ra nói. Gia chủ nhà họ Quý, điều hòa nơi này vẫn đang bật ở mức mát lạnh như vậy, tại sao đầu ông lại chảy đầy mồ hôi thế kia? Là chột dạ sao, đột nhiên Trần Triệu Dương nhìn về phía Quý Chiêm Quân, trong câu hỏi còn mang theo một chút trêu tức. Vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Quý Chiêm Quân, chỉ thấy đầu Quý Chiêm Quân chảy đầy mồ hôi, phía sau lưng áo của ông ta giống như đã ướt đẫm. Nhìn thấy dáng vẻ của Quý Chiêm Quân, tất cả mọi người đều hoài nghi không phải là Quý Chiêm Quân thực sự chột dạ đấy chứ. Đồng thời, một ý nghĩa đáng sợ nảy sinh trong đầu bọn họ. Cậu nói linh tỉnh cái gì vậy? Tôi đâu có chột dạ, tôi đây là thận hư, cơ thể không tốt, vẻ mặt Quý Chiêm Quân vô cùng hoảng hốt. Sau đó ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, nói ra một cái cớ sứt sẹo. Cơ thể không tốt thì nên đi bệnh viện, thận không tốt thì mua một ít đồ kia của động vật về mà ăn, có thể bồi bổ dần dần cho ông, Trần Triệu Dương từ tốn nói. Cậu, nghe thấy những gì Trần Triệu Dương nói, Quý Chiêm Quân lập tức đỏ cả mặt, ông ta hận không thể một đao chém chết Trần Triệu Dương. Ông Hạ, tôi đương nhiên sẽ phụ trách với những lời nói của mình, nếu như các vị không tin thì tôi có thể cho mọi người xem chứng cứ. Trần Triệu Dương chắp tay, nói chắc như đỉnh đóng cột. Được, cậu nghĩ gì thì làm đó đi, tôi đảm bảo cho cậu, Hạ Thanh Minh hít sâu một hơi, lúc này mới gật đầu nói. Cảm ơn, đương nhiên Trần Triệu Dương biết rõ có sự đảm bảo của Hạ Thanh Minh thì cho dù Quý Chiêm Quân thật sự muốn làm gì cũng là không thể nào. Sở dĩ nhà họ Quý có thể như ngày hôm nay đều nhờ vào ông cụ Quý Vân Hải này. Mặc dù người nhà họ Quý có những mối quan hệ rất rộng nhưng cũng là quan hệ với ông cụ. Không liên quan gì đến Quý Chiêm Quân cả. Cho nên, Hạ Thanh Minh muốn làm gì thì Quý Chiêm Quân cũng không có khả năng ngăn cản. Các vị, ai mang theo ngân châm thì xin hãy cho tôi mượn dùng một chút, Trần Triệu Dương nói với tất cả các vị khách mời. Ở chỗ tôi có ngân châm,
không biết có thể dùng được hay không, Trần Triệu Dương vừa mới nói xong, Lý Ba đột nhiên lên tiếng. Sau đó anh ta lấy một túi ra đựng bộ kim ngân châm ở trong hòm thuốc của mình, sau khi mở ra, bên trong là đủ loại ngân châm có độ dài dài ngăn hoặc kiểu dáng khác nhau. Vô cùng được, cảm ơn, Trần Triệu Dương chắp tay nói. Không cần khách khí, lúc này trong lòng Lý Ba tràn ngập tò mò, anh ta muốn biết người trước mặt, Trần Triệu Dương này rốt cuộc đã dùng biện pháp gì chứng minh ông cụ thật sự trúng độc. Sau đó Trần Triệu Dương rút một cây ngân châm có độ dài tầm trung ra, nắm lấy một ngón tay của Quý Vân Hải, tiếp theo anh đâm cây ngân châm châm vào đầu ngón tay. Máu tươi đỏ sẫm chảy từ trên đầu ngón tay xuống, mà Trần Triệu Dương đã lấy một cái bát ra hứng từ lâu rồi. Mau nhìn xem, ngân châm đã biến thành màu đen rồi. Đúng lúc đó, có người tinh mắt thấy được nửa đầu cây ngân châm Trần Triệu Dương cầm trong tay đều biến thành màu đen như mực, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Quả nhiên là có độc. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Trần Triệu Dương đều trở nên kính nể vô cùng, bọn họ không ngờ chỉ là kiểm tra đơn giản mà anh có thể kiểm tra ra Quý Vân Hải trúng độc. Phải biết rằng khi đi kiểm tra ở bệnh viện chắc chắn có kiểm tra máu, nhưng cũng không thể kiểm tra ra được kết quả gì. Các vị không nên gấp gáp, có rất nhiều cách có thể làm cho ngân châm biến thành màu đen, trúng độc chỉ là một trong những cách đỡ, Trần Triệu Dương nhìn thấy tất cả mọi người đều có chút kích động thì tranh thủ thời gian nói ra. Đi tìm cho tôi một ít vật còn sống, lúc này sắc mặt Hạ Thanh Minh vô cùng âm trầm, ông ta phân phó với người mà mình đưa đến. Nếu như bên trong máu ông cụ Quý có chứa kịch độc thì những tờ giấy kết quả kiểm tra của bệnh viện kia là như thế nào, lúc này Lý Ba vô cùng khó hiểu, anh ta mở miệng hỏi. Anh ta vô cùng kính nể Trần Triệu Dương, anh ta không ngờ rằng lại có người trẻ tuổi như vậy mà có thành tựu như thế này, kỹ thuật chữa bệnh còn giỏi hơn so với mình. Thật ra nếu như dùng máy móc hiện đại để kiểm tra đo lường máu của ông cụ Quý thì sẽ không thể ra được kết quả đấy đâu, vấn đề này đợi sau này tôi sẽ giải thích rõ ràng với mọi người, Trần Triệu Dương cũng không giải thích cặn kẽ mà chỉ nói ra một câu như vậy. Đúng lúc đó, người đi ra ngoài bắt những đồ vật sống đã quay trở về, gà sống, vịt sống đều có, còn có một vài con chuột, một vài loại côn trùng, có thể nói là từ lớn đến nhỏ không thiếu cái gì cả. Các vị, trước hết chúng ta hãy thử một chút. Nhìn xem cấp bậc độc dược trong máu ông cụ Quý rốt cuộc là gì, sau đó Trần Triệu Dương dùng ngân châm đâm ra một ít máu tươi rồi nhỏ lên một con sâu nhỏ ở trên bàn. Sau khi máu tươi trên ngân châm nhỏ xuống con sâu nhỏ, chỉ thấy nó run rẩy mấy lần, sau đó cứng ngắc, không động đậy nữa. Thử con khác đi, Trần Triệu Dương lại tìm một ít sâu bọ và động vật nhỏ, kết quả đều y như cũ, tất cả đều chết hết. Sau khi mọi người thấy cảnh này thì tất cả đều hít một ngụm khí lạnh, độc tính quá mạnh. Chỉ một giọt máu đã khiến những động vật nhỏ này chết rồi, quả là bá đạo đến vô lý, chết ngay tức khắc cũng không ngoa. Bây giờ không cần tôi giải thích lại nữa chứ, ông cụ Quý chính là trúng độc, Trần Triệu Dương thả ngân châm trong tay xuống, thản nhiên nói. Quý Chiêm Quân, anh giỏi thật đấy, Hạ Thanh Minh lạnh lùng nhìn Quý Chiêm Quân, hận không thể tát một phát cho ông ta chết luôn. Ông Hạ, không phải ông bị thằng nhóc này, dùng thuật che mắt làm mù quáng rồi đó chứ. Nếu như trong cơ thể bố tôi có loại kịch độc này thật thì bố tôi chẳng thể yên lành ở đây thế này mà đi đời nhà ma từ lâu rồi, Quý Chiêm Quân là người âm hiểm, nhanh chóng tìm ra kế hở trong chuyện này, trực tiếp nằm sơ hở này cần ngược lại Trần Triệu Dương một cái. Quả nhiên, mọi người vốn cảm thấy Quý Chiêm Quân đáng ghét, nghe ông ta nói thế thì tất cả nhìn về phía Trần Triệu Dương, đặc biệt là Hạ Thanh Minh, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Tôi tin anh ấy không có động cơ hại ông nội thứ hai. Cho dù anh ấy hại ông thì được cái gì chứ, bỗng nhiên Tuyên Hoàng mở miệng, giải thích cho Trần Triệu Dương. Hừ, cậu ta không muốn hại ông cụ, mà là muốn hại tôi, nếu như ông cụ trúng độc thật thì chẳng phải đang nói đứa con trai là tôi đây không làm được gì sao. Cô bảo người bên ngoài nhìn tôi thế nào, tôi còn có thể làm gia chủ nhà họ Quý thế nào nữa đây, Quý Chiêm Quân hừ lạnh một tiếng, phản bác không chút khách khí. Được rồi, các ông đã có nghi ngờ trong lòng thì tôi cũng nhọc lòng giải thích với các ông một chút. Trần Triệu Dương thấy cảnh này thì nhất thời không biết phải làm sao, lắc đầu. Anh đã biết từ sớm, nếu như anh đứng ra thì nhất định sẽ gặp phiền phức, nhưng mà anh không thể không đứng ra. Máu trong cơ thể ông cụ Quý có kịch độc, đây là điều không thể nghi ngờ, mọi người có thể tìm một người đáng tin tưởng tới thử, xem tôi nói thật hay không. Lúc này Trần Triệu Dương nhìn về phía ánh mắt không có ý tốt của Hạ Thanh Minh, thản nhiên nói. Được, tôi tới thử, Hạ Thanh Minh quyết định. Bất luận thế nào thì ngày hôm nay ông ta phải làm rõ sự thật trong chuyện này, nếu không thì ông ta sẽ có lỗi với ơn đức của người bạn tốt của mình.
Hạ Thanh Minh nói xong thì đi thẳng tới trước mặt Quý Vân Hải, đâm vào một đầu ngón tay của Quý Vân Hải, rất nhanh sau đó vài giọt máu tươi chảy ra. Sau đó, Hạ Thanh Minh dùng giọt máu mà tự ông ta lấy ra đi làm thí nghiệm, mà những vật thí nghiệm kia đều chết hết cả, điều này khiến địch ý của ông ta với Trần Triệu Dương đã biến mất hoàn toàn. Trần Triệu Dương cũng không bất ngờ, lúc này, anh nhìn mọi người, cất cao giọng nói, tôi biết mọi người vẫn còn nghi ngờ, vì sao trong cơ thể ông cụ có máu độc mà ông ấy vẫn còn sống, vậy để tôi phổ cập cho mọi người một chút. Chắc là mọi người đều biết trong các loại thuốc có những loại tương sinh tương khắc với nhau, mà độc dược cũng có những loại tương sinh tương khắc. Có câu, lấy độc trị độc, có nghĩa là dùng một chất độc để chữa trị cơ thể bị trúng độc. Mà tình trạng của ông cụ Quý phức tạp hơn một chút, độc trong người ông cụ Quý hòa trộn vào nhau đã đạt đến trạng thái cân bằng, có thể khiến người ta đần độn, nhưng lại không để người đó mất mạng. Nhưng mà, một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, e rằng ông cụ Quý sẽ bị độc chết trong nháy mắt. Vì vậy, vừa nãy chúng ta chỉ lấy một vài giọt máu độc, nếu như lấy nhiều hơn thì sẽ phá hỏng sự cân bằng đó. Trần Triệu Dương chậm rãi nói, không chột dạ chút nào mà vô cùng bình thản. Vốn dĩ Quý Chiêm Quân cho rằng Trần Triệu Dương chỉ là mèo mù đụng chuột chết, mới có thể thử nghiệm ra ông cụ trúng độc, sau khi nghe anh nói xong, trong lòng Quý Chiêm Quân xuất hiện cảm giác không ổn. Ông ta nhọc lòng tính toán mấy thứ này, sẽ không bị thằng nhóc này phá hỏng đó chứ. Mọi người xung quanh nghe Trần Triệu Dương nói xong thì đã hiểu ra, ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương ngập tràn kính phục. Anh bạn Trần Triệu Dương, xin lỗi nhé, vừa nãy hiểu lầm cậu, ông già này xin lỗi cậu, Hạ Thanh Minh là một người cầm lên được thì hạ xuống được, trực tiếp cúi đầu nhận sai với Trần Triệu Dương trước mặt nhiều người như vậy. Ông Hạ không cần như vậy, quá quan tâm ắt loạn, ông Hạ quá để tâm tới ông Quý thôi, ông Quý. Có một người bạn già như ông cũng là có phúc lớn. Trần Triệu Dương nhanh chóng xua tay, nói. Trần Triệu Dương, nếu anh đã có thể nhận ra đó là độc gì thì cũng có phương pháp giải độc chứ. Em cầu xin anh, cứu ông nội hai của em đi. Tuyên Hoàng nghe Trần Triệu Dương giải thích xong thì tiến lên nắm tay Trần Triệu Dương, van nài nói. Đừng gấp, nhất định anh sẽ dốc hết sức mình, Trần Triệu Dương vỗ tay cô ta, sau đó ra hiệu cho. Nam Cung Yến kéo Tuyên Hoàng sang một bên. Anh bạn Trần Triệu Dương. Nếu cậu có thể nhìn ra thì chắc hẳn cũng có phương pháp giải độc, xin cậu giúp cho, trong mắt Hạ Thanh Minh lộ ra vẻ kích động, sau đó nói. Không sai, chỉ cần cậu có thể cứu ông cụ nhà chúng tôi, nhà họ Quý chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng, 10 u, đây là một khoản tiền rất lớn đó, đủ cho cậu sống thoải mái nửa đời sau, Quý Chiêm Quân làm gia chủ nhà họ Quý, lúc này phải tích cực một chút, nhưng mà, lời ông ta nói ra lại khiến người khác cực kỳ không thoải mái. Nhưng những người xung quanh đều tỏ vẻ kỳ lạ, sao lúc này Quý Chiêm Quân còn kiêu ngạo như vậy chứ? Trừ phi, ông ta không muốn cho Trần Triệu Dương cứu ông cụ nhà bọn họ. Nghĩ đến khả năng này, tất cả mọi người đều giật nảy mình, nhìn Quý Chiêm Quân với ánh mắt tràn đầy khó hiểu. 10 triệu, đường đường là nhà họ Quý cũng thật hào phóng. Ông chắc chắn muốn để tôi cứu ông cụ Quý chứ? Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt xem thường. Gia chủ Quý cũng am hiểu về dược liệu sao, đột nhiên Trần Triệu Dương hỏi một câu chẳng liên quan gì. Không, Quý Chiêm Quân hơi sửng sốt, trả lời theo bản năng. Nếu không, thế tại sao trên người ông có mùi thuốc? Hơn nữa, còn đúng là mùi thuốc độc mà ông cụ chúng nữa, Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Cậu nói nhăng nói quậy gì đấy? Sao trên người tôi lại có mùi thuốc độc mà bố tôi chúng được? Cậu mà nói bậy nữa, có tin tôi gọi người đuổi cậu ra ngoài luôn không? Nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói, nhất thời Quý Chiêm Quân trở nên hoảng loạn, tay vô thức sờ túi ở hông mình. Đương nhiên Trần Triệu Dương nhìn thấy động tác đó, nhất thời vui mừng, anh cũng không muốn dùng đôi mắt xuyên thấu coi thân thể của một người đàn ông, may là tố chất tâm lý của Quý Chiêm Quân không đủ mạnh, chưa đánh đã khai rồi. Ông lấy thứ ở trong túi quần mình ra cho mọi người xem, Trần Triệu Dương không đợi ông ta phản ứng, trực tiếp mở miệng nói. Lúc Trần Triệu Dương nói ra câu này, tay Quý Chiêm Quân vẫn đang đặt ở túi ở mông mình, ngay lập tức ngây người ra. Các khách mời và Hạ Thanh Minh đều nhìn thấy động tác của Quý Chiêm Quân. Quý Chiêm Quân cứng đờ, đối diện với ánh mắt của mọi người, ông ta trực tiếp rụt tay trở lại. Trong túi quần của tôi không có gì cả, mọi người có thể nhìn thử xem, mắt thấy mọi người nhìn mình chăm chăm, vẻ mặt Quý Chiêm Quân rất tự nhiên móc túi quần của mình ra, bộ dạng không còn cách nào khác. Ông cho rằng mọi người là đồ đần sao? Nhanh đưa ra đây, có tin tôi đánh ông không, rõ ràng bây giờ Hạ Thanh Minh cảm thấy Quý Chiêm Quân có chuyện đang giấu, cho nên giữ tợn đe dọa. Hừ,
dựa vào đâu mà cậu ta nói như vậy thì chính là như vậy. Tôi đường đường là gia chủ của nhà họ Quý, sao có thể để cậu ta tùy tiện sỉ nhục, người đâu, đuổi thằng nhóc này ra ngoài cho tôi, nếu như dám phản kháng lại, vậy thì đánh cho chết. Quý Chiêm Quân biết, không thể để cho thằng nhóc này nhảy nhót như vậy, cho nên vung tay lên ra hiệu, mấy người đàn ông phát ra sát khí từ phía sau lưng ông ta lập tức vọt lên phía trước. Nhìn thấy hành động của Quý Chiêm Quân, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, quả nhiên là không giấu được. Người bình thường sao có thể có loại độc dược như vậy, chỉ sợ độc dược như vậy chỉ có trong tay một số thế lực đặc thù mà thôi, mà phần lớn thế lực đặc thù này đều là thế lực của võ đạo, bởi vì người bình thường không thể nào giở trò với loại độc dược này được. Quý Chiêm Quân, anh muốn làm gì? Thấy mấy người này lên sân khấu, Hạ Thanh Minh đột nhiên quát lớn một tiếng, sau đó đứng chắn ở trước mặt của Trần Hạo Dương. Ông Minh, tốt nhất ông nên tránh ra, để cho tôi xử lý thằng nhóc không biết tốt xấu này, thế mà lại dám ở trong bữa tiệc mừng thọ của bố tôi nói linh tinh, âm mưu làm loạn bữa tiệc này, không thể tha cho cậu ta. Đối mặt với sự chất vấn của Hạ Thanh Minh, Quý Chiêm Quân cũng không sợ hãi, lạnh lùng nói. Nực cười, sự thật là thế nào chẳng lẽ anh còn không biết sao? Anh giả ngu thì cũng thôi đi, lẽ nào khách mời ở đây ai cũng là kẻ ngu sao? Tôi ngược lại muốn nhìn xem anh định giả ngu ngơ thế nào, lời này tôi để ở đây, nếu như anh thật sự dám làm như thế, nhà họ Hạ chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Hạ Thanh Minh chỉ vào Quý Chiêm Quân, tức giận quát lên. Ông già kia, câm miệng cho tôi, nếu còn dám nói nửa lời, tôi tát chết ông. Quý Chiêm Quân còn chưa nói gì, một người đàn ông cầm đầu đám người mới vọt ra kia đột nhiên mở miệng, giọng điệu rất bất thiện. Cậu nói cái gì? Hạ Thanh Minh không nghĩ tới có người dám nói như vậy với mình, đã qua bao nhiêu năm ông ta không bị người khác chỉ vào mặt mắng như thế, cho nên còn chưa phản ứng lại được. Hỗn láo, Quý Chiêm Quân, đây chính là đàn em của anh à. Thế mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy. Chẳng lẽ cho rằng ông đây không tức giận à? Hạ Thanh Minh bị chọc tức tới mức cả người phát run, giận dữ hét lên với Quý Chiêm Quân. Ông già kia, tôi đã nói rồi, nếu như ông còn nói nữa, tôi sẽ tát chết ông, sao ông lại không tin lời tôi? Người đàn ông cầm đầu kia lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thanh Minh. Nếu như cậu có bản lĩnh đó, vậy thì ra tay đi, tính khí của Hạ Thanh Minh không được tốt, lập tức cứng cổ nổi trận lôi đình nói. Được, như ông mong muốn. Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, sau đó gã ta dùng tốc độ nhanh nhất vào tới chỗ Hạ Thanh Minh, tay cũng nâng cao lên, dùng sức hướng về phía mặt của Hạ Thanh Minh. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn như vậy lập, tức trợn tròn mắt, bọn họ không hề nghĩ tới đàn em của Quý Chiêm Quân lại có tốc độ và lực lượng lớn như vậy, hơn nữa nói ra tay sẽ ra tay, không hề do dự. Đó chính là ông Minh, là bố của gia chủ nhà họ Hạ hiện tại, ở thành phố Long Hải này cũng coi như là một nhân vật vang danh. Thế mà người này lại dám xuống tay. Một cái tát này, cho dù là người không hiểu võ đạo cũng có thể nhìn ra, ông Minh tuyệt đối không tránh được, chuyện này. Chỉ sợ thành phố Long Hải sắp rối loạn. Thân là tôi tớ, thì phải có bộ dạng của tôi tớ, đừng có động một chút là cắn người, người không biết còn tưởng các người là chớ. Chính vào lúc bàn ai sắp chạm vào mặt Hạ Thanh Minh, một giọng nói bình tĩnh truyền vào trong tai của mọi người. Nếu thích cắn người như vậy, vậy thì sẽ cho mày cắn nữ, tiếp theo. Mọi người lập tức thấy được hình ảnh khiến bọn họ buồn cười. Chỉ thấy người đàn ông đang lao ra đột nhiên bay ngược lên, mà thứ cản trở gã chỉ là một cây đũa, tiếp đó, cả người gã bị cây đũa này cố định ở trên tường. Mời biểu diễn, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, nếu như để cho tên này tự đánh mặt mình thì sẽ thế nào đây? Quả nhiên, Trần Triệu Dương vừa mới dứt lời, người nọ giống như bị điên, bắt đầu đánh vào mặt của mình. Mấy cái đánh này không hề nhẹ. Khoảng chừng sau mười mấy bàn tay, tới khi gương mặt ban đầu sưng lên giống như đầu lợn, động tác của gã ta cuối cùng gã ta cũng ngừng lại. Không phải vì gã chủ động ngừng, mà là bởi vì đã ngất rồi. Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cái tên này chỉ sợ là điên rồi, tự đánh mình tới mức ngất đi. Mãi tới khi tên đó ngất xỉu, Hạ Thanh Minh mới hoàn hồn, ông ta suýt chút nữa bị bạt tai trước mặt mọi người. Nếu không phải Trần Triệu Dương cứu mình, chỉ sợ hôm nay bản thân mình sẽ trở thành trò cười, bị tôi tớ của nhà họ Quý bạt tai. Những người khác cho rằng người nọ bị động kinh, chỉ có Quý Chiêm Quân và mấy người đàn ông kia biết, gã ta vốn không hề có bệnh, sao có thể tự mình đánh mình. Chuyện này có lẽ là do Trần Triệu Dương ra tay, nghĩ như vậy, ánh mắt Quý Chiêm Quân nhìn Trần Triệu Dương lập tức tràn ngập sự kiêng kỵ. Tất cả lên cho tôi, Quý Chiêm Quân sợ đêm dài lắm mộng, lập tức vung tay lên, mấy tên đàn ông đó nhanh chóng vây quanh Trần Triệu Dương.
Không đợi Trần Triệu Dương nói chuyện, mấy người này nhanh chóng bay về phía anh. Hiển nhiên là chuyện vừa mới xảy ra khiến cho bọn họ sinh lòng cảnh giác với Trần Triệu Dương, cho nên vừa mới vọt lên bọn họ đã sử dụng toàn lực. Cút đi, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó quét ngang chân một cái. Chỉ nhìn thấy đám người vốn đã vọt qua chỗ Trần Triệu Dương đụng trúng cái quét này, mấy người kia rên còn chưa rên đã nhanh chóng bị Trần Triệu Dương đá bay ra. Mấy người bị đá bay ra ngoài lại tiếp tục đè lên cái gã đánh mình tới mức ngất xỉu kia, gã đó lập tức bị đè tới tỉnh lại, chẳng qua lúc tỉnh lại đối mặt đám người này, gã lại tiếp tục ngất đi lần nữa. Quý Chiêm Quân, người ông dựa vào đã không có, ông còn cứng miệng không thừa nhận à, Trần Triệu Dương cũng không muốn nhiều lời với ông ta, còn chưa đợi Quý Chiêm Quân phản ứng đã nhanh chóng bóp lấy cổ Quý Chiêm Quân. Ngay sau đó, Trần Triệu Dương dùng tay móc ra một bao giấy từ túi quần phía sau mông của Quý Chiêm Quân. Ông Minh, đừng dùng tay đụng vào thứ này, thân thể Trần Triệu Dương trải qua vài lần rèn luyện cho nên không còn sợ mấy thứ này, thế nhưng Hạ Thanh Minh nhìn thấy thứ này thế mà lại muốn dùng tay lấy, dọa cho Trần Triệu Dương vội vàng cất nó đi. Độc tính của thứ này rất lợi hại, đừng dùng tay chạm vào nớ, Trần Triệu Dương lập tức giải thích với ông Minh. Nghe được lời của Trần Triệu Dương, Hạ Thanh Minh lập tức nở nụ cười ngại ngùng, hôm nay đúng là quá xấu hổ. Được Trần Triệu Dương cứu nhiều lần, bây giờ còn suýt xảy ra chuyện, có lẽ hôm nay chính là ngày ông ta xấu hổ nhất. May mà ông ta cũng không phải loại người hẹp hòi, đối với loại chuyện này cũng chỉ cười cho qua. Cho dù các người biết thì có thể làm gì, tôi nói cho các người biết, nếu như việc của chúng tôi người gặp chuyện không may chính là các người, Quý Chiêm Quân nhìn thấy độc dược được tìm thấy trong túi mình, biết lợi thế đã mất, nhưng ông ta vẫn điên cuồng kêu gào. Anh đúng là không biết hối cải, người này là bố anh. Mà anh còn dám ra tay nặng như vậy, Hạ Thanh Minh tức giận đến phát run, chỉ vào Quý Chiêm Quân quát lớn. Hừ, ông ta là bố tôi thì làm sao? Ông ta có lúc nào coi tôi là gia chủ của nhà họ Quý chưa? Cho dù là người của gia tộc khác, cũng không coi tôi là gia chủ của nhà họ Quý, có chuyện gì cũng muốn hỏi ông ta trước, tôi rất kém cỏi sao? Lúc này hai mắt Quý Chiêm Quân đỏ bừng, tức giận nói, sau đó ông ta đột nhiên nhìn về phía bố mình Quý Vân Hải. Chỉ thiếu nước đi lên cần xé ông ta. Anh đúng là một tên súc sinh, chỉ vì một chút quyền lợi mà lại làm ra sự việc này, bố anh chỉ có mỗi anh là con trai, sau này nhà họ Quý không dành cho anh thì dành cho ai, sao lại phải so đo khoảng thời gian này, Hạ Thanh Minh nghe lời Quý Chiêm Quân nói lập tức nổi giận mắng. Tôi cũng đã ngoài 50, đợi tới lúc ông ta để lại cho tôi còn cần thêm bao nhiêu năm nữa. Tôi còn không bằng một con rối, người nào người nấy ai ai cũng cười vẻ hào nhoáng bên ngoài của tôi. Đã nhiều năm như vậy, tôi sống dễ dàng à? Tôi không thể đợi thêm một ngày nào nữa, các người không thể hiểu nổi cảm giác này đâu. Bộ dạng Quý Chiêm Quân điên cuồng, hung dữ nói. Nhìn thấy bộ dạng này của Quý Chiêm Quân, đám người Trần Triệu Dương cảm thấy ông ta có chút đáng thương, bị lợi ích che mờ đôi mắt, chẳng những che mờ mắt, mà còn che cả tâm trí, còn mất hết cả lương tâm, có thể nói, ông ta không còn là người bình thường. Tục ngữ có câu, nếu muốn giết chết một người, đầu tiên phải khiến cho họ phát điên. Quý Chiêm Quân đã điên rồi. Hai người Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu nhìn bố mình đang phát điên lập tức cả người ớn lạnh, bọn họ chưa bao giờ thấy bố mình điên dại như vậy bao. Giờ, bọn họ còn không nhận ra nổi bố mình nữa rồi. Mọi người, tiệc mừng thọ nhà họ Quý đến đây là kết thúc, thật sự xin lỗi mọi người, Hạ Thanh Minh biết mọi chuyện tiếp theo xảy ra không thích hợp để cho nhiều người ở đây nhìn thấy, cho nên lúc này đứng ra, chắp tay nói với các vị khách đang ngồi. Ông Minh cũng không cần khách sáo như vậy, chúng tôi lập tức sẽ rời đi, bọn họ cũng biết, những chuyện như thế này tốt nhất là không nên tham dự, cho nên bọn họ lục tục đứng dậy rời đi. Giữ lại những người này cũng là một tai họa, Trần Triệu Dương nhìn về phía những tên đàn ông đang bò dậy kia, anh đi lên phía trước, nhanh chóng đánh nát đan điền của những người này, về sau những người này sẽ không thể tu luyện được nữa. Quý Chiêm Quân, anh hẳn phải biết kết cục của anh cũng không được tốt, nói ra người đứng phía sau anh đi. Lúc này Hạ Thanh Minh nhìn Quý Chiêm Quân hỏi. Ha ha, các người muốn biết người đứng sau tôi là ai à? Nằm mơ đi, tôi sẽ không bao giờ nói. Nghe được lời Hạ Thanh Minh, ánh mắt Quý Chiêm Quân lộ vẻ hoảng sợ, đoạn lại kiên định nói. Khuôn mặt Hạ Thanh Minh cứng lại, gương mặt bỗng trở nên xám xịt, ông ta cũng cảm thấy không đáng cho người bạn già này của mình. Mà Trần Triệu Dương lại cảm thấy kỳ lạ, theo lý thuyết Quý Chiêm Quân này không phải đồ đần. Tại sao làm đến mức này rồi còn không biết ăn năn? Đặc là Trần Triệu Dương vừa mới nhận ra trong mắt Quý Chiêm Quân hiện lên một chút hoảng sợ rồi lại biến mất,
chắc chắn là có chuyện gì đó khiến ông ta sợ hãi. Mà điều khiến cho Quý Chiêm Quân cảm thấy sợ hãi, có lẽ là người đứng phía sau ông ta, hay nói cách khác chính là một tổ chức nào đó. Có khi nào Quý Chiêm Quân có điểm yếu gì bị người ta tóm được không? Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu của mình, nhìn cả người Quý Chiêm Quân. Mãi tới khi anh nhìn thấy một con bọ nhỏ đang ở gần vị trí trái tim của Quý Chiêm Quân, nó có kích thước chỉ bằng một đốt ngón tay người lớn, lúc này anh mới hiểu ra. Điều mà Quý Chiêm Quân sợ không nằm ở đâu khác, mà chính là cổ trùng ở ngay trong người ông ta. Đây là loại cổ trùng độc nhất Miêu Cương, tên là phệ tâm cổ, loại cổ trùng này vô cùng tàn độc, mẫu trùng có một nhưng lại có vô số trùng con, những mầm mống trùng con này chỉ cần dùng một con đã có thể khống chế được một người. Một khi người bị khống chế có suy nghĩ phản bội, thì người nằm trong tay mẫu trùng sẽ biết, sau đó để cho mẫu trùng hạ lệnh, khiến trùng con cắn nuốt hết trái tim của người đó. Mà quá trình ăn hết trái tim không phải ăn một cái là hết, mà là từng chút một, đau đớn trong quá trình bị ăn này cho dù là người khỏe mạnh cứng rắn nhất thế giới này cũng không chịu nổi. Nếu như tôi nói, tôi có thể hóa giải phệ tâm cổ cho ông có nói rõ ràng mọi chuyện cho chúng tôi biết không? Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm vào Quý Chiêm Quân, sau đó nhẹ giọng hỏi. Nghe được Trần Triệu Dương nói vậy, trong mắt Quý Chiêm Quân lập tức lộ vẻ khiếp sợ, ông ta không ngờ Trần Triệu Dương lại nhìn ra được ông ta trúng phệ tâm cổ. Nhưng mà đối với sự giúp đỡ của Trần Triệu Dương, ông ta không dám sinh ra tâm tư khác thường gì, bởi ông ta biết, nếu mình có suy nghĩ phản bội, chỉ sợ phệ tâm cổ sẽ lập tức dế tê chết ông ta. Yên tâm đi, chỉ cần ông không nói ra lời phản bội nào, sẽ không bị người kia phát hiện, phệ tâm cổ này không thần kỳ đến thế, nhất định phải có ý định phản bội mãnh liệt, mới có thể kích phát được cơ chế phản vệ của nó. Nhìn thấy vẻ mặt kiêng dè của Quý Chiêm Quân, Trần Triệu Dương không nhịn được nói ra. Nhóc con Trần Triệu Dương này, cậu nói phệ tâm cổ là ý gì? Hạ Thanh Minh bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện của Trần Triệu Dương và Quý Chiêm Quân, không nhịn được lòng hiếu kỳ mở miệng hỏi. Phệ tâm cổ chính là, úp này Trần Triệu Dương mở miệng giải thích cho bọn họ nghe. Nghe xong lời giải thích của Trần Triệu Dương, bọn họ lập tức hít sâu một hơi, bọn họ ai cũng không nghĩ tới trên thế giới còn có thứ khủng khiếp như vậy, nếu như thứ này thực sự chui vào bên trong cơ thể con người thì sẽ rất kinh khủng. Ông dùng ánh mắt nói cho tôi là được, nếu đồng ý, nháy mắt hai lần, nếu không đồng ý, vậy thì không cần có phản ứng gì, Trần Triệu Dương không phải là người tốt, việc Quý Chiêm Quân sống hay chết, cũng không liên quan gì tới anh. Điều anh tò mò là những thứ độc dược này tới từ đâu? Phải biết rằng dược liệu dùng để tạo nên những độc dược này vô cùng hiếm, mà anh lại muốn dùng Thúy Linh Chi để luyện ra duyên thọ đan, cần có dược liệu hiếm, mà những thứ anh muốn tìm lại có trong thành phần của độc dược này. Điều này khiến cho Trần Triệu Dương có cảm giác vui sướng đến phát điên, đi mòn gót giày mà không tìm thấy, tới lúc gặp được lại chẳng tốn chút sức lực nào. Quý Chiêm Quân cũng không phải đồ ngốc, nghe Trần Triệu Dương nói, ông ta biết, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để ông ta thoát khỏi tổ chức thần bí này. Lúc này Quý Chiêm Quân nhanh chóng nháy mắt hai lần. Coi như ông thông minh, chỉ là hiện tại chưa phải lúc để giải phệ tâm cổ cho ông, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, xúc sinh như Quý Chiêm Quân. Chưa ngay lập tức giết ông ta đã là tử tế, lại còn cứu ông ta, nếu không phải ông ta còn chút tác dụng, Trần Triệu Dương cũng chẳng thèm quan tâm đến ông ta. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, trong lòng Quý Chiêm Dương run lên, đây là không tin ông ta. Nhưng mà nghĩ đến lập trường của đối phương, đúng là bản thân ông ta không có cái gì có thể để cho người ta tin tưởng. Trần Triệu Dương, cầu xin anh, hãy cứu ông nội thứ hai của em đi. Sau khi đám người do Quý Chiêm Quân dẫn tới được dọn dẹp sạch sẽ xong, Tuyên Hoàng không nhịn được mà cầu xin anh. Yên tâm, anh sẽ giúp em cứu ông Quý, chỉ có điều, trước mắt trong tay anh không có bất kỳ dược liệu nào, anh cần phải thu gom đủ các dược liệu cần thiết đã rồi mới có thể bắt tay vào điều trị được. Trần Triệu Dương gật đầu với cô ấy, sau đó bất đắc dĩ nói. Hiện tại ở chỗ này của nhà họ Quý đúng là không ổn, không bằng rời bước đến nhà họ Hạ của chúng tôi. Ở nhà họ Hạ tôi cũng có quyền quyết định tất cả, cần gì cũng có đủ, lúc này Hạ Thanh Minh đột nhiên mở miệng nói. Sở dĩ ông ta nói như vậy là vì ông ta cảm thấy Trần Triệu Dương là một nhân tài hiếm có, ông ta muốn nhà họ Hạ có quan hệ tốt đẹp với Trần Triệu Dương. Nếu như ông Hạ đây không chê chúng tôi phiền phức vậy, thì tốt quá rồi, Trần Triệu Dương đương nhiên có thể nhìn ra được dự định của Hạ Thanh Minh, chỉ có điều, đối với kiểu làm thân như thế này anh cũng không ghét. Vậy thì tốt quá. Chúng ta đi luôn thôi, lúc này Tuyên Hoàng chỉ nghĩ làm thế nào để có thể cứu sống được ông nội của mình, căn bản là không suy nghĩ được gì nhiều. Ông Hạ,
những người này xin ông hãy trông giữ cẩn thận. Để khi nào ông Quý hồi phục rồi thì để cho ông ấy đến xử lý bọn chúng, Trần Triệu Dương nhìn đám người của Quý Chiêm Quân, nói với Hạ Thanh Minh. Đó là điều đương nhiên, yên tâm đi, có binh sĩ của nhà họ Hạ tôi trông coi, nhất định sẽ không có vấn đề gì, Hạ Thanh Minh gật đầu một cái, tự tin nói. Trần Triệu Dương nghĩ đến việc những người này đã có được các loại độc đặc biệt như vậy rồi, có lẽ bọn họ còn có thủ đoạn độc ác hơn nữa, anh nói. Ông Hạ, phiền ông hãy để người của mình đi mua những thứ đồ này về giúp tôi, chúng rất có ích. Trần Triệu Dương nhân lúc này nhờ người của nhà họ Hạ đi mua một số dược liệu phổ thông tới. Đối với chuyện này, dĩ nhiên là ông Hạ sẽ không phản đối, cũng không có dị nghị gì. Chỉ một chốc lát sau, những khách mời đến dự tiệc mừng thọ ngoài phòng khách đều rời đi. Người của nhà họ Hạ cũng đưa tới cho Trần Triệu Dương những thứ anh cần. Chờ tôi một chút, Trần Triệu Dương cầm những thứ đó đến một gian phòng khác, bắt đầu điều chế thuốc giải độc. Thuốc giải độc cho loại độc này không khó để điều chế, chẳng mấy chốc Trần Triệu Dương đã phối ra được hơn 10 bình. Trần Triệu Dương cầm những bình thuốc giải độc này ra khỏi phòng. Ông Hạ, mặc dù những người này đã bị tôi đánh tàn phế, nhưng bọn họ cũng có năng lực dùng độc không tệ, cho nên tôi đã phối ra một ít thuốc giải độc. Độc bình thường có thể dùng cái này để giải, Trần Triệu Dương đặt thuốc giải độc lên bàn, nói với Hạ Thanh Minh. Như thế thì tốt quá, nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, hai mắt Hạ Thanh Minh lập tức tỏa sáng. Ông ta không ngờ rằng Trần Triệu Dương này ngoài việc có võ công rất mạnh, còn biết phối thuốc, đúng là một thanh niên toàn tài. Càng nhìn Trần Triệu Dương, Hạ Thanh Minh càng cảm thấy vừa mắt. Đây đúng là một thằng con rể vàng mà. Chỉ là không biết Trần Triệu Dương có quan hệ như thế nào với hai cô gái kia. Nếu giữa bọn họ không có quan hệ gì là tốt nhất. Sau đó, cả đám người di chuyển khỏi nhà họ Quý, chỉ để lại một đám thế hệ sau của nhà họ Quý, ai nấy đều mang vẻ mặt bi thương. Bọn họ biết, chỉ sợ là nhà họ Quý sắp xong rồi. Nếu như ông cụ Quý có thể vượt qua được kiếp nạn này thì nhà họ Quý có thể kéo dài được chút hơi tàn thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng nếu như ông cụ Quý không giữ được tính mạng nữa, thì nhà họ Quý sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu muốn đứng ra ngăn cản nhưng bọn họ lại không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn bố và ông nội mình bị người ta mang đi. Một bữa tiệc mừng thọ vui vẻ lại bị phá hoại thành ra như thế này, bọn họ biết nhà họ Quý đã hoàn toàn trở thành chuyện cười khắp thành phố Long Hải này rồi. Mà người gây ra chuyện này chính là con quỷ khốn nạn đáng chết kia, cùng với người đàn ông do cô ta mang tới. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả người nhà họ Hạ. Hiển nhiên là, nhóm người Trần Triệu Dương cũng chẳng để ý nhà họ Quý đối xử với bọn họ như thế nào, vì họ đã tới nhà họ Hạ rồi. Trước kia Hạ Hiểu Vũ đã từng phát tín hiệu hữu nghị, muốn lôi kéo Trần Triệu Dương anh về phía mình nhưng lại bị anh từ chối. Không ngờ rằng, quanh đi quẩn lại, cuối cùng anh vẫn bước chân vào phạm vi của nhà họ Hạ. Sao em thấy ánh mắt của ông Hạ nhìn anh có gì đó không ổn lắm, sẽ không sao chứ, lúc ở trên xe, Nam Cung Yến có hơi lo lắng hỏi. Sẽ xảy ra chuyện gì được chứ, em có cảm thấy cái ông Hạ Thanh Minh này là người thông minh không? Nếu như ông ta thật sự thông minh thì chắc, chắn sẽ không làm gì chúng ta cả, Trần Triệu Dương vô cùng tự tin nói. Đến nhà họ Hạ rồi Trần Triệu Dương mới phát hiện, nhà họ Hạ này đúng là không hổ danh là dòng họ đứng thứ nhất của thành phố Long Hải, nhà chính của dòng họ này lại được xây dựng trên một ngọn núi. Trần Triệu Dương cẩn thận quan sát một phen, phát hiện ngọn núi này có vị trí phong thủy cực kỳ tốt. Có long mạch bao quanh, khó trách nhà họ Hạ lại có thể trở thành dòng họ đứng đầu ở thành phố Long Hải. Trừ cái đó ra, Trần Triệu Dương còn thấy được, trên đỉnh núi thuộc nhà họ Hạ này còn có luồng linh khí rất nhạt. Phải biết là, trong xã hội này, những nơi có linh khí tồn tại thật sự quá ít. Lúc này, Trần Triệu Dương sử dụng đôi mắt nhìn xuyên thấu của mình, bắt đầu quét qua một lượt cả ngọn núi. Anh muốn xem, luồng linh khí này phát ra từ đâu? Ó lẽ là có báu vật gì đó ở đây. Khi Trần Triệu Dương đảo mắt qua giữa sườn núi, phạm vi ánh mắt nhìn xuyên thấu được mở ra khắp cả khu biệt thự, anh đột nhiên thấy hoảng hốt. Bởi vì, nơi ánh mắt của anh mới đi qua, vừa vặn có một căn phòng, mà chủ nhân của căn phòng này lại đang tắm. Quan trọng là, Trần Triệu Dương còn biết cô ta, đó chính là Hạ Hiểu Vũ lúc trước. Lúc đầu Trần Triệu Dương còn cho rằng dáng người Hạ Hiểu Vũ gầy như que củi. Không ngờ tới khi cởi quần áo ra rồi nhìn cũng có da có thịt. Trần Triệu Dương vội vàng ép cảm giác ham muốn đang dục dịch trong cơ thể của mình xuống, trong lòng mặc niệm không được phép nhìn, không được phép nhìn. Trần Triệu Dương không dám nhìn xuyên thấu nữa, anh nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt nhìn xuyên thấu của mình,
đưa mắt nhìn sang phong cảnh dọc hai bên đường. Anh sao thế? Nam Cung Yến là người đầu tiên phát hiện ra Trần Triệu Dương đang không được tự nhiên, cô nghi ngờ hỏi. Không có, không có gì, nhà họ Hạ này đúng là biết hưởng thụ quá mà, Trần Triệu Dương vội vàng nói lảng sang chuyện khác, anh cũng không muốn để cho Nam Cung Yến biết vì sao mình lại khốn đốn như vậy. Đúng vậy, nhà họ Hạ này đúng là nhiều tiền quá, chỗ này chẳng khác gì một lãnh địa tư nhân cả. Anh còn đi hâm mộ người khác làm gì, Hồ Lộc Minh của anh có vẻ còn lãnh địa tư nhân hơn cả chỗ này ấy. Nam Cung Yến đột nhiên nghĩ tới Hồ Lộc Minh của Trần Triệu Dương, cô tức giận nói. Cái chỗ đó chỉ là do anh may mắn có được thôi, do không ai dám lấy nó cả. Và lại, anh cũng có được ở nhiều đâu, Trần Triệu Dương tỏ vẻ rất tủi thân. Đúng là từ khi lấy được Hồ Lộc Minh, thời gian anh ở đó cũng không nhiều bằng đám người Giang Tử Phong, nếu so về việc được hưởng thụ, thì hình như đám người Giang Tử Phong được hưởng thụ nhiều hơn Trần Triệu Dương nhiều. Hi hi, nói vậy cũng đúng. Ai bảo trời sinh anh đã có số khổ chứ, nhìn thấy dáng vẻ tủi thân đó của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến không nhịn được mà cười duyên một cái, nói. Anh bạn Trần Triệu Dương, đây chính là nhà họ Hạ, hoan nghênh anh đến thăm cái nhà rách này, đợi đến khi xe của Trần Triệu Dương đi vào nhà họ Hạ rồi, Hạ Thanh Minh lập tức tiến lên đón tiếp, gương mặt tươi cười. Ông Hạ, sao ông lại nói vậy? Nếu như nhà họ Hạ của ông là cái nhà rách thì chỗ ở của chúng tôi chẳng khác gì chuồng heo mất. Mặc dù vừa nấy khi dùng ánh mắt xuyên thấu, Trần Triệu Dương đã biết được vị trí của nhà họ Hạ cùng với sân vườn của nhà ông ta, thế nhưng anh vẫn muốn giả vờ khiếp sợ như được nhìn thấy lần đầu tiên. Đối với lời khen ngợi của Trần Triệu Dương, Hạ Thanh Minh lại thấy vô cùng vui vẻ, ông ta dẫn ba người Trần Triệu Dương đi vào bên trong trang viên của gia đình mình. Trên đường đi, Hạ Thanh Minh giống như một đứa trẻ, giới thiệu cho nhóm người Trần Triệu Dương về trang viên của ông ta. Cứ nhìn trang viên của nhà họ Hạ, mặc dù không có vẻ xa hoa hào nhoáng, thế nhưng lại mang nét cổ điển phóng khoáng, xem ra là được thiết kế từ một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó. Và lại, trong trang viên của nhà họ Hạ mang theo vẻ lắng đọng lịch sử, là thứ mà không một món đồ trang trí xa xỉ nào có thể sánh bằng được. Sau khi đi ngang qua một vườn hoa được tu bổ và gieo trồng một cách tinh tế, tới trước trang viên, nhóm người Trần Triệu Dương lại ngồi lên một chiếc xe điện chuyên dùng cho việc đi dạo chạy, vào sâu trong trang viên của nhà họ Hạ. Xe điện đi dạo đi ngang qua những biệt thự và kiến trúc xinh đẹp cỡ nhỏ, trong đó có một căn biệt thự có kiến trúc khác biệt, Trần Triệu Dương chăm chú nhìn nơi đó lâu hơn một chút. Đó chính là căn biệt thự của Hạ Hiểu Vũ, không biết là cô ta đã tắm rửa xong chưa? Cuối cùng bọn họ cũng đi tới tòa kiến trúc chủ đạo. Thiết kế bề ngoài của căn biệt thự này nhìn cũng không có vẻ xa hoa, toàn bộ được xây dựng bằng một loại gạch xanh, và luồng linh khí mà Trần Triệu Dương đã cảm nhận được trước đó lại được truyền ra từ chính tòa kiến trúc này. Nhìn thấy vậy, Trần Triệu Dương lại không kìm được mà dùng mắt xuyên thấu của mình để quét qua nơi này một lượt. Nơi này cũng là phòng hội nghị của nhà họ Hạ, phòng khách được thiết kế vô cùng rộng, mà luồng linh khí này lại được chia nhỏ ra thành 17 vị trí khác nhau. Lúc đầu Trần Triệu Dương còn tưởng rằng là thứ gì tốt, đến khi anh nhìn rõ được thứ kia rồi thì lại thấy thất vọng vô cùng. Bởi vì mỗi điểm này chỉ có một mảnh linh thạch vỡ to bằng ngón tay cái, và lại hàm lượng linh khí chứa trong đó cũng đã tiêu hao sắp hết. Đây là sự phân bổ theo kiểu trên 9 dưới 8, trên trần nhà của phòng khách chính được khảm 9 mảnh vỡ của linh thạch, còn dưới 8 cây cột trống được chôn 8 mảnh linh thạch còn lại. Những mảnh linh thạch này tạo thành hình dạng của cửu cung bát quái, dưới sự ảnh hưởng lẫn nhau của chúng, đã giúp cho thần trí của những người bước chân vào đây đều vô cùng tỉnh táo, mạch suy nghĩ cũng được mở mang hơn rất nhiều, trận pháp này chính là bản thô của thanh tâm trận. Không ngờ rằng ở nhà họ Hạ lại bố trí một trận pháp như thế này. Mặc dù hiệu quả không được tốt cho lắm, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên Trần Triệu Dương nhìn thấy. Trước đó anh đã từng thấy qua trận pháp này trong những cuốn sách mà lão già kia đã cứng rắn ép anh học thuộc. Ông Hạ, biệt thự này của nhà ông hẳn là đã được xây dựng từ lâu rồi nhỉ, Trần Triệu Dương giả vờ như chỉ tùy tiện hỏi. Thực ra nơi này ban đầu đã có một công trình rồi, chỉ có điều vào khoảng thời gian chiến tranh xảy ra thì nơi này bị phá hủy. Sau này nhà họ Hạ chúng tôi chọn kiến tạo lại một lần nữa theo như bố cục ban đầu. Nếu tính thời gian thì đến giờ chắc cũng được 6-70 năm rồi, Hạ Thanh Minh không biết vì sao Trần Triệu Dương lại hỏi một câu như thế, nhưng vẫn đáp lời anh. Trần Triệu Dương gật đầu một cái, việc khiến anh chú ý không phải là ngôi biệt thự này đã được xây dựng ở đây bao nhiêu năm rồi, mà là nền tảng này do ai xây dựng nên. Tôi cảm thấy rất hứng thú với lịch sử của nhà họ Hạ ông, nếu như ông không ngại thì có thể nói qua một chút không? Hoặc là nhà họ Hạ các ông có ghi chép gì về các câu chuyện lúc trước không,
có thể cho tôi đọc được không? Trong lòng Trần Triệu Dương đã có sự phỏng đoán mơ hồ. Thế nhưng anh cũng không dám chắc chắn, cho nên đành phải nói như vậy với Hạ Thanh Minh. Đương nhiên, mỗi dòng họ có lịch sử lâu đời đều sẽ có những ghi chép lại về lịch sử của dòng họ. Đó, thực ra các ghi chép về lịch sử của dòng họ cũng không phải là thứ gì không thể tiết lộ ra được, chủ yếu là ghi lại một số chuyện có liên quan đến dòng họ mà thôi. Hạ Thanh Minh hơi sửng sốt, sau đó gật đầu đồng ý. Dù sao thì ông ta thấy những bản ghi chép đó cũng chỉ là lịch sử của dòng họ, mà những ghi chép của dòng họ nhà ông ta được bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, lúc trước ông ta đã đọc qua, không có gì lạ cả. Vậy thì cảm ơn ông Hạ, Trần Triệu Dương chắp tay lại cảm ơn. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, vừa nãy ở trên đường đi tôi đã gọi điện cho người làm dựa theo lời dặn dò của cậu để chuẩn bị xong những thứ cậu cần rồi. Không biết chừng nào thì tiện cho cậu làm việc, Hạ Thanh Minh xua tay, không quan tâm lắm đáp, nhưng mà khi nhắc đến chuyện chữa trị cho Quý Vân Hải thì lại có hơi sốt ruột. Bây giờ có thể làm được rồi, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó nói, để cho người ta đưa ông cụ Quý đến chỗ này đi, mang những thứ mà tôi cần tới luôn. Được, Hạ Thanh Minh gật đầu đồng ý, sau đó vội vã đi ra ngoài. Trần Triệu Dương, anh có dám chắc là mình có thể chữa khỏi cho ông nội hai của em không? Lúc này, Tuyên Hoàng lo lắng hỏi anh. Yên tâm đi, trên đời này chỉ có người anh không muốn cứu, chứ không có người anh không cứu được, Trần Triệu Dương tự tin đáp lời. Thực ra anh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, những thứ mà ông già kia dạy cho mình hình như có vẻ không đơn giản. Nếu không thì sao y thuật của anh lại giỏi hơn nhiều so với những người khác? Thêm vào đó, võ công của anh cũng là mạnh nhất trong số những người cùng cấp bậc, thậm chí anh còn có thể chiến đấu vượt cấp. Những kỹ thuật võ công ở trong đầu anh đều là những kỹ thuật siêu việt trong giới võ thuật, mang sức mạnh chèn ép tuyệt đối, điều này thật sự quá không bình thường. Chỉ đáng tiếc là anh không liên lạc được với ông già kia, nếu không thì anh nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Ngay vào lúc Trần Triệu Dương còn đang suy nghĩ lung tung thì người của nhà họ Hạ đã nâng Quý Vân Hải đi vào trong, mà Hạ Thanh Minh cũng dẫn theo người mang những thứ đồ mà Trần Triệu Dương cần tới. Nhìn thấy chỉ trong một thời gian ngắn mà nhà họ Hạ đã chuẩn bị xong những dược liệu cần thiết, anh cũng đã hiểu rõ hơn một chút về thực lực của nhà họ Hạ. Phải biết rằng, những dược liệu mà anh chuẩn bị dùng để cứu Quý Vân Hải đều không phải những thứ bình thường có thể thấy được. Thế mà nhà họ Hạ chỉ cần nửa tiếng đồng hồ đã chuẩn bị xong hết được những thứ này, nói rõ rằng nhà họ Hạ thần thông quảng đại đến mức nào. Ngay lúc này, một người mà Trần Triệu Dương không muốn gặp cho lắm xuất hiện ở cửa ra vào, người đó chính là Hạ Hiểu Vũ. Cũng là cô gái mà vừa nãy khi Trần Triệu Dương dùng mắt xuyên thấu để xem xét nơi này đã không cẩn thận nhìn thấy. Sắc mặt Trần Triệu Dương không hề thay đổi, mà Hạ Hiểu Vũ cũng không biết rằng Trần Triệu Dương đã nhìn thấy hết cơ thể của cô ta. Sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương, trong mắt cô ta lập tức lộ ra vẻ sung sướng, bước nhanh vào trong tới trước mặt anh. Anh Trần, là anh sao? Tôi còn đang tự hỏi ông nội có khách quý tới nhà, không ngờ rằng lại là anh, trong mắt Hạ Hiểu Vũ mang theo sự mừng rỡ. Đi tới trước mặt Trần Triệu Dương nhẹ nhàng nói. Xin chào, cô Hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi, Trần Triệu Dương hơi gật đầu, đối mặt với Hạ Hiểu Vũ đang vui vẻ, Trần Triệu Dương lại hơi chột dạ, chỉ có điều trên gương mặt anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hiểu Vũ, đừng quấy rầy anh bạn Trần Triệu Dương này, cậu ấy phải chữa bệnh cho ông nội quý của cháu, Hạ Thanh Minh để cho cháu gái Hạ Hiểu Vũ của mình tới nơi này đương nhiên là vì muốn xem Trần Triệu Dương và cháu gái của mình có thể có chút thiện cảm gì với nhau hay không. Không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại quen biết với cháu gái của mình, như vậy thì ông ta không cần phải vội vàng nữa. Vâng, ông nội, hiển nhiên là Hạ Hiểu Vũ đã biết rằng Quý Vân Hải đã gặp chuyện không hay, biết Quý Vân Hải là người bạn tốt nhất của ông nội mình, nên cô ta ngoan ngoãn gật đầu, lui sang một bên. Còn Nam Cung Yến đứng ở bên cạnh, bằng trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy được Trần Triệu Dương có gì đó không bình thường, nhất là khi anh nhìn Hạ Hiểu Vũ, mặc dù vẻ mặt anh rất bình thản. Thế nhưng với sự hiểu biết của cô với Trần Triệu Dương thì cô biết anh đang mất tự nhiên. Thế nhưng mà hai người này cũng không có thời gian nào ở riêng với nhau, sao lại có thể phát sinh ra chuyện gì khác được? Mặc dù trong lòng có nghi vấn, thế nhưng cô cũng không hỏi. Dĩ nhiên là Trần Triệu Dương không phản đối Hạ Thanh Minh, cũng vừa lúc anh không muốn tiếp xúc với Hạ Hiểu Vũ, cho nên anh tới trước đống dược liệu kia, bắt đầu chuẩn bị điều chế thuốc trước. Lần này Trần Triệu Dương không tìm một chỗ để một mình điều chế thuốc nữa, mà anh bắt đầu luôn ngay trước mắt mọi người. Mọi người thấy Trần Triệu Dương nhanh chóng dùng chân khí của mình để biến những dược liệu kia thành bụi phấn, ngay sau đó anh liền bắt đầu điều chế thuốc,
loại bỏ những tạp chất vô dụng trong dược liệu ra, chỉ chắt lọc lại những phần tinh hoa. Dưới sự ảnh hưởng của chân khí, dược liệu đang ở trạng thái bột phấn bị bóc tách ra, tạo thành một vũng chất lỏng dịch thuốc màu xanh biếc, vô cùng đậm đặc. Xong rồi, sau đó, Trần Triệu Dương khống chế dung dịch thuốc kia, đưa nó vào trong một cái bình ngọc rồi đậy nút lại. Quá thần kỳ, thật sự là khiến người khác phải bất ngờ, lần này, nhìn thấy được các bước điều chế thuốc của Trần Triệu Dương, Hạ Thanh Minh và những người có mặt ở đây đều phải trợn tròn mắt lên nhìn. Bọn họ chưa bao giờ gặp chuyện gì vượt quá sức tưởng tượng như thế này cả, không khác gì đang được xem một màn biểu diễn phép thuật trực tiếp. Tuyên Hoàng, đến lúc anh bảo em cho ông Quý uống bình thuốc này thì em hãy cho ông Quý uống luôn, chú ý, không được quá nhanh, cũng không được quá chậm, hiểu không? Trần Triệu Dương mở bọc châm của mình ra, bày lên trên bàn, đồng thời nói với Tuyên Hoàng. Vâng, anh yên tâm đi, nhất định sẽ chuẩn thời gian, vẻ mặt Tuyên Hoàng nghiêm túc, gật đầu một cái. Chuyện liên quan tới an nguy của ông nội hai, cô ấy không dám chủ quan một chút nào. Nhận được lời đảm bảo của Tuyên Hoàng, Trần Triệu Dương bắt đầu châm cứu cho Quý Vân Hải. Lần này anh châm cứu, thật ra chính là vì để bảo vệ tâm mạch cho Quý Vân Hải, bởi vì lát nữa khi nước thuốc kia tiến vào trong cơ thể của Quý Vân Hải thì chắc chắn sẽ phá vỡ sự cân bằng được tạo nên bởi các độc tố trong cơ thể của ông ta. Nếu như không bảo vệ được tâm mạch của ông ta thì sợ là ông ta sẽ bị trúng độc mà chết trước. Chỉ có điều, có những độc tố này tồn tại, thời gian Trần Triệu Dương bảo vệ được tâm mạch rất ngắn, nhất định phải cho Quý Vân Hải uống bình thuốc kia trong vòng mấy giây khi anh hoàn thành xong việc châm cứu. Hai tay Trần Triệu Dương giống như tia chớp, không ngừng cắm những cây châm có tính chất không đồng nhất vào người Quý Vân Hải. Ngay lúc này, khi một cây châm cuối cùng trên tay Trần Triệu Dương được cảm lên người Quý Vân Hải, Trần Triệu Dương đột nhiên quát lớn một tiếng, Y Tuyên Hoàng vẫn luôn chờ mệnh lệnh của Trần Triệu Dương. Sau khi nghe được tín hiệu của Trần Triệu Dương, cô ta nhanh chóng bóp miệng ông nội hai của mình ra, đổ trực tiếp nước thuốc trong chiếc bình nhỏ vào miệng ông ta, sau đó Tuyên Hoàng nhanh nhẹn khép miệng của Quý Vân Hải lại, nâng người ông ta lên. Nước thuốc trong miệng Quý Vân Hải chảy thẳng xuống dạ dày, không hề lãng phí một giọt thuốc nào. Nhìn thấy Tuyên Hoàng cho Quý Vân Hải uống thuốc xong xuôi, lúc này Trần Triệu Dương mới đưa chân khí của mình vào trong cơ thể của Quý Vân Hải, giúp cho cơ thể của ông ta có thể hấp thụ hết đờ bình thuốc kia. Đợi đến khi Trần Triệu Dương giúp Quý Vân Hải một y hấp thụ hết bình thuốc kia xong, sắc mặt của Quý Vân Hải đã trở nên bình thường. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Quý Vân Hải chậm rãi mở mắt, ánh mắt không còn vô thần và đờ đẫn như lúc trước nữa, mà rất có thần, rất sáng. Ông Hạ, anh bạn Trần Triệu Dương, lần này, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, Quý Vân Hải nhìn đám người trước mặt mình, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Đương nhiên, còn có chút bi thương mờ nhạt. Ông anh, ông khỏe chứ, ông biết tất cả mọi chuyện ư, nghe thấy Quý Vân Hải nói chuyện, Hạ Thanh Minh lập tức lộ ra vẻ kích động, tiến lên nắm chặt lấy tay Quý Vân Hải, xúc động nói. Mặc dù trong khoảng thời gian bị trúng độc, hành động của tôi có bị hạn chế, nhưng đầu óc của tôi thì vẫn tỉnh táo. Chuyện gì xảy ra tôi đều biết hết. Hai, đúng là gia môn bất hạnh, khiến mọi người phải chê cười rồi, Quý Vân Hải thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Ông nội hai ơi, tốt quá rồi, ông không sao cả, thật sự là quá tốt, nhìn thấy ông nội hai của mình đã khôi phục lại, Tuyên Hoàng ngồi xổm xuống trước mặt Quý Vân Hải, run run nói. Đứa nhỏ này, mau đứng dậy đi, các cháu vất vả rồi, nhìn thấy đứa cháu mình yêu thương nhất, nước mắt Quý Vân Hải giàn giụa trên mặt, run rẩy kéo Tuyên Hoàng đứng lên. Thấy cảnh này, Trần Triệu Dương bèn lùi lại đằng sau, để cho ông cháu bọn họ trò chuyện với nhau. Đợi đến khi cảm xúc của Tuyên Hoàng và Quý Vân Hải đều ổn định lại rồi, Quý Vân Hải mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Triệu Dương. Anh bạn Trần Triệu Dương, lần này thật sự may mắn vì được cậu giúp đỡ, bằng không chỉ sợ là cái mạng già này của tôi cũng xong luôn rồi. Tôi chết cũng không quan trọng, nhưng nhà họ Quý sẽ sụp đổ mất. Cho nên, cậu chẳng những đã cứu cái mạng già này của tôi, mà còn cứu cả nhà họ Quý nữa. Xin cậu hãy nhận một vái này của tôi. Quý Vân Hải vừa nói vừa dùng răng muốn đứng dậy. Ông Quý, ông đừng làm như thế này. Cháu và Tuyên Hoàng là bạn bè, ông gặp chuyện như vậy, cháu không thể nhắm mắt làm ngơ được. Trần Triệu Dương giật nảy mình, bước nhanh tới nâng Quý Vân Hải dậy. Tốt, tốt, tất cả đều là mấy đứa trẻ ngoan. Quý Vân Hải thở dài một hơi, nghĩ đến đám cháu chắt kia của nhà mình, đúng là vừa so sánh đã cảm thấy không bằng người ta. Sau đó Trần Triệu Dương cùng với Nam Cung Yến và Hạ Hiểu Vũ đi ra ngoài. Để lại không gian cho đám người Hạ Thanh Minh, chắc hẳn là bọn họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Anh Trần,
Tôi nghe ông nội nói, anh muốn xem qua lịch sử của dòng họ Hạ nhà tôi đúng không? Đôi mắt Hạ Hiểu Vũ đong đưa, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, không biết có được hay không? Trần Triệu Dương gật đầu hỏi lại. Đương nhiên là có thể rồi. Chỉ có điều các ghi chép về lịch sử dòng họ của chúng tôi được đặt ở nhà thờ họ của nhà chúng tôi, đàn bà con gái trong dòng họ không được bước chân vào đó, cho nên nếu như anh muốn xem thì đành mời anh tự mình vào đó xem vậy, Hạ Hiểu Vũ bất đắc dĩ nói. Dù gì cô ta cũng được coi là hậu bối có tiền đồ nhất của nhà họ Hạ, nhưng cho dù là thế thì xưa nay cô ta cũng không được bước chân vào nhà thờ họ. Có một lần cô ta định lẻn vào trong xem thử một chút thì bị phát hiện, sau đó bị phạt cấm túc một tuần liền. Từ đó về sau, rốt cuộc cô ta cũng không dám nghĩ đến chuyện lẻn vào nhà thờ họ nữa. Chỉ có điều, đối với quy định đàn bà con gái không được bước chân vào nhà thờ họ của dòng họ, cô ta lại cực kỳ khinh thường. Thời đại nào rồi, thế mà vẫn còn có tư tưởng cổ hủ như thế này. Sau đó Hạ Hiểu Vũ dẫn Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đến trước nhà thờ họ, mà Trần Triệu Dương vì đã được Hạ Thanh Minh cho phép nên suốt đoạn đường đi cũng không bị ai ngăn cản. Còn Hạ Hiểu Vũ và Nam Cung Yến lại ở bên ngoài dạo chơi nhân tiện chờ đợi, để một mình Trần Triệu Dương đi vào trong. Bước vào nhà thờ họ của nhà họ Hạ, Trần Triệu Dương cũng không đi lung tung khắp nơi, không nhìn linh tinh, mà chỉ đi theo sự chỉ dẫn của người canh cửa, tìm các ghi chép về lịch sử dòng họ nhà họ Hạ. Đó là một quyển ghi chép cực kỳ dày, Trần Triệu Dương cũng không cảm thấy kinh ngạc. Với lịch sử của nhà họ Hạ, thì chỉ sợ đây là cuốn ghi chép đã được chỉnh lý qua rồi. Sau đó Trần Triệu Dương bắt đầu xem xét, chỉ có điều Trần Triệu Dương không đọc kỹ từng chữ một, mà lại lướt nhanh như gió, nhanh chóng đọc lướt qua. Cho dù là như thế thì 10 phút sau Trần Triệu Dương cũng chỉ xem qua được một phần rất nhỏ. Dựa theo tiến độ này thì sợ là muốn xem hết quyển ghi chép này cũng phải mất chừng một ngày. Nhưng anh lại không có nhiều thời gian để ở lại đây như vậy. Trần Triệu Dương không biết ánh mắt nhìn xuyên thấu liệu có khả năng để giúp mình tìm được điều mình muốn hay không. Nên anh muốn thử nghiệm một lần. Sau khi ánh mắt nhìn xuyên thấu bao phủ lên cả quyển ghi chép về lịch sử dòng họ này, Trần Triệu Dương phát hiện, những văn tự kia dường như sống dậy, không ngừng chui vào đầu anh, để anh có thể trực tiếp biết được nội dung bên trong. Không ngờ lại có hiệu quả thật, khi Trần Triệu Dương có thể ghi lại nội dung của 10 trang vào trong đầu mình, anh lập tức cảm thấy rất vui mừng. Anh không ngờ mắt xuyên thấu lại có công dụng như vậy. Anh chắc chắn là lần này mắt xuyên thấu của mình đã được thăng cấp thì mới có công dụng được như vậy, lúc trước tuyệt đối không có được như thế. Trần Triệu Dương mở mắt xuyên thấu, nhanh chóng nhìn lướt qua. Tìm thấy rồi, cách nhìn này đúng là nhanh quá đi, anh đã tìm thấy nội dung mình cần mà không hề tốn nhiều công sức. Quả nhiên là thanh tâm trận, không đúng, cái này vốn dĩ nên gọi là tụ linh thanh tâm trận, lúc Trần Triệu Dương nhìn thấy bản ghi chép liên quan về trận pháp của nhà họ Hạ thì liền vui mừng khôn xiết. Sau khi anh xem kỹ qua bản ghi chép một lượt thì đột nhiên lại cảm thấy thất vọng. Vì bản ghi chép này chỉ nói trận pháp này có tác dụng gì, nhưng lại không nói cách bố trí ra sao. Cũng không biết, ban đầu lão già kia bảo mình học thuộc trận pháp trong những cuốn sách đó thật ra có tác dụng hay không nữa. Trần Triệu Dương nhớ lại lúc mới đi theo thầy của mình, ngày nào lão già kia cũng ép anh phải học thuộc mấy cuốn sách khó hiểu kia, cho đến bây giờ anh vẫn không nhịn được mà chiến tranh lạnh với ông ấy. Lúc trước, Trần Triệu Dương còn tưởng rằng, ông ấy ép mình học thuộc những thứ này đều là chuyện vô nghĩa, anh đều không tin, không ngờ những thứ này đều thật. Lão già, ông rốt cuộc là người thế nào vậy? Lúc này Trần Triệu Dương khá nghi ngờ về thân phận của ông ấy. Theo những gì lão già kia dạy cho mình thì ông ấy tuyệt đối không phải là cao thủ võ đạo bình thường. Tuy không tìm được cách bố trí trận pháp này trong bản ghi chép của gia tộc nhà họ Hạ, nhưng nó cũng khiến anh xác định được rằng tất cả trận pháp mà mình đã học thuộc đều là thật. Hơn nữa trong đầu anh còn có rất nhiều thứ còn tuyệt vời hơn cả trận pháp này, nhưng lúc đầu anh cảm thấy nó rất vớ vẩn, vốn không coi ra gì. Bây giờ, ngược lại anh có thể thử cách bố trí, biết đâu thật sự có tác dụng thì sao? Trần Triệu Dương nhìn thời gian, thấy mình đã ở trong từ đường hơn nửa tiếng đồng hồ rồi thì nhanh chóng bước ra. Sau khi đi ra, Trần Triệu Dương lại thấy Nam Cung Yến và Hạ Hiểu Vũ vừa nói vừa cười, nhìn có vẻ rất vui. Anh cũng không ngờ. Nam Cung Yến bình thường lạnh như băng, nay có thể kết thân với Hạ Hiểu Vũ, đây vẫn là nữ hoàng băng giá nổi tiếng của Nam Hải ư. Trần Triệu Dương, anh xem xong rồi hả? Thấy Trần Triệu Dương đi tới, Nam Cung Yến lập tức dừng cuộc trò chuyện với Hạ Hiểu Vũ và nhanh chóng tiến về phía anh. Thế nào, ghi chép của nhà họ Hạ chúng tôi có giúp ích gì cho anh không? Hạ Hiểu Vũ thấy Trần Triệu Dương đi tới,
đôi mắt chợt bừng sáng, cũng bước theo về phía trước. Thấy Hạ Hiểu Vũ đi tới, Nam Cung Yến bất giác chủ động ôm lấy cánh tay của Trần Triệu Dương, dáng vẻ vô cùng thân mật. Hai vị, lúc nãy ông tôi có nhắn tin đến, nói tôi mời hai vị đến phòng khách nhà chúng tôi dùng bữa, thấy Nam Cung Yến khoác lên cánh tay của Trần Triệu Dương, đôi mắt của Hạ Hiểu Vũ đột nhiên trở nên ảm đạm, sau đó tỏ vẻ không có gì mà nhẹ giọng nói. Được thôi, vừa rồi xem sách hết nửa tiếng đồng hồ, đúng lúc cũng đói rồi, Trần Triệu Dương vội nói. Lúc đến phòng khách, Trần Triệu Dương nhất thời không nói nên lời. Đây làm gì phải phòng khách chứ? Đây rõ ràng là sân bóng rổ, chính giữa phòng khách có đặt một bộ bàn ghế. Đúng là đại gia có khác, nơi lớn thế này mà chỉ để làm phòng khách, nhà ăn thôi à, nhìn thấy nhà ăn này, Trần Triệu Dương không khỏi cảm thán. Thật ra với nguồn tài chính của anh thì muốn như thế này cũng không thành vấn đề gì mà, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến không mấy vui vẻ nói. Thôi bỏ đi, anh chịu không nổi một cuộc sống xa hoa như vậy, nghe Nam Cung Yến nói vậy, Trần Triệu Dương lại sờ mũi và bất lực nói. Cậu Trần Triệu Dương, mau ngồi xuống đã, thấy Trần Triệu Dương đi tới, Hạ Thanh Minh lập tức nhiệt tình chào hỏi và mời anh vào chỗ ngồi. Vào lúc Trần Triệu Dương chuẩn bị qua đó, điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Vừa mở máy lên xem thì đồng tử anh lập tức co rút lại. Vì trên đó là một chuỗi mã lộn xộn, chứ không phải số điện thoại bình thường. Nói cho tôi biết vị trí, được, cố chống đỡ, nhận điện thoại xong, trong mắt của Trần Triệu Dương chợt giấy lên một tia sát khí rợn người, rồi cất điện thoại đi. Tiểu Yến, Tuyên Hoàng, hai người ở đây đi, đừng rời đi, anh đi chút rồi về, Trần Triệu Dương nói với hai người họ, sau đó nhìn sang Hạ Thanh Minh ói. Làm phiền ông chủ Hạ chăm sóc hai người họ giúp tôi có chút chuyện phải làm. Yên tâm đi, chỉ cần nhà họ Hạ vẫn còn đây thì hai người họ sẽ không sao đâu, thấy dáng vẻ của Trần Triệu Dương, Hạ Thanh Minh rất tinh tường liền nhận ra được đã có chuyện xảy ra, ông ta không do dự mà lên tiếng. Cảm ơn, Trần Triệu Dương nói xong, không chờ Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng hỏi thêm gì thì trực tiếp xoay người nhanh chóng rời khỏi đó. Khi đến bên ngoài trang viên, Trần Triệu Dương trực tiếp khởi động xe phóng đi với tốc độ nhanh nhất, điên cuồng lái về phía thành đông. Thấy bộ dạng của anh, Nam Cung Yến đột nhiên rất lo lắng, dáng vẻ như muốn ăn thịt người của anh thì e là chuyện này không đơn giản. Tuy Hạ Thanh Minh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta biết đây là cơ hội tuyệt vời để lôi kéo Trần Triệu Dương. Nếu lúc này có thể giúp anh, vậy tuyệt đối sẽ khiến anh ghi sâu trong lòng. Mọi người cứ ở đây dùng bữa trước đi, tôi ra ngoài một chút. Hạ Thanh Minh nói một câu, sau đó ra ngoài sắp xếp một chút. Cô đừng lo, cô phải tin anh Trần, Hạ Hiểu Vũ thấy dáng vẻ lo lắng của Nam Cung Yến thì khẽ an ủi. Trần gia, không ngờ Trần gia trong truyền thuyết là như vậy. Nếu là người khác, có lẽ Hạ Hiểu Vũ vẫn thấy hơi lo, nhưng Trần Triệu Dương là vương giả tuyệt đối của ba thành phố Nam Hải, Vân Hải, Long Hải. Người như vậy còn không thể giải quyết được sự việc thì tin chắc là không ai có thể giải quyết nổi. Không sai. Kể từ lần trước gặp Trần Triệu Dương tại văn phòng kinh doanh ở Thiên Sướng Viên, cô ta đã tìm người điều tra Trần Triệu Dương. Cuộc điều tra này không quan trọng, nhưng lại dọa cô ta một phen. Không ngờ chàng trai trẻ nhìn có vẻ ôn hòa này lại là nhân vật tầm cỡ như vậy, đúng là vượt xa dự đoán của cô ta. Cho nên, Hạ Hiểu Vũ vốn không hề lo lắng gì khi nhìn thấy anh rời đi với dáng vẻ hùng hùng hổ hổ như vậy. Điều cô ta nên lo là người chọc giận phải Trần Triệu Dương. Cô ta rất đồng cảm cho họ, chọc ai không chọc, cứ phải chọc vào người khủng khiếp như vậy. Trần Triệu Dương phóng như bay trên đường. Vốn dĩ từ nhà Hạ Thanh Minh tới thành đông cần đến một tiếng đồng hồ, nhưng với kỹ thuật lái xe của anh thì chỉ mất có 20 phút. Bến tàu thành đông, đây là bến tàu đã bị bỏ hoang, khắp nơi đều là thuyền bị hỏng, lưới cá rách, cột buồm, còn có dụng cụ bắt cá, nhà kho lộn xộn và túp lều của ngư dân. Sau khi tới đây, Trần Triệu Dương trực tiếp thi triển mắt xuyên thấu. Mà phạm vi khả năng xuyên thấu của anh bây giờ đã đạt đến bán kính 200 mét. Đây đã là một chỉ số rất đáng sợ. Nếu anh tập trung quét xuyên thấu ở một phương diện, phạm vi của mắt xuyên thấu có thể đạt đến 700.800 mét. Đây đơn giản là một radar băng mắt thường. Lúc mắt xuyên thấu quét được nửa vòng, vốn không hề phát hiện được gì, Trần Triệu Dương lập tức triển khai tiêu dao bộ, tốc độ nhanh như chớp, nhưng lại lặng lẽ vụt về phía trước. Trong quá trình chạy, mắt xuyên thấu của anh vốn không ngừng quét khắp mọi nơi, hy vọng có thể nhìn thấy một vài bóng dáng mà mình muốn thấy. Nhưng đã quét qua một nửa bến tàu mà vẫn chưa thấy gì. Hả, lúc Trần Triệu Dương thấy vết máu ở trên bến tàu gần bờ biển nhất, còn có một số vỏ đạn,
thì đồng tử của anh đột nhiên co rút lại. Tốc độ bỗng nhiên trở nên nhanh hơn hẳn, anh không ẩn thân hình nữa, tăng tốc độ nhanh nhất phóng về phía trước. Lúc Trần Triệu Dương đang tìm kiếm, dưới vách núi cạnh bến tàu cách anh không xa, bốn bóng người nhếch nhác đang ngâm mình trong nước biển, hai tay ôm vào vách núi. Sắc mặt của một người trong số họ trắng bệch như tờ giấy trắng, tay bám lấy vách núi hơi run rẩy, nhưng cậu ta liều mình che đi, không muốn cho đồng đội nhìn thấy. Đúng là xui xẻo, thực lực của những người này quá mạnh. Đạn cũng không làm gì được họ, nếu không phải chúng ta quen với các trận dã chiến, e là đã sớm bị đám người này đuổi làn ra ngăm khẽ nói. Chàng trai có. Quả nhiên, nhân tài ẩn giật ở Hoa Hạ, người có thân thủ như vậy nếu lăn lộn trong thế giới ngầm, e là rất nhanh có thể nổi tiếng rồi, vẻ mặt của Hắc Kiện khá kinh ngạc lên tiếng. Nếu những thế lực này cả sức lực và quân sự dều mạnh như thế thì còn có chỗ cho chúng ta lăn lộn không chứ, Tật Phong lại bĩu môi, vẻ mặt ấm ức lên tiếng. Ưng Chuẩn, cậu sao vậy? Chính ngay lúc này, Tật Phong phát hiện Ưng Chuẩn có gì đó không ổn, cậu ta vội vàng hỏi ngay. Tôi không sao, còn chịu nổi, Ưng Chuẩn từ từ mở mắt, sau đó lắc đầu. Sao Huyết Lang vẫn chưa tới? Giờ là lúc nào rồi, nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sốt sắng, chờ Trần Triệu Dương có thể nhanh chóng tới đây. Đám người kia e là đang ở gần đây. Thật ra tôi cũng không hy vọng Huyết Lang tới, tuy thực lực anh ấy mạnh hơn chúng ta, nhưng đối mặt với những võ giả kia, e là cũng không có kế hay. Ưng Chuẩn là tay bản tỉa, tuy bị thương nhưng đầu óc của cậu ta vẫn tỉnh táo như thường. Sao cậu không nói là mình bị thương sớm hơn? Nếu không, chúng ta cũng sẽ không trốn tới đây. Nước biển này sẽ khiến vết thương thêm nghiêm trọng, Hắc Kiện đỡ kính trên sống mũi, cậu ta có chút bực bội nói. Không được, tôi không thể trơ mắt nhìn Ưng Chuẩn như vậy. Các người đưa Ưng Chuẩn đi trước đi, tôi sẽ đánh lừa bọn họ, vẻ mặt của Tật Phong vô cùng kiên quyết, không chờ ba người họ lên tiếng, hai tay cậu ta bỗng dưng dùng sức, cả người xông ra khỏi mặt nước rồi leo lên vách đá. Thực lực của Tật Phong là mạnh nhất, đợi tới lúc họ muốn ngăn cản thì Tật Phong đã trèo lên đỉnh. Có muốn ngăn cản cũng không kịp. Chết tiệt, đi, nhanh chóng đưa Ưng Tử rút trước, tôi đi tiếp ứng cho Tật Phong, cậu tử bèn vỗ vai của Hắc Kiện và nói. Yên tâm đi, cho dù liều cái mạng này, tôi cũng đưa Ưng Tử ra ngoài, Hắc Kiện vẫn chưa khôi phục lại sự bình tĩnh và nhã nhặn vốn có, ánh mắt khát máu khủng khiếp, ảm đạm nói. Lúc này Ưng Chuẩn đã ngất, hiển nhiên, việc liều mạng che giấu vừa rồi khiến cậu ta tiêu hao tinh lực cuối cùng. Giao cho cậu đó. Thấy Ưng Chuẩn đã ngất, cậu tử gật đầu với Hắc Kiệt, sau đó học theo Tật Phong, bay nhanh lên trên. Phát hiện một chú chuột nhắt ở đây, mau tới đây đi, sau khi Tật Phong trèo lên đỉnh, vốn không ẩn mình, nhanh chóng thu hút sự chú ý của truy binh. Lúc Tật Phong thấy những người này đã bị thu hút thì bèn triển khai tốc độ lao về phía xa. Vừa chạy, cậu ta vừa quan sát những người này có bị mình đánh lừa qua đây hay không. Chờ tới lúc xác định được những người này đều đang đuổi theo mình. Tật Phong mới triển khai tốc độ lần nữa. Ở bến tàu bị bỏ hoang này, đám thuyền cá hỏng kia, căn nhà nhỏ thấp bé, còn có nhiều thứ lộn xộn đã thành chướng ngại vật tốt nhất, khiến cậu ta như cá gặp nước ở đây vậy. Nhưng điều cậu ta dự tính sai nhầm là tốc độ của đám võ giả này, tưởng tăng đống chướng ngại vật này có thể trì hoãn tốc độ của họ. Tốc độ của tên võ giả trung niên với chiếc mũi đỏ dẫn đầu nhanh nhất, trực tiếp nhảy lên trên những chướng ngại vật này, tốc độ nhanh hơn cậu tử rất nhiều. Tốc độ của đám võ giả đi theo phía sau tên mũi đỏ cũng không chậm, bám sát phía sau, kêu la muốn giết đám người Tật Phong. Tên nhãi, đừng có chạy, mày chạy không thoát đâu, tốc độ của tên võ giả mũi đỏ lại nhanh hơn một chút, cách Tật Phong chưa tới 10 mét, ông ta lập tức gào lên với Tật Phong. Tật Phong vốn không đáp lại, chỉ liều mạng chạy về phía trước. Mục đích của cậu ta chính là muốn đánh lừa đám truy binh chết tiệt này, cho nên cố chạy càng xa càng tốt. Mau dừng lại cho tao. Thấy tên nhãi này không trả lời, còn liều mạng bỏ chạy, tên võ giả mũi đỏ đột nhiên tức lên, tung một cước vào mái chèo, đá văng mái chèo về phía Tật Phong. Tật Phong vốn không ngờ người phía sau lại hành động như vậy, cảm nhận được tiếng gió rít. Phía sau, cậu ta liều mình né sang một bên, nhưng vẫn bị đánh trúng nửa người. Hừ, Tật Phong gào lên một tiếng, cả người bị va đập vào chiếc thuyền đánh cá đổ nát, đến mức khiến chiếc thuyền đánh cá thủng một lỗ. Tên nhãi, mày còn chạy à? Lúc nãy không phải chạy nhanh lắm sao, sao bây giờ không chạy nữa rồi, tên võ giả mũi đỏ thấy mình đập trúng đối phương rồi thì chợt cười nhạo, một bóng dáng vụt qua trước mặt Tật Phong. Ông ta từ trên cao nhìn xuống thấy Tật Phong đang vật vã liều mạng muốn đứng lên. Phụt, Tật Phong phun ra ngụm máu tươi,
vẻ mặt trở nên trăng bệch, rõ ràng cú đá lúc nãy đã khiến cậu ta bị thương rất nghiêm trọng. Hồng gia, lợi hại thật, thấy Hồng Thịnh đánh ngã đối phương, tên võ giả phía sau đuổi kịp tới rồi không ngừng nịnh hót Hồng Thịnh. Hừ, chỉ là một tên bình thường nhỏ bé, có gì đáng tự hào chứ, tên võ giả mũi đỏ Hồng Thịnh rất đắc ý với lời nịnh bợ này, nhưng miệng lại thốt ra lời vô cùng khiêm tốn. Nhưng, Hồng gia, sao chỉ có một tên vậy, còn ba tên kia đâu, có người nghi ngờ hỏi. Chết tiệt, chúng ta trúng kế rồi, tên này chính là tên chạy nhanh nhất lúc trước, một mình hẳn lừa chúng ta tới đây, để những người khác chạy thoát, tuy Hồng Thịnh tự cao, nhưng cũng không ngốc, thấy vậy thì vẻ mặt của ông ta trầm xuống. Ba người kia đâu rồi, vẻ mặt của Hồng Thịnh rất khó coi, biết mình bị gạt thì lập tức tung một cước đá vào người của Tật Phong khiến cậu ta lăn quay ra xa vài mét, sau đó ông ta hung dữ nói. Ha ha, các người giết tôi đi, yên tâm, mấy người anh em của tôi sẽ báo thù cho tôi. Các người cùng lắm chỉ có thể lấy được 1 triệu, nhiều người như vậy thì làm sao chia chứ, đúng là vấn đề đau đầu thật. Khụ khụ, Tật Phong cười lớn, sau đó cậu ta hả hê lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồ khốn, mày muốn chết à, đôi mắt của Hồng Thịnh lóe lên tia hung ác, sau đó túm lấy Tật Phong lên, điên cuồng gào thét. Đúng vậy, tôi muốn chết đấy, giết tôi đi, nhưng cuộc sống sau này của các người phải cẩn thận một chút, không chừng ngày nào sẽ đó có viên đạn bắn tỉa sẽ xuyên qua đầu các người đấy. Tật Phong ho ra một ngụm máu tươi, sau đó ánh mắt dữ tợn nói với ông ta. Nghe Tật Phong nói vậy, mười mấy tên võ giả có mặt tại đó đều ngơ ngác nhìn nhau. Nghĩ tới trước đó, hàng chục tên võ giả bọn họ bao vây tiêu diệt 4 người này, kết quả chết hết mười mấy tên võ giả. Đa phần đều là chết do súng bắn tỉa, nếu không phải họ phòng bị, e là cũng chẳng còn lại bao nhiêu người. Tuy võ giả không mặn mà với vũ khí nóng, nhưng là người hiện đại, dĩ nhiên biết sự lợi hại của vũ khí nóng, nhất là loại súng bản tỉa, đây chính là khắc tinh của đám võ giả này. Một viên đạn cách đó vài trăm mét đã giải quyết được họ. Tuy đám võ giả cao cấp này có dự đoán trước sự nguy hiểm nhưng cũng không thể ngày nào cũng đề phòng, vậy làm sao họ sinh hoạt được chứ? Nghĩ tới đây, đám võ giả có mặt này sinh tâm lý sợ hãi, vẻ mặt của ai nấy cũng u ám. Tên nhãi danh, tới lúc này rồi mà còn cứng miệng nữa, Hồng Thịnh cũng khá sợ hãi. Nhưng là người mạnh nhất trong đám võ giả này, ông ta không thể rụt rè, lập tức hung hãn lên tiếng. Tìm một lưới đánh cá tới cho tôi, đột nhiên trong mắt của Hồng Thịnh lóe lên tia mang dợ, ông ta bèn dặn dò người đi tìm lưới đánh cá. Hồng gia, ông xem cái này có được không, lập tức có tên võ giả muốn lấy lòng Hồng Thịnh nên nhanh chóng kéo lưới đánh cá từ bên cạnh tới nịnh hót nói với ông ta. Không sai, tên nhóc này rất có tiền đồ, thấy lưới đánh cá được đưa tới, Hồng Thịnh liền khen ngợi. Nghe ông ta khen như vậy, tên kia đột nhiên vui mừng hẳn ra. Còn những tên võ giả khác thì cảm thấy khó chịu, sớm biết vậy thì động tác nhanh nhẹn hơn một chút rồi. Tên nhãi danh, xem ra mày chịu đau cũng giỏi đấy. Nếu tao kêu mày nói ra đồng bọn của mình đang ở đâu, chắc chắn mày sẽ không nói đúng không? Hồng Thịnh cúi người xuống, cười híp mắt nhìn sang Tật Phong và hỏi. Ông muốn biết chiến hữu của tôi ở đâu từ miệng tôi à? Đi mà nằm mơ đi, Tật Phong hừ lạnh. Sau đó mắt nhìn sang chỗ khác. Rất tốt, tao chính là thích vẻ cứng đầu này của mày. Tao có một thói quen không tốt, chính là thích giày vò tên cứng đầu cho đến khi xương cốt nhũ ra, hy vọng mày có thể chịu được sự tra tấn của tao, nếu không thì không còn gì thú vị nữa. Vẻ B3NS hoàn hiện lên trong mắt của Hồng Thịnh, ông ta li 3 mét môi của mình, dáng vẻ mong mỏi lên tiếng. Có bản lĩnh thì cứ nhắm vào ông đây, nếu ông đây có kêu lên một tiếng thì chính là kêu ông nội của ông. Thấy dáng vẻ B3N thái của Hồng Thịnh, Tật Phong lại cười lạnh lùng, không hề chịu thiệt thòi. Ha ha, rất tốt, nhất định phải duy trì trạng thái này. Nếu không thì không còn gì thú vị nữa, Hồng Thịnh cười lớn và nói. Không biết mày có từng nghe Tùng Xẻo chưa? Cách Tùng Xẻo của tao hơi không giống người khác cho lắm. Nơi này, có một lưới đánh cá, trên lưới đánh cá có nhiều lỗ nhỏ, chút nữa tao sẽ cởi hết đồ của mày ra, sau đó dùng lưới đánh cá trói lại. Nói tới đây, trong mắt của Hồng Thịnh lóe lên một tia lạnh lùng khát máu. Mấy cái lỗ nhỏ trên lưới đánh cá sẽ ghìm thịt của mày lại, chỗ tao đúng lúc có một con dao nhỏ, lóc từng miếng thịt của mày trong từng lỗ nhỏ trên lưới đánh cá ra, mày cảm thấy mình có thể chịu được mấy dao. Sau khi nói xong, Hồng Thịnh lại cất tiếng cười u ám. Đám võ giả phía sau nghe Hồng Thịnh nói vậy, tất cả đều bị dọa đến run cả người, nhìn thấy ánh mắt của ông ta trở nên không giống bình thường. Cách tra tấn người khác như vậy,
nghĩ thôi cũng đã không chịu nổi. Cũng may người chịu đựng không phải bọn họ. Ngay lập tức, bọn họ nhìn sang Tật Phong đang nằm trên mặt đất với vẻ thông cảm. Đắc tội ai không đắc tội, cứ phải đắc tội với tên biến thái Hồng Thịnh. Như vậy thì xong rồi, muốn chết cũng khó. Nghe Hồng Thịnh nói vậy, trong lòng Tật Phong lóe lên sự kinh bỉ, cậu ta lạnh lùng nói, ô, đây chính là cực hình mà ông nói hả? Đúng là tàn khốc quá à. Hai, vốn dĩ tôi còn tưởng có chiêu gì mới. Cực hình thuộc kiểu trẻ con này thì lúc tôi vừa mới xuất đạo đã thử qua rồi, đúng là ấu trĩ rồi. Lẽ nào bản lĩnh của các người chỉ có nhiều đây thôi sao? Tuy Tật Phong biết loại tra tấn này không hề dễ chịu, nhưng cậu ta biết, mình ở đây kéo dài thời gian, bọn người cậu tử càng có thêm phần an toàn. Nghe Tật Phong nói vậy, mọi người đều trừng to mắt, ánh mắt không dám tin nhìn sang Tật Phong. Tuy hơi nghi ngờ những gì Tật Phong nói, nhưng thấy ánh mắt của cậu ta như vậy, họ biết là đối phương không nói dối. Liên tưởng đến việc huấn luyện hàng ngày của bốn người này chắc sẽ rất cao, chắc không phải là người của chính phủ chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng đám người này bắt đầu muốn bỏ cuộc giữa chừng. Tuy địa vị thân phận võ giả của họ cách biệt nhưng đó cũng phải coi là đi theo ai. Nếu phải đắc tội với chính phủ, vậy bọn họ tuyệt đối không dám làm. Chưa nói đến việc chính phủ sở hữu vũ khí nóng, chỉ riêng Long Tổ cũng đủ khiến đám người bọn họ không xong rồi. Thằng nhãi, các người rốt cuộc là ai vậy? Nói ra lai lịch đi, nếu như dây vào người không nên dây vào thì bọn tao xin lỗi, sẽ thả mày đi, người khác có thể nghĩ, Hồng Thịnh dĩ nhiên cũng có nghĩ tới. Ông ta lập tức nghi ngờ hỏi lại. Yên tâm đi, chúng tôi không phải người của chính phủ. Nếu chúng tôi thật sự là người của chính phủ, e là người thưởng cho chúng tôi cũng không dám treo giải thưởng rồi. Muốn ra tay thì tùy ý, đừng có kiêng dè, Tật Phong hừ lạnh, trực tiếp xóa tan sự nghi ngờ của đám người này. Đám người của Hồng Thịnh sau khi nghe xong thì đột nhiên thở phào. Mày đúng là cứng đầu. Nếu mày nói mày là người của chính phủ, cho dù là nói dối, bọn tao ắt sẽ lo lắng, không dám làm gì mày. Còn mày nói vậy, nếu bọn tao không làm gì đó, há chẳng phải có lỗi với sự thành thật của mày sao? Hồng Thịnh sau khi khôi phục lại trạng thái như trước, ông ta tỏ ra lạnh lùng và lên tiếng. Nói nhảm cũng nhiều quá rồi đó. Mau lên đi. Nếu còn không ra tay thì không đuổi kịp chuyến xe buýt số 12 đâu, Tật Phong đột nhiên lên tiếng thúc giục. Vì lúc này cậu ta phát hiện có người chuẩn bị lặng lẽ rút lui, chắc là muốn đi tìm đám người cậu tử. Cậu ta không thể để cho bọn người này đi được. Cách tốt nhất chính là gây chuyện ở đây khiến bọn họ thấy hứng thú, còn mình bị tùng xẻo thì quả đúng là chuyện khiến bọn họ thấy thú vị nhất. Thật là chưa từng thấy qua ai như mày, tao thật có chút không nỡ giết mày. Nhưng nếu mày đã xin được ra tay, tao còn không ra tay thì há chẳng phải khiến mày càng thêm thất vọng sao? Hồng Thịnh hơi đơ ra, sau đó ông ta lạnh lùng nói. Xê ởi đồ hẳn ra đi, dùng lưới đánh cá trói lại, sau đó Hồng Thịnh trực tiếp kêu đám tay sai của mình ra tay. Còn ông ta giả bộ như đang mài dao, rõ ràng muốn tăng áp lực tâm lý cho Tật Phong. Đám tay sai của Hồng Thịnh lập tức xê ởi đồ của Tật Phong ra. Mau dừng tay lại cho tôi, một đám đàn ông các người không biết xấu hổ à? Còn tôi thấy gớm lắm rồi đây, mau tránh ra cho tôi, để tôi tự làm, Tật Phong biết, đối mặt với những võ giả này, cậu ta vốn không thể nào chạy thoát, chỉ đành chuẩn bị kéo dài thời gian. Nghe Tật Phong nói vậy, động tác của đám người kia ra đột nhiên tỏ ra vụng về. Đàn ông xê ởi quần áo của đàn ông, đây đúng là biến thái quá. Tật Phong khá khó khăn khi bắt đầu xê ởi đồ trên người mình. Dù gì cậu ta cũng bị thương, động tác không được nhanh cho lắm. Nhưng mà Tật Phong thấy đám võ giả kia chuẩn bị đi khỏi rồi quay về chỗ ngồi, lúc này mới khiến cậu ta thở phào. Cách nơi này không xa, cậu tử bèn dùng ống nhòm thấy Tật Phong bị bả, nhưng đối mặt với đám võ giả này, cậu ta lại không thể xông lên như vậy được. Cậu ta biết, nếu cứ xông lên thì e là không những không cứu được Tật Phong, ngược lại còn khiến bản thân bị vào trong nữa. Ông ta muốn xem thử đám người này sẽ làm gì. Lúc ông ta thấy Tật Phong tự xê của mình, đột nhiên ông ta nghi ngờ. Lẽ nào đám người này đều là biến thái? Thích nhìn đàn ông cởi đồ. Lúc Tật Phong bắt đầu cởi đồ của mình xong, đám võ giả có mặt đột nhiên đều hít một hơi thật sâu. Vì trên người của Tật Phong, có những vết sẹo. Không bình thường, những vết sẹo này có vết thương do dao, do súng, còn có vết thương xuyên thấu rất nguy hiểm. Có thể nói, trên người của Tật Phong không chỗ nào mà không có vết thương. Nhìn tới đây, mọi người đều im lặng một lúc. Nghĩ tới người này đã chịu nhiều đau khổ như vậy,
vết sẹo như thế, mức độ đau đớn chắc cũng không thua việc tùng sẹo trong lưới cá. Trong mắt của Hồng Thịnh lóe lên một tia kinh ngạc, trước đó tên nhãi này nói với mình là không sợ hình phạt tùng sẹo, ông ta không hề tin. Nhưng sau khi thấy những vết sẹo trên người của Tật Phong, ông ta bèn biết rằng tên này nói không sợ quả đúng là sự thật. Khâm phục, mày đúng là đàn ông, Hồng Thịnh kiềm chế hồi lâu và thốt ra một câu như vậy. Nhưng hôm nay mày cũng khó thoát khỏi số mệnh bị tra tấn này. Nếu bây giờ mày nói tao biết, tao sẽ cho mày được chết một cách đàng hoàng, sau đó Hồng Thịnh nói với giọng ảm đạm. Đừng có nhiều lời nữa, ông không thể bớt nói đi mấy câu này sao, muốn ra tay thì cứ ra tay, càm ràm chẳng ra đàn ông chút nào, Tật Phong hừ lạnh một cái và nói. Được, đây là do mày tự chọn đấy, Hồng Thịnh sụ mặt xuống, lập tức vẫy tay, những người kia trực tiếp trói Tật Phong vào lưới đánh cá. Tên nhãi, mày nói xem, tao nên cắt miếng thịt ở chỗ nào trước đây, Hồng Thịnh rút ra một con dao găm sắc bén, liếm lưỡi dao rồi điên cuồng lên tiếng. Mau ra tay đi, nếu còn không ra tay thì ông chính là cháu trai của tôi đấy, Tật Phong cười lớn tiếng. Cậu ta tiếp tục chọc tức ông ta. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, tao sẽ thành toàn cho mày, Hồng Thịnh cười gãn một cái, sau đó vung con dao găm trong tay, trực tiếp cứa vào miếng thịt trên người của Tật Phong, miếng thịt dính máu rơi xuống đất. Trong mắt của Tật Phong lộ ra vẻ đau đớn nhưng cậu ta cũng không nhíu mày. Tiếp tục đi cháu trai, nếu hôm nay không cắt thịt của ông đây thì ông đây quay lại, chắc chắn sẽ từng dao lóc thịt ông đó, Tật Phong cười khẩy và nói tiếp. Được lắm, tao thích tính cứng đầu của mày, nhất định phải duy trì đó, đừng khiến tao thất vọng nha, Hồng Thịnh tức tối rồi cười, tên khốn này cứ luôn miệng gọi ông ta là cháu trai thì sao mà không tức giận được chứ. Ắc, lại một dao vung lên và một miếng da rơi xuống. Cậu tử đứng từ xa nhìn cảnh này cũng thấy đau đớn, cậu ta cắn chặt răng mình, không để bản thân lộ ra tiếng kêu phẫn nộ. Sau khi Hồng Thịnh cứa 7-8 nhát dao, đám võ giả xung quanh cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, có vẻ không dám nhìn tiếp, đúng là khủng khiếp quá đi, chỉ nghĩ thôi là đã cảm thấy không chịu nổi cơn đau đớn này rồi. Đúng là có khí phách, bỏ đi, tao cũng không muốn chơi nữa, kiếm tiền quan trọng. Chờ bắt được đám đồng bọn kia của mày thì tao lần lượt tính sổ với từng người bọn mày. Hồng Thịnh đột nhiên thay đổi, sau đó nghiêm nghị nói. Tiếp tục đi, ông còn chưa khiến tôi kêu lên một tiếng mà, sao đã dừng lại rồi, Tật Phong nghe Hồng Thịnh nói vậy thì đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Cậu ta tiếp tục chọc tức ông ta. Mày không cần dùng chiêu khích tướng, tao tỉnh táo rồi, đối phó với hạng người như mày, cứng rắn là không được. Mày lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, chờ sau khi tao bắt được đám đồng bọn kia của mày, tao lại giày vò bọn mày. Để bọn mày cùng nhau kiên cường tới cùng. Dù sao bây giờ mày cũng là cừu non gánh tội thay, chạy không thoát, giày vò mày khi nào mà chẳng được chứ. Hồng Thịnh nói xong thì thu con dao găm lại. Nhớ canh chừng hắn cho chặt chẽ, tao đi bắt chuột nhắt đây, ánh mắt của Hồng Thịnh lộ ra một tia gian xảo, sau đó bóng dáng ông ta di chuyển với tốc độ nhanh rồi phóng ra ngoài. Tật Phong thấy hành động này của Hồng Thịnh thì đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bất an, cậu ta vội nhìn theo. Những tên võ giả kia dĩ nhiên cũng đưa ra và nhanh chóng nhìn theo. Không xong rồi, cậu tử đang quan sát bọn họ từ xa thì bỗng hét lên, nhanh chóng chạy ra phía sau. Cậu ta biết, mình đã bị phát hiện rồi. Dĩ nhiên Tật Phong cũng nhìn thấy cậu tử. Điều này khiến cậu ta nhất thời hơi tức tối, tên khốn này, không đưa Ưng Chuẩn và Hắc Kiện đi khỏi cho yên lành, còn chạy tới đây làm gì. Cậu ta biết, cậu tử tiêu rồi, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Phải biết là cậu ta có biệt hiệu Tật Phong, chính là vì tốc độ cậu ta nhanh, tốc độ nhanh nhất mà còn không chạy thoát chứ đừng nói cái tên cậu tử này. Quả nhiên, một lúc sau, Hồng Thịnh đã lôi cậu tử tới trước mặt của Tật Phong và ném sang bên cạnh cậu ta. Trọng tình trọng nghĩ ha, không biết tao giày vò người anh em tốt của mày một trận, mày còn có thể chịu được không, sau đó Hồng Thịnh cho người cởi đồ của cậu tử ra. Lúc họ thấy những vết sẹo trên người cậu tử cũng không ít hơn Tật Phong là bao. Hơn nữa nhiều vết sẹo nhìn thì thấy rất là nguy hiểm, tuyệt đối là vết thương chí mạng, thật không biết làm sao mà họ có thể sống sót nổi sau khi đã bị chấn thương nghiêm trọng như vậy nữa. Thật là thú vị, đúng là rất muốn biết các người rốt cuộc là ai. Nhưng, thôi đi, dù sao cũng là người chết, không quan trọng nữa, sau đó Hồng Thịnh bịt miệng của cậu tử, rồi lấy một lưới đánh cá khác nhốt cậu ta vào. Tiếp theo tao hỏi, mày trả lời, nếu không trả lời, hoặc tao cảm thấy mày trả lời sai. Vậy thì đừng trách tao, có lẽ cần phải cứa thêm nữa rồi, Hồng Thịnh nở nụ cười mang dợ và nói. Ông đúng là tên khốn nạn,
Nghe Hồng Thịnh nói vậy, Tật Phong bình tĩnh nãy giờ bỗng nhiên hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn cậu tử vừa bị nhốt, vừa bị nhét vào miệng thì thấy hối hận. Cậu ta biết, nếu mình không ra, có lẽ Tật Phong sẽ không như vậy. Ông đáng chết, lúc Hồng Thịnh nở nụ cười mang dở cứ một dao trên người cậu tử, Tật Phong điên cuồng gào lên. Đương nhiên là tao đáng chết rồi, chỉ có điều tao sẽ chỉ cắt ba nhát, nếu như sau ba nhát mày vẫn cứng miệng không nói, thế thì xin lỗi nhé, sợ là nhát thứ tư sẽ ke vào cổ họng của nó đấy, Hồng Thịnh cười tủm tỉm nói. Hộc, hộc, nghe Hồng Thịnh nói như vậy, hai mắt Tật Phong lập tức đỏ bừng như máu, vô cùng căm hận. Nhát thứ hai, Hồng Thịnh cười hai tiếng đầy âm hiểm, sau đó cắt hai miếng da trên người cậu tử xuống. Úi da, trượt tay rồi. Hy vọng lần sau không bị chừa tay như thế này nữa, lỡ như cắt phải thứ gì đó không nên ke thì sao? Đúng là chẳng dễ chơi tí nào, lúc Hồng Thịnh đang nói chuyện, con dao găm trong tay Hồng Thịnh khua khua hai lần trước hạ bộ của cậu tử. Xuy! Ấy chà, quên nhắc nhở mày, đang nói chuyện, con dao trong tay Hồng Thịnh lại một lần nữa cắt hai miếng da của cậu tử ra, máu tươi ướt đẫm quần áo của cậu tử. Tật Phong ở bên cạnh cũng thế, không chỉ đơn thuần là bị thương bên ngoài, còn bị cả nội thương. Xem ra là mày chọn không nói à, tốt thôi, vậy thì tiễn nó lên đường đi, con dao găm trong tay Hồng Thịnh hung hăng đâm về phía yết hầu của cậu tử. Đợi chút đã, tôi nói, dừng tay lại cho tôi, ngay vào lúc con dao găm trong tay Hồng Thịnh chỉ cách yết hầu của cậu tử chưa đến 5 cm, Tật Phong đột nhiên mở miệng điên cuồng hét lên. Muốn tìm cái chết ư, không dễ dàng như vậy đâu, trong nháy mắt Tật Phong nói ra mấy câu này, cậu tử lại đột nhiên dướn người về phía trước. Hướng yết hầu của mình lại gần lưỡi dao của Hồng Thịnh. Chỉ có điều là trước mặt một người luyện võ như Hồng Thịnh, thì cũng chẳng là gì cả. Được rồi, nói đi, Hồng Thịnh gật đầu, đi tới trước mặt Tật Phong. Ông lại gần đây một chút, nếu như tin tức này bị người khác nghe thấy được, thì sợ là sẽ gây bất lợi cho lợi ích của ông. Dù sao thì số tiền cũng chỉ có đến mức đó, nhưng nếu như bị chia ra cho tất cả mọi người, thì sợ là sẽ chẳng còn lại nhiều. Tôi sẽ chỉ nói cho một mình ông thôi. Tật Phong dường như đang cân nhắc thay Hồng Thịnh, mở miệng nói. Tốt lắm, thằng nhóc mày cũng có chút tương lai đấy, nghe thấy Tật Phong nhỏ giọng nói mấy câu này, Hồng Thịnh lập tức đảo mắt một cái, ngồi xổm xuống rồi tới gần Tật Phong. À, ngay tại lúc Hồng Thịnh chuẩn bị nghe thì Tật Phong lại làm ra một chuyện vô cùng điên cuồng, căn luôn một phát lên tai Hồng Thịnh. Hồng Thịnh muốn thoát ra nhưng căn bản là không thể nào thoát nổi, sợ cậu ta dùng sức quá lớn, sẽ căn rơi luôn cái tai của ông ta. Tật Phong lại làm như suy nghĩ của ông ta, cắn rơi luôn cái tai ấy. Phụt, mau lau đi, có người nhìn thấy tình trạng thê thảm của Hồng Thịnh bèn nhanh chóng bước tới giúp ông ta. Phì, ha ha, đúng là sảng khoái quá, Tật Phong cần rơi luôn cái tai kia trên mặt đất, sau đó điên cuồng quát to lên. Mày muốn chết, Hồng Thịnh nhìn Tật Phong đang chìm đắm trong sự vui sướng, bộ não mất đi sự khống chế, con dao găm trong tay ông ta hung hăng chém về phía yết hầu của Tật Phong. Cậu tử nhìn thấy cảnh này lập tức lo lắng, nhưng bây giờ cậu ta đang bị trói lại, miệng còn bị bịt kín, cậu ta căn bản là không thể động đậy được. Đại ca, kiếp sau gặp lại, Tật Phong nhìn con dao găm đang hướng về phía cổ họng của mình, lập tức nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Rầm. Đúng lúc này, cơ thể Hồng Thịnh giống như một viên đạn pháo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vỡ mấy chiếc thuyền đánh cá cũ nát, rồi cuối cùng mới dừng lại. Thằng nhóc thối. Tôi cũng không muốn kiếp sau phải gặp lại cậu nữa đâu. Là anh em, có kiếp này, không có kiếp sau, cậu đừng có nghĩ đến chuyện vứt bỏ bọn tôi. Tật Phong đang chờ sinh mệnh của mình kết thúc thì đột nhiên nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc. Cậu tử ở bên cạnh đang hối hận muốn chết cũng nghe thấy giọng nói này. Sau đó hai người cùng nhau nhìn qua, đúng lúc trông thấy Trần Triệu Dương đang từng bước đi về phía bên này. Những võ giả đứng xung quanh nhìn thấy Hồng Thịnh có thực lực mạnh nhất còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta đánh bay ra ngoài, mà thứ đánh bay Hồng Thịnh ra ngoài lại chính là một miếng bọt biển có thể nhìn thấy được ở khắp nơi trên bến tàu. Bọt biển là một thứ vô cùng nhẹ, thế mà lại được người ta sử dụng như một ám khí, hơn nữa còn có uy lực lớn như thế, thật sự là quá kinh khủng. Sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương, ánh mắt hai người kia lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng. Ai là anh em với anh? Mau xéo đi, chúng tôi không biết anh, trong mắt Tật Phong lúc này là vẻ mất kiên nhẫn, mở miệng nói thẳng. Ấy chà, thằng nhóc thối này, gan to hơn rồi, lại dám bảo không quen biết đại ca này của cậu à. Xem ra lát nữa tôi phải cho các cậu một trận ra trò mới được,
đương nhiên là Trần Triệu Dương biết bọn họ đang lo lắng điều gì, anh mới tức giận đáp. Thằng khốn nào thế, dám đánh lén ông đây, có tin là ông đây sẽ chém chết mày không? Hồng Thịnh nhanh chóng quay trở về, tức giận đùng đùng quát. Đám võ giả kia sau khi nghe thấy Hồng Thịnh nói như vậy thì đều âm thầm cười khổ một tiếng. Đúng là đánh lén, thế nhưng thực lực của người A vẫn còn đang rõ rành rành ra đấy kìa. Đến cả nhìn Hồng Thịnh một cái mà Trần Triệu Dương cũng chẳng thèm nhìn, chỉ lo cầm máu giúp hai đàn em. Thằng khốn kia, mày dám không thèm nhìn tao à, có tin là tao sẽ chém mày ra thành trăm mảnh không? Hồng Thịnh thấy Trần Triệu Dương không để ý đến mình thì tức điên lên, giận dữ hét. Tất cả quỳ xuống, tự chặt một tay của mình rồi rời đi, Trần Triệu Dương căn bản cũng không thèm để ý đến Hồng Thịnh, lạnh lùng nhìn về phía những võ giả kia. Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, những võ giả kia lập tức sững người ra. Sau đó, ánh mắt của từng người bọn họ đều tràn ngập sự lạnh lùng nhìn về phía Trần Triệu Dương. Nếu như một võ giả bị thiếu mất một cánh tay, vậy thì người đó cũng chẳng khác một tên vô dụng là mấy. Cho nên, đối với yêu cầu của Trần Triệu Dương, bọn họ không thể nào chấp nhận nổi. Ông vừa nói cái gì? Trần Triệu Dương đột nhiên nhìn về phía Hồng Thịnh, vẻ bình thản hỏi. Tao, đối với câu hỏi của Trần Triệu Dương, không biết vì sao, Hồng Thịnh lại cảm thấy chột dạ, không dám đối mặt với Trần Triệu Dương. Hình như ông vừa mới nói là sẽ chém tôi ra thành trăm mảnh sao. Ông thích tra tấn người khác như thế, vậy thì hôm nay để tôi cho ông nếm thử mùi vị bị chém thành trăm mảnh nhé. Ánh mắt nhìn thẳng vào Hồng Thịnh của Trần Triệu Dương lập tức hiện lên sát khí điên cuồng. Anh không ngờ rằng tên khốn này chính là một kẻ biến thái, dùng thủ đoạn kinh khủng như thế này để tra tấn anh em của mình. Mặc dù anh đã kịp thời ra tay để chặn chuyện này lại. Nhưng mà anh em của mình đã bị cắt rất nhiều đao, cho nên mối thù này anh không thể không báo. Không chỉ mỗi chuyện này, mà còn cả những người anh em của mình đã từng bị đuổi giết nữa. Anh rất muốn xem là ai đã đuổi giết các anh em của anh. Là ai đã treo thưởng cho cuộc đi săn này. Đối với những kẻ đó, anh sẽ không bao giờ buông tha cho chúng. Trong từ điển của Trần Triệu Dương, chỉ có bênh người của mình một cách vô lý, chứ không có kiểu giúp người không thân vì người ta có lý. Nhìn thấy sát khí trong mắt Trần Triệu Dương, Hồng Thịnh lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo. Sát khí đó rất chân thật, xuyên vào tận đáy lòng ông ta, khiến ông ta không thể phản kháng nổi. Cần phải giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ lại được sát khí như thế này đây? Mày không thể giết tao được, sư phụ tao là tông sư võ đạo đấy. Nếu như mày giết tao thì nhất định sư phụ tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Hồng Thịnh nhìn thấy sát ý trong mắt Trần Triệu Dương, ông ta biết rằng đối phương đã có ý định giết mình, nên lấy sư phụ mình ra để uy hiếp đối phương. Ồ, tông sư võ đạo, vậy ông nói nghe xem sư phụ ông là ai? Nghe Hồng Thịnh nói thế, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, hỏi. Tông sư võ đạo à, cũng không phải là anh chưa từng giết bao giờ. Trần Triệu Dương sơ cứu qua cho hai người kia, quan trọng nhất là chữa khỏi cho nội thương của Tật Phong. Trước kia ánh sáng vàng từ đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương chỉ có thể trị liệu kinh mạch, mà hiệu quả của việc trị liệu đó cũng không quá tốt, chữa trị xong cho một người cũng đủ làm anh mệt muốn chết. Mà lần này, sau khi mắt nhìn xuyên thấu đã tiến hóa, thì ánh sáng xanh của nó chẳng những có thể trị liệu kinh mạch, mà còn có thể chữa trị nội thương. Hừ! Đã là một võ giả thì hẳn là mày cũng đã biết tên tuổi của sư phụ tao. Sư phụ tao chính là thầy Lữ, không đúng, trước kia gọi là thầy Lữ, bây giờ phải gọi là Lữ Tông Sư mới đúng, Hồng Thịnh vô cùng ngạo nghễ nói. Có phải là đầu óc của ông bị tật gì không? Họ Lữ nhiều như thế, sao tôi biết được sư phụ ông là con lừa nào? Trần Triệu Dương cười lạnh, nói. Mày lại dám sỉ nhục thầy của tao, mày xong đời rồi, Hồng Thịnh nghe lời nói to gan đó của Trần Triệu Dương xong lập tức điên lên. Nếu không nói thì ông vĩnh viễn không cần nói nữa, Trần Triệu Dương không muốn dây dưa với tên điên này nữa, hiện tại anh còn chưa biết Hắc Kiện và Ưng Chuẩn như thế nào, cho nên anh nhất định phải nhanh chóng xử lý cho xong chuyện này. Thầy của tao tên là Lữ Đại Vĩ, Hồng Thịnh ngạo nghễ nói. Lữ Đại Vĩ đã đột phá được võ đạo tông sư rồi ư, nghe thấy Hồng Thịnh nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức kinh ngạc. Anh không ngờ cái tên Lữ Đại Vĩ đưa cho mình thiên sướng viên số 1 để nịnh nọt mình, chỉ. Trong một thời gian ngắn đã đột phá lên được võ đạo tông sư. Xem ra cái tên Lữ Đại Vĩ này có vận may không tệ đâu. Dù sao thì võ đạo tông sư vốn không dễ đột phá. Hẳn là trong lúc chiến đấu với Vân Hãn Lâm, Lữ Đại Vĩ đã giác ngộ điều gì đó, nên mới đột phá được như vậy. Xem ra là mày đã từng nghe đến tên thầy tao. Rồi,
Đã thế thì, thằng nhóc, thức thời thì giao lại hai thằng nhóc kia cho tao, tao có thể xin thầy tao nương tay, tha cho mày một cái mạng chớ. Hồng Thịnh nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, nhất thời, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Xem ra thằng quỷ này cũng biết thầy của ông ta. Ông và thầy ông đúng là có tính cách giống nhau, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nghe Hồng Thịnh nói vậy với mình, trong mắt Trần Triệu Dương lập tức xuất hiện sát khí. Mày đừng có làm loạn, tao nói cho mày biết, thầy đối xử với tao khá tốt. Nếu mày dám đụng đến một đầu ngón tay của tao thôi, thầy tao nhất định sẽ giết cả nhà mày. Nhìn thấy ý muốn giết người vừa chợt lóe lên trong mắt Trần Triệu Dương, Hồng Thịnh lập tức giật nảy mình. Ông ta cũng không muốn chết, cho dù sau đó thầy của ông ta sẽ báo thù cho ông ta, thế nhưng đối với ông ta mà nói thì việc đó cũng chẳng có ích gì cả, bởi vì ông ta đã chết rồi. Tuổi tác của ông và ông ta không cách biệt lắm, thế mà ông lại bái Lữ Đại Vĩ làm thầy, ông đúng là một người kỳ lạ, Trần Triệu Dương căn bản không thèm để những điều Hồng Thịnh vừa nói vào lòng, phỉ nhổ. Ai cần mày lo? Nghe Trần Triệu Dương nói mấy lời như vậy, Hồng Thịnh giống như con mèo bị đạp phải đuôi. Lúc trước, khi ông ta bái người ta làm thầy, cũng đã có lời đồn đại như vậy, dù sao thì độ tuổi của ông ta và Lữ Đại Vĩ không chênh lệch quá nhiều, nhưng lại là thầy trò, quả thật là có hơi quái dị. Đưa tin cho Hắc Kiệt, để cậu ta đến tập hợp ở đây, Trần Triệu Dương không tiếp tục nhiều lời với Hồng Thịnh nữa, mà nói thẳng với Cẩu Tử và Tật Phong. Đại ca, vì không để bị truy binh đuổi theo. Chúng em đã cắt đứt liên lạc với nhau rồi, bây giờ không liên lạc được nữa. Mà Ưng Chuẩn còn đang bị thương, Tật Phong cười khổ một tiếng, sau đó hơi ngần ngừ nói ra. Sao lại không nói sớm? Đi, dẫn tôi đến chỗ mà các cậu đã tách ra, nghe được câu trả lời của Tật Phong, sắc mặt Trần Triệu Dương lập tức thay đổi, sau đó anh tức giận nói. Vâng, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, vẻ mặt Tật Phong và Cẩu Tử lập tức nghiêm túc lại, cúi đầu đáp lại anh. Dám xẻo thịt anh em của tôi, thì phải chuẩn bị tốt để bị xẻo thịt lại. Chỉ có điều bây giờ tôi còn đang có việc, chờ đó tôi sẽ trở lại xử lý ông. Trần Triệu Dương thẳng thừng ra tay, đánh nát đan điền của các võ giả xung quanh, sau đó mới nhìn Hồng Thịnh, nói. Mày muốn làm gì? Nhìn thấy ánh mắt của Trần Triệu Dương, trong lòng Hồng Thịnh lập tức dâng lên dự cảm bất thường. Không phải là ông thích xẻo thịt sao, như ông mong muốn thôi, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng. Sau đó một phát đánh nát đan điền của Hồng Thịnh, dao găm trong tay vung ra nhanh như chớp giật. Bị Trần Triệu Dương đánh nát đan điền, Hồng Thịnh đã sắp phát điên lên rồi. Ngay sau đó, con dao găm trong tay Trần Triệu Dương nhanh chóng xẹt qua người ông ta, không biết bao nhiêu nhát, chỉ có vài giây đồng hồ, Hồng Thịnh đã trở thành một người máu. Chỉ có điều, Trần Triệu Dương cũng không cắt đứt động mạch chủ của ông ta, cho nên mặc dù nhìn rất thê thảm nhưng trong thời gian ngắn tính mạng của ông ta không bị nguy hiểm gì. Cho ông thêm chút thời gian, đối với Hồng Thịnh đang kêu gào thảm thiết, Trần Triệu Dương không hề bị lung lay một chút nào, ánh mắt xuyên thấu đảo qua một lượt, nhanh chóng tìm thấy một chút mật ong đã quá hạn sử dụng. Sau đó Trần Triệu Dương đổ số mật ong đó lên những vết thương của Hồng Thịnh. Mày là ma quỷ, mày sẽ chết không được yên thân, thầy của tao nhất định sẽ giết mày, lúc này, Hồng Thịnh đã hoàn toàn chìm trong sự sợ hãi. Mặc dù ông ta thích tra tấn người ta, nhưng lại không thích bị người khác tra tấn. Được, tôi rất mong chờ Lữ Đại Vĩ sẽ đến tìm tôi. Tôi đây lại muốn xem, sau khi đột phá được võ đạo tông sư rồi, Lữ Đại Vĩ có tiến bộ gì không? Đúng rồi, nếu như ông ta muốn hỏi tôi là ai, thì ông nói cho ông ta biết, tôi là Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương nói chuyện vô cùng bình tĩnh với Hồng Thịnh, tựa như hai người bạn đang nói chuyện phiếm. Nếu như hình ảnh trước mặt không máu tanh như thế này. Mày là Trần gia, nghe Trần Triệu Dương nói như vậy. Hồng Thịnh lập tức trợn tròn mắt. Danh tiếng của Trần Triệu Dương ở thành phố Long Hải có thể nói là như sấm bên tai. Có thể nói, bất kỳ võ giả nào ở đây đều biết đến tên Trần gia. Ra mắt lúc hơn 20 tuổi, đạt đến Thiên Tiên Đại Thành, đồng thời còn vượt cấp chém giết võ đạo tông sư, ai dám so với anh. Còn đám võ giả vừa bị phá nát đan điền ở xung quanh nghe Trần Triệu Dương tự giới thiệu xong, lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Kẻ mạnh như thế này. Bọn họ làm gì có cơ hội trả thù. Chỉ có điều, so với những người đang sợ hãi, thì Hồng Thịnh còn đỡ hơn bọn họ nhiều. Ha ha, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó nhấc hai người đàn em của mình lên, lao nhanh đi. Đại ca, anh cũng là võ giả sao, thực ra mặc dù hai người bọn họ đã bị cắt cho mấy nhát, nhưng đều là những vết thương ngoài da. Đối với những vết thương như thế này, bọn họ đã cảm thấy bình thường từ lâu rồi, và lại còn có Trần Triệu Dương xử lý giúp bọn họ. Nên đã không còn vấn đề gì nữa.
Khi hai người bọn họ bị Trần Triệu Dương xách đi lên xuống mấy lần đã đến vách đá lúc trước, Tật Phong và cậu tử lập tức phải giật mình. Những chuyện đó sẽ kể chi tiết với các cậu sau. Đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bọn họ. Trần Triệu Dương không đi xuống dưới, mắt nhìn xuyên thấu quét qua một cái đã biết hai người kia đã rời đi, nên ngay lập tức mang hai người kia đi truy tìm theo dấu vết con đường của hai người Hắc Kiện. Lấy sự hiểu rõ của Trần Triệu Dương đối với bọn họ, cộng thêm sự tồn tại của cái ánh mắt nhìn xuyên thấu này, muốn truy tìm một ai đó thật sự rất dễ dàng. Đại ca, anh nói là bọn họ ở đây sao? Khi Trần Triệu Dương truy tìm theo dấu vết của hai người kia đi vào một con đường đang đèn đỏ ở phía đông thành phố, Trần Triệu Dương mang theo hai người kia đứng dưới một căn phòng hắt ra ánh sáng màu đỏ lờ mờ. Không ngờ hai người bọn họ còn đang trốn như thế, không biết đây là ý kiến của ai, ánh nhìn xuyên thấu của Trần Triệu Dương đã phát hiện ra Hắc Kiện và Ưng Chuẩn. Mặc dù sắc mặt của Ưng Chuẩn không tốt lắm nhưng có thể thấy được rằng vết thương của cậu ta đã tốt hơn nhiều. Nếu như cậu sợ chết thì cứ đợi ở đây đi, để tôi đi, Ưng Chuẩn cưỡng ép mình chống tay lên đứng dậy, nhưng lại động phải vết thương, nên lại một lần nữa ngã xuống giường. Với tình trạng hiện tại của cậu sao, còn muốn đi giết địch nữa ư, tôi thấy cậu muốn đi chịu chết thì đúng hơn, cậu tử và Tật Phong vì để phá vòng vây cho chúng ta thoát ra ngoài đã tự dâng mình tới chỗ đó. Nếu như bây giờ chúng ta cứ ngốc nghếch đi thẳng tới đó thì chẳng phải là sự cố gắng của hai người họ sẽ trở nên vô nghĩa ư, Hắc Kiện nghiến răng, tức giận nói. Vậy cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn họ gặp nguy hiểm sao? Ưng Chuẩn hơi tức giận mắng. Lúc trước nếu như mình cẩn thận một chút, sớm phát hiện ra mình bị người khác tiếp cận thì tốt, sẽ không bị thương thành như thế này. Thế này đi, tôi lặng lẽ quay lại xem tình hình thế nào trước. Cậu cứ ở đây dưỡng thương đi, trong mắt Hắc Kiện lóe lên sự kiên định, sau đó cậu ta đứng dậy. Tôi đi với cậu, Ưng Chuẩn nói. Cậu đứng lên không nổi thì đi với tôi kiểu gì? Nếu như tôi không về được thì cậu đi tìm đại ca, để anh ấy báo thù cho chúng ta. Cứ quyết định như thế đi, không cho phép phản đối, Hắc Kiện quyết tâm, lần này bất luận thế nào thì cậu ta cũng đi. Trước kia vì muốn đưa Ưng Chuẩn đến nơi an toàn cho nên mới tạm thời tách khỏi mọi người. Hiện tại cũng coi như đã an toàn rồi, thế nên cậu ta phải đi. Hai vị thật sự không cần phục vụ sao, ngay khi hai người bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng gõ cửa, một giọng nói nũng nịu truyền tới. Không cần, không đủ tiền à, giọng nói của Hắc Kiện vô cùng không thân thiện, rất lạnh lùng. Đủ, đủ, vậy tôi sẽ không quấy rầy chuyện tốt của hai vị nữa, hy vọng hai vị kiềm chế một chút, giọng nói ở bên ngoài có hơi thất vọng. Thật sự là kỳ lạ. Hai người đàn ông cao to tìm đến chỗ này mà lại ở riêng trong phòng, sao vậy, có chuyện gì ư, giọng nói nũng nịu kia giảm bớt âm lượng, nhỏ giọng thầm thì. Trong phòng, hai người Hắc Kiện và Ưng Chuẩn đều có thính giác vô cùng nhạy, đương nhiên là cũng nghe thấy những lời này, nhất thời, hai người đều cảm thấy rất tức giận, bọn họ muốn lao ra ngoài để giải thích. Mà ở bên ngoài, Trần Triệu Dương thông qua ánh mắt xuyên thấu, nhìn thấy khẩu hình khi đang nói của người phụ nữ kia, lập tức không nhịn được mà phá lên cười. Không ngờ rằng Ưng Chuẩn bình thường lạnh như băng lại bị người khác hiểu lầm thành đồng tính, thật sự là quá tổn thương sự kiêu ngạo của cậu ta. Đại ca, anh cười cái gì thế? Hai người bọn họ sẽ không thật sự ở bên trong chứ? Tốt lắm, hai người này lại dám chạy tới nơi như thế này, thật sự là tức chết tôi, Tật Phong hơi thở hổn hển nói. Cậu đúng là ngu hết chỗ nói, ngụy trang đó, quên rồi sao? Nơi như thế này mới là chỗ an toàn nhất. Cậu tử ở bên cạnh lại đập cho Tật Phong một cái, tức giận nói. Lại đánh tôi, đầu óc tôi sắp không dùng được nữa rồi đấy, Tật Phong kêu đau một tiếng, sau đó tức giận đáp. Thôi, đừng làm ồn, đi vào bắt hai người bọn họ ra đi, Trần Triệu Dương vội vàng ngăn cản hai người này. Nếu như không ngăn cản hai người này thì bọn họ có thể cãi nhau cả tiếng đồng hồ liền. Đại ca, anh có chắc là để cho bọn em đi vào không? Thế này không tốt lắm đâu. Cho tới bây giờ tôi chưa từng bước chân vào những nơi như thế này, Tật Phong hơi chần chờ, sau đó cẩn thận nói. Bảo cậu đi thì đi, chẳng lẽ cậu còn muốn tôi đi vào sao? Nhanh, nghe Tật Phong nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức trừng mắt, sau đó đá một phát vào mông Tật Phong. Cậu tử ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì vội ngậm miệng lại, nuốt hết những lời định nói xuống. Sau đó hai người bọn họ đi vào trong, vừa mới vào đã thấy có hai người phụ nữ trang điểm vô cùng đậm bước tới. Vây quanh Tật Phong và cậu tử. Hai chàng trai này nhìn đúng là đẹp trai quá, các cậu thích chị em nào của chúng tôi rồi, trong đó có một người phụ nữ hơi lớn tuổi chút dịu dàng hỏi. Cái đó,
chúng tôi đến tìm người. Có phải vừa nãy có hai người đàn ông tầm tuổi chúng tôi vừa vào đây không? Tật Phong hơi không chịu nổi, vội lùi về sau hai bước, sau đó lúng túng hỏi. Chàng trai này, cậu nói chuyện thật thú vị. Nơi này của chúng tôi toàn là đàn ông ra ra vào vào, đều tầm tuổi các cậu. Cậu muốn tìm ai đây? Một người phụ nữ khác muốn nói cái gì đó, lại bị người lớn tuổi hơn ở bên cạnh kéo một cái, sau đó người ấy lại trêu chọc Tật Phong. Chỉ có điều, trong mắt bà ta cũng để lộ ra sự cảnh giác. Chính là một tên kiểu hay ru rú trong nhà và một tên như khối băng cùng nhau vào đây, cậu tử ở bên cạnh hơi không kiên nhẫn nói. Xin lỗi nhé, chúng tôi chưa từng gặp bọn họ. Nếu hai người không phải tới đây để giúp các chị em mua bán thì xin mời đi cho. Sắc mặt người phụ nữ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sau đó thẳng tay đuổi người. Bọn họ ở ngay đây thôi, mau đưa chúng tôi đi tìm bọn họ đi, Tật Phong hơi sốt ruột, tức giận nói. Tôi thấy hẳn là các người tới đây gây chuyện. Được, các người chờ đó cho tôi. Sắc mặt của người phụ nữ hơi lớn tuổi kia thay đổi, hô lên, các chị em, ra ngoài đi, có người đến gây sự. Bà ta vừa hô lên, ngay sau đó, 4-5 người phụ nữ trong tay mang theo các loại vũ khí lao ra. Tật Phong và cậu tử lập tức ngây người ra, hơi đờ đẫn nhìn vũ khí mà những người phụ nữ này cầm. Gậy gãi ngứa, chổi, cây lau nhà, còn có người thậm chí còn cầm cả lưới đánh cái, không biết bên trong chứa thứ gì, chỉ sợ là làm thế để dùng như một cái búa. Các chị đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ác ý. Hai người kia là người quen của chúng tôi tuyệt đối không đến đây để gây chuyện, Tật Phong dù gì cũng phản ứng nhanh hơn một chút, nhẹ nhàng nói. Rất xin lỗi. Ở chỗ này của chúng tôi không có ai khác, chỉ có mấy người phụ nữ mà thôi. Mau đi ra ngoài đi, nếu thật sự không ra ngoài thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Người phụ nữ hơi lớn tuổi kia lạnh lùng nói, hiển nhiên là không tin lời Tật Phong. Ra ngoài. Mau đi ra ngoài đi. Những người phụ nữ khác nghe xong cũng xông tới, vũ khí trong tay bọn họ đánh tới tấp xuống người Tật Phong và cậu tử. Tật Phong và cậu tử là hai kẻ có bản lĩnh, thế nhưng dưới sự tấn công như vậy của những người phụ nữ này, hai người bọn họ đã thua trận, bị đuổi ra ngoài. Đại ca, thất bại, Tật Phong và cậu tử ủ rũ gục đầu, vẻ mặt buồn bực nói. Đúng là quá xấu hổ, tránh sang một bên cho tôi, Trần Triệu Dương nhìn dáng vẻ chật vật của hai người bọn họ, lập tức giận dữ mà không có chỗ xả, đá cho mỗi người một cái, sau đó anh tự mình đi vào trong. Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy gì đó, quay đầu nhìn về phía góc đường, chỉ phát hiện ra bóng lưng của một người phụ nữ. Trần Triệu Dương vốn định dùng ánh mắt xuyên thấu để kiểm tra xem thế nào, kết quả là từ bên trong đã có hai cánh tay duỗi ra, kéo anh vào. Chàng trai này, nhìn đẹp trai quá, sau khi Trần Triệu Dương bị kéo vào trong, anh phát hiện mình bị một đám phụ nữ vây quanh, anh nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hắc tử, Ưng Chuẩn, mau đi ra cho tôi, Trần Triệu Dương không phản ứng lại với đám người đó, mở miệng hô lên một câu. Nghe Trần Triệu Dương nói xong, sắc mặt mấy. Người phụ nữ kia đột nhiên thay đổi, xem ra lại tìm hai người kia. Hôm nay chúng tôi phải nghỉ ngơi, mời đi cho, sắc mặt của người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên tối sầm xuống, bà ta liếc mắt ra hiệu cho mấy chị em đứng cạnh. Mấy người kia lập tức hiểu ý của bà ta, nhanh chóng đuổi Trần Triệu Dương đi. Thấy mấy người đàn bà hung dữ như hổ gầm, sói hú, Trần Triệu Dương chỉ biết cười khổ một tiếng, nói, xin các cô chờ thêm một chút nữa, tôi là bạn của hai người kia. Bọn họ nghe thấy tôi gọi rồi nên chắc sẽ ra ngay thôi. Chẳng trách hai người Tật Phong và cậu tử lại thua trận, nếu như mấy người phụ nữ này không nghe mình giải thích, vậy thì e là mình cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, đúng là quá mất mặt. Bà cô cầm đầu nghe xong cũng chẳng tin lời anh nói. Không những thế bà ta còn mạnh miệng, tức giận đuổi anh đi, tôi đã bảo là ở đây không có hai người đó rồi, còn không mau cút đi. Ngay khi Trần Triệu Dương cho rằng mình bị đuổi đi thì Hắc Kiện cũng bước ra. Đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi, sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương, Hắc Kiện lao đến ôm chầm lấy anh. Được rồi, lát nữa về rồi ôn chuyện sau. Bây giờ cậu dẫn tôi tới thăm Ưng Chuẩn đi. Trần Triệu Dương thấy Ưng Chuẩn không đến nên đoán là vết thương của cậu ta vẫn chưa bình phục, anh vô cùng lo lắng. Được, Hắc Kiện nghe Trần Triệu Dương nói vậy, rốt cuộc mới thu lại tâm trạng kích động của mình, gật đầu nói. Các anh quen biết nhau thật à? Anh trai này, thật lòng xin lỗi anh. Dù sao thì bọn họ cũng đang ở trong địa bàn của chúng tôi nên tất nhiên chúng tôi phải chăm sóc cẩn thận rồi, nhìn thấy dáng vẻ của hai người, người phụ nữ kia bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi không có ý trách bà, tôi hiểu mà, Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói. Người ta thường hay nói,
nhiều khi những người coi trọng nghĩa khí cũng xuất thân từ tầng lớp dưới đáy xã hội. Mặc dù những người phụ nữ này đều lưu lạc ở đây nhưng lại không có ý định phản bội Hắc Kiệt, điều này khiến Trần Triệu Dương vô cùng biết ơn. Tôi phải đi vào thăm mấy người bạn kia trước đã, Trần Triệu Dương chào hỏi mấy người phụ nữ, rồi đi theo Hắc Kiệt vào bên trong. Khi hai người vừa bước đến cánh cửa, bên trong lập tức vang lên tiếng nói cảnh giác của Ưng Chuẩn, ai đấy? Hắc Kiệt vội vàng lên tiếng, là tôi đây. Sau khi nói xong, Hắc Kiệt dẫn Trần Triệu Dương vào trong. Ưng Chuẩn đứng ngay sau cánh cửa, nhìn phía sau Hắc Kiện có một người đi theo định ra tay nhưng khi nhìn rõ người đó rồi, Ưng Chuẩn bất ngờ lên tiếng rồi ngẩn người, đại ca. Thấy bộ dạng ngạc nhiên của cậu ta, Trần Triệu Dương bước lên phía trước, tiến gần tới Ưng Chuẩn nói, các cậu vất vả rồi. Nói xong Triệu Dương nắm tay Ưng Chuẩn rồi dùng ánh mắt sắc bén của mình quan sát khắp cơ thể cậu. Mấy bà cô đứng ở ngoài xì xào bàn tán, mấy người thử nói xem, mối quan hệ của bà người này là như nào. Bà cô hủ nữ không mấy tốt bụng liền đoán mò, theo tôi thấy thì là cái quan hệ đó đó, chứ không thì làm sao mà vừa gặp đã ôm nhau thắm thiết vậy. Nhìn qua thôi đã thấy tình cảm rất sâu đậm rồi. Bà cô khác lại buồn bực nó, hai, sao mà tất cả bọn họ lại đều đẹp trai như vậy cơ chứ? Đúng là tức chết mà. Mặc dù Trần Triệu Dương đang ngồi trong phòng trị liệu cho Ưng Chuẩn, nhưng vẫn để ý tới hoàn cảnh xung quanh, tất nhiên có thể nghe thấy mấy người phụ nữ kia đang thảo luận chủ đề gì. Mà quan trọng nhất là từ đầu đến cuối bọn họ cũng không có ý định giảm nhỏ âm lượng. Ban đầu chủ đề của bọn họ vẫn còn bình thường, càng về sau, chủ đề càng lúc càng lệch tông, đến mức mà Trần Triệu Dương dù có nghe được cũng không dám nghe nữa. Xong rồi đó, thử đứng dậy đi lại xem sao, Trần Triệu Dương điều trị cho Ưng Chuẩn đã xong. Mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng như thế này thì cậu ta có thể hoạt động cơ thể bình thường mà không bị đau nhức hay khó khăn gì nhiều. Đại ca, như vậy là được rồi ư, sau khi Ưng Chuẩn thử xuống giường đi lại, phát hiện miệng vết thương của mình đã hết đau rồi, và lại có thể tự đứng lên, điều này khiến cậu ta không thể tin nổi. Trần Triệu Dương vừa cười vừa nói, đương nhiên rồi, cậu có thể đi lại bình thường rồi đấy. Cũng đừng quên tôi là đại ca của các cậu, chỉ cần các cậu tin tưởng tôi thì mọi chuyện không cần phải lo nghĩ nhiều. Nghe thấy câu nói quen thuộc đó của Trần Triệu Dương, cả Hắc Kiện và Ưng Chuẩn cùng đồng thành đáp lại, vâng thưa đại ca. Nếu đã khỏi rồi thì đi thôi, chẳng lẽ định qua đêm ở đây thật à, Trần Triệu Dương nói đùa. Hắc Kiện bất đắc dĩ nói, đại ca à, bọn em cũng đâu còn cách nào khác nữa. Bất đắc dĩ lắm bọn em mới phải ở đây thôi, chứ không thì bọn em cũng sẽ chẳng bao giờ tìm đến nơi này. Nghe thấy vậy, Trần Triệu Dương xúc động nói, thôi được rồi. Mau đi theo tôi, dù sao đi nữa thì các cậu cũng đừng bao giờ khinh thường mấy người đây. Mấy người đó đều rất đáng thương. Vừa nãy mấy người đó đều không bán đứng các cậu hơn nữa còn tìm đủ mọi cách đuổi tôi đi. Cũng coi như họ là người hiền lành tốt bụng. Trong xã hội này, thường thường thì mọi người sẽ không được như những gì mà mình nghĩ. Vâng, bọn em hiểu rồi, nghe Trần Triệu Dương nói xong, hai người bọn họ lập tức sửa lại thái độ của mình. Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, đi thôi. Lúc này mới dẫn bọn họ đi ra ngoài. Mấy bà cô đứng ngoài thấy ba người họ bước, ra, liền bảo nhau, bọn họ ra rồi đấy. Đừng nói nữa, rồi cùng nhau im lặng không hé lời nào. Trần Triệu Dương nhìn mấy người đó rồi nói, tôi xin được thay mặt hai người anh em của mình cảm ơn mọi người đã chăm sóc họ thật tốt. Nếu mọi người có chuyện gì cần giúp đỡ, hãy nói với tôi nhé. Chắc chắn tôi sẽ giúp hết sức mình. Người đàn bà cầm đầu lúc đầu hơi bất ngờ vì câu nói của Triệu Dương, sau đó lại lạnh lùng nói, chúng tôi giúp hai người họ vì thương tình chứ chẳng phải vì muốn mưu tính thứ gì. Các cậu nghĩ chúng tôi là loại người gì vậy? Thôi được rồi, các cậu đã gặp nhau rồi thì mau đi đi. Nghe bọn họ nói như vậy, Trần Triệu Dương cảm thấy hơi bất đắc dĩ, hình như mình đã nghĩ người ta quá xem trọng vật chất rồi. Tôi không có ý đó. Mà thôi vậy, tôi ra ngoài trước đây, các bà nghĩ cho kỹ đi, người của huyết lang chúng tôi không thích mắc nợ ơn nghĩa của người khác. Hai người Hắc Kiện và Ưng Chuẩn bị Trần Triệu Dương ép ở bên trong vô cùng xấu hổ. Tầm 5, 6 phút sau. Hắc Kiện và Ưng Chuẩn mới bước ra với vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Ở ngoài cổng, Trần Triệu Dương và hai người nữa đang đứng chờ. Ba người bọn họ nhìn Hắc Kiện và Ưng Chuẩn bước ra mà buồn cười trước dáng vẻ của hai người họ. Ba người đứng ở ngoài cổng không nhịn nổi nữa mà cười như điên. Người phụ nữ đứng ở trong nói vọng ra, năm anh đẹp trai đứng ở ngoài kia ơi. Sau này nhớ ghé qua đây chơi thường xuyên nhé. Lúc đầu ba người kia còn đứng cười trên nỗi đau và sự ngại ngùng của người khác.
thì sau khi nghe tiếng gọi ấy lại ngay lập tức bối rối, đứng ngẩn người ra, rồi bà chân bốn cẳng chạy mất. Ơn nghĩa của phụ nữ đúng là khó nuốt nhất. Trần Triệu Dương nghĩ đến đây, liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tăng Kim Lai, bảo với Tăng Kim Lai rằng sau khi đối phó với người Giang Môn xong thì lập tức quay về thành phố Long Hải. Không quên dặn dò anh ta đi xe tới đón nhóm bọn anh, sau đó còn bảo anh ra âm thầm ra tay giúp đỡ mấy người phụ nữ này. Trần Triệu Dương nhìn vẻ ngoài của bốn người bọn họ, nhịn không được liền trêu chọc, rốt cuộc là mấy cậu gặp phải chuyện gì vậy? Sao trông ai cũng ôm yếu, chật vật thế này? Khi mấy người chúng ta trà trộn vào thế giới ngầm cũng chưa bao giờ thê thảm tới nỗi này. Chẳng lẽ, trong lúc không có tôi, các cậu bỏ bê không luyện tập, cho nên sức lực bị giảm đi à? Tật Phong nghe xong liền kêu lên chối cãi, giải thích, làm sao mà có chuyện đó được? Bọn em vẫn luôn duy trì danh tiếng của huyết lang đấy. Nếu bọn em không chịu tập luyện thì vị trí của huyết lang đã sớm văng ra khỏi bảng xếp hạng rồi. Ban đầu khi xông xáo vào trong thế giới ngầm, chúng ta còn tự cho là mình hơn người, coi là chỉ cần dựa vào khả năng của chúng ta thì dù thế giới to đến thế nào cũng có thể xông xáo, nào ngờ vừa quay về Hoa Hạ thì lại thiệt hại nặng như vậy, đúng là một cú đánh nặng nề, năng lực của cậu tử vốn không tồi, thế nhưng từ đầu đến cuối lại không chống đỡ được mấy chiêu dưới tay những võ giả này, điều này khiến cậu ta bị đả kích. Đúng vậy, tôi đã muốn rửa tay gác kiếm rồi, Tật Phong cũng không nhịn được mà chửi bậy. Đại ca này, điểm quan trọng là tất cả những người này có thể tránh được cả viên đạn, tất cả chúng ta đều dựa vào vũ khí nóng, nếu như ngay cả đạn cũng không có tác dụng, vậy thì chúng ta không có đất dụng võ rồi, lúc này Ưng Chuẩn cũng không nhịn được, xen vào nói. Nghe bọn họ cứ tôi một câu anh một câu chửi bậy, Trần Triệu Dương không nói nữa, để bọn họ xả hết những buồn bực trong lòng. Xong chưa, nếu như xả xong rồi, vậy thì nói cho tôi nghe dự định tiếp theo của các cậu đi. Trần Triệu Dương không vội vàng khuyên bọn họ mà hỏi dự định của bọn họ. Còn tính toán gì được nữa, từ khi anh rời khỏi huyết lang thì nó chỉ còn trên danh nghĩa, không phải chúng em đang định tới nhờ cậy anh sao? Anh sẽ không ghét bỏ chúng em vô dụng mà không muốn thu nhận chúng em đấy chứ, Hắc Kiện nhún vai, sau đó nói đùa. Nếu như trong vòng nửa năm nữa mà các cậu đạt tới cảnh giới võ giả thiên tiên, tôi sẽ cho các cậu tiếp tục đi theo tôi. Bằng không các cậu rửa tay gác kiếm đi là vừa, Trần Triệu Dương cười tủm tỉm nói. Lúc đầu còn đang thảnh thơi nói chuyện, sau khi nghe Trần Triệu Dương nói xong, bọn họ lập tức trở nên yên lặng. Mặc dù bọn họ không biết cái gì gọi là võ giả thiên tiên, nhưng bọn họ biết đây là ranh giới cuối cùng của Trần Triệu Dương. Ở chung với Trần Triệu Dương nhiều năm như vậy, bọn họ đã hiểu Trần Triệu Dương rất rõ. Chắc chắn những lời nói này của Trần Triệu Dương không phải lời nói đùa mà rất nghiêm túc. Mặc dù không biết vì sao Trần Triệu Dương vừa gặp đã phũ phàng như vậy, nhưng bọn họ biết, bọn họ đã từng là chiến hữu, bọn họ có thể giao toàn bộ phần sau lưng cho người anh em từng trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết như đối phương, chắc chắn Trần Triệu Dương sẽ không bao giờ hại bọn họ. Không thành vấn đề, chỉ là võ giả thiên tiên thôi mà, bản thân cậu tử là một kẻ điên cuồng với việc đánh đấm nên tất nhiên là đồng ý ngay. Võ giả thiên tiên có thể đánh bại được cái tên mũi đỏ kia sao? Tật Phong nghĩ đến trước đó thậm chí mình không hề có năng lực đánh trả cái tên mũi đỏ Hồng Thịnh, lúc này nghiêm túc hỏi. Một tay là có thể đánh ngã ông ta, Trần Triệu Dương nói một cách chắc nịch. Thế thì không thành vấn đề, Tật Phong nhìn cậu tử rồi sau đó nói một cách hết sức khẳng định. Nếu bọn họ đã không có ý kiến gì, tất nhiên em cũng không có ý kiến. Em cũng không muốn lần sau lúc đối chọi với võ giả sẽ bị đánh thành như vậy, Ưng Chuẩn cũng lên tiếng. Ba người bọn họ đều đã tỏ rõ thái độ, chỉ còn lại mình Hắc Kiện. Các cậu nhìn tôi làm gì? Các cậu đều đã đồng ý rồi, tôi còn chối được sao? Tôi cũng đồng ý, không phải chỉ là võ giả thiên tiên thôi sao, không cần nửa năm, chỉ cần 2 tháng là đủ rồi, Hắc Kiện tỏ vẻ không thèm quan tâm chuyện còn con này. Nghe Hắc Kiện nói thế, Trần Triệu Dương cũng vui vẻ hẳn lên. Cái tên này là một cao thủ trong giới hacker, cho tới nay vẫn là một kẻ tự cao tự đại. Nếu như cậu ta biết võ giả thiên tiên là cái gì, chỉ sợ cậu ta sẽ không còn tự tin một cách mù quáng như thế nữa. Trần Triệu Dương có thể bước vào cảnh giới võ giả thiên tiên chỉ trong nửa năm là do anh có nơi chứa đựng linh khí phong phú như Hồ Lộc Minh, lại có thêm công pháp trong đầu mình, tất nhiên chủ yếu là do anh tự mày mò ra. Mà sau khi đoạt được lò luyện đan kia, anh vẫn chưa từng luyện chế đan dược. Anh có được nhiều linh dược như vậy cũng không phải chỉ để trưng bày. Cho dù dùng linh dược trồng chất lên cũng có thể tạo ra mấy võ giả thiên tiên. Sau đó Trần Triệu Dương lại giảng cho bọn họ một ít chuyện liên quan tới giới võ đạo.
Đối với chuyện trong giới võ đạo và võ giả, mấy người Tật Phong vẫn chưa từng tiếp xúc qua cho nên nghe tới mức say sưa. Năm người bọn họ đứng ở góc tường, ngoại trừ Trần Triệu Dương, quần áo trên người mấy tên còn lại đều tả tơi và loang lổ vết máu, mấy người qua đường đều xem đây là mấy người này như là ăn mày bị thần kinh, ai cũng tránh thật xa. Năm người bọn họ đều chẳng thèm để ý đến những ánh mắt và lời bàn tán như vậy. Ngay khi nhóm năm người Trần Triệu Dương đang trò chuyện vui vẻ thì có mấy chiếc xe sang trọng dừng trước mặt bọn họ. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường, năm người Trần Triệu Dương trèo lên một chiếc xe, sau đó đoàn xe nhanh chóng rời đi. Mà những người đi đường vừa rồi còn mắng chửi đám người Trần Triệu Dương đều trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Đến cả mấy tên ăn mày thần kinh cũng được đi xe sang trọng thế ư? Cậu Trần, Tăng Kim Lai cũng ngồi trong xe, mặc dù không biết bốn người này có quan hệ gì với Trần Triệu Dương, nhưng Tăng Kim Lai không hề dám chủ quan, luôn duy trì thái độ cung kính. Lão Tăng, thời gian này anh vất vả rồi, giới thiệu cho anh, đây là bốn anh em từng trải qua sống chết với tôi, bây giờ Trần Triệu Dương mới giới thiệu bốn người Tật Phong cho Tăng Kim Lai. Tăng Kim Lai biết những người khiến những công ty kia của Giang Môn lay chuyển là bốn vị trước mắt này, anh ta lập tức trợn tròn mắt, sau đó tỏ vẻ kính nể. Đại ca, không phải anh ở chỗ này chứ, khi Trần Triệu Dương dẫn mấy người kia tới biệt thự số 1 của Thiên Sướng Viên, thấy tòa biệt thự với lối kiến trúc sang trọng này, bọn họ ngạc nhiên không thôi. Đại ca, anh xa đọa quá, vậy mà suốt ngày, khuyên nhủ bọn em rằng xa hoa là mồ chôn kẻ mạnh, ngày nào anh cũng ở trong cái mộ này có sướng không, Tật Phong là kẻ châm chọc dữ dội nhất, nói huých tuẹt ra không hề khách khí. Cậu mới ở trong mộ đấy, đây là người khác tặng cho tôi. Mà thôi được rồi. Đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian đi vào tắm rửa đi. Chờ các cậu sửa soạn xong, tôi sẽ dạy các cậu tu luyện, Trần Triệu Dương đảo mắt, hận không thể đạp cho tên này một cái. Đi thôi, chúng ta vào hưởng thụ cái mộ này nào, bốn người bọn họ nhanh chóng chạy vào trong biệt thự. Sau đó Trần Triệu Dương sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, đợi đến khi bọn họ đều rửa mặt xong, lúc này anh mới mang quần áo đến cho bọn họ để bọn họ đi thay quần áo. Về phần quần áo ở đâu ra thì đó là do Tăng Kim Lai dẫn một người thợ may tới, người đó có ánh mắt hơn người, chỉ cần nhìn lướt qua là biết kích thước quần áo của bốn người bọn họ. Sau đó Tăng Kim Lai lại sai người đưa tất cả quần áo, mũ, bít tất, quần áo lót, đồ vest vân vân. Phù hợp với kích cỡ của bọn họ, kiểu cách nào cũng có, hơn nữa còn là hàng hiệu. Con mẹ nó, lão Tăng làm gì thế này? Mấy người các cậu có quần áo mới mà tôi không có. Đúng là đại ca không đáng một đồng mài, nhìn thấy bốn người bọn họ thay quần áo xong, hình tượng và khí chất ban đầu lập tức thay đổi trong chớp mắt, Trần Triệu Dương vô cùng hài lòng, càng lúc càng thích năng lực làm việc của Tăng Kim Lai. Ha ha, đại ca à, anh cũng đã có chị dâu rồi, tất nhiên anh Tăng không dám mua quần áo giúp anh. Mà khi nào bọn em mới được gặp chị dâu đây? Đám người Tật Phong cười vang, sau đó lập tức đưa ra yêu cầu này. Các cậu chờ chút, để tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Lúc này tâm trạng này của Trần Triệu Dương rất tốt nên lập tức gọi điện cho Nam Cung Yến. Thế nhưng điều khiến Trần Triệu Dương ngạc nhiên là anh gọi sang nhưng lại bị Nam Cung Yến cúp máy, gọi mấy lần đều bị như thế. Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi, sắc mặt Trần Triệu Dương trở nên vô cùng khó nhìn, phải biết rằng từ trước đến giờ Nam Cung Yến chưa từng cúp điện thoại của anh, vậy mà bây giờ gọi một lần thì bị cúp, mà gọi mấy lần thì cũng như vậy. Trần Triệu Dương thầm suy đoán rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì rồi, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, sắc mặt của cả đám người Tật Phong đều trở nên nghiêm trọng, cậu ta hỏi. Điện thoại của chị dâu mấy người không gọi được, tôi đoán rằng có người đã ra tay với cô ấy, tôi phải đi xem, sắc mặt Trần Triệu Dương vô cùng khó coi, lúc này anh lao ra bên ngoài. Đại ca, chờ bọn em một chút, bọn em đi với anh, đương nhiên mấy người bọn họ cũng không thể chậm trễ được. Lúc này... Mấy người bọn họ và Trần Triệu Dương cùng nhau lên xe, mà Tăng Kim Lai biết được chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Nên nhường lại vị trí ghế lái. Đại ca, để em lái xe, anh để những người khác gọi điện thoại lại thử xem rốt cuộc là như thế nào, Ưng Chuẩn có thành tích sử dụng súng ngắm rất tốt nên đầu óc luôn luôn duy trì sự tỉnh táo. Cậu ta biết rõ rằng Trần Triệu Dương đã có chút rối tung lên rồi nên trực tiếp ngồi vào chỗ ghế lái. Được rồi, đi đến trang viên nhà họ Hạ. Trần Triệu Dương có linh cảm rằng nếu xảy ra chuyện gì thì chắc chắn là gặp chuyện không may ở nhà họ Hạ nên lập tức yêu cầu Ưng Chuẩn lái xe đến đó. Mà Trần Triệu Dương thì trực tiếp gọi điện thoại cho Tuyên Hoàng, dù sao thì hai người bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ.
nhưng khi Trần Triệu Dương gọi mấy cuộc liền, Tuyên Hoàng cũng không nghe máy, hơn nữa đến cuối cùng còn dứt khoát tắt luôn máy. Tâm trạng của Trần Triệu Dương càng trở nên tồi tệ hơn, bởi vì anh cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện. Đại ca, đừng gấp, nếu chị dâu ở trang viên nhà họ Hạ thì em sẽ kiểm tra camera theo dõi của trang viên nhà họ Hạ một lần. Hắc Kiện trực tiếp tháo cái đồng hồ trên tay mình ra. Sau đó nhanh chóng thay đổi cái đồng hồ đeo tay thành một chiếc máy vi tính, màn hình là một hình chiếu nhỏ. Tăng Kim Lai ở bên cạnh nhìn những thao tác như nghịch thiên của Hắc Kiện thì lập tức sợ hết hồn. Anh ta không ngờ rằng tên nhóc thoạt nhìn giống như trạch nam này lại còn có thủ đoạn như vậy. Mà đám người Tật Phong tập mãi thành quen, dù sao thì Hắc Kiện cũng là một hacker hàng đầu rồi, những thao tác này đều thuộc loại thao tác bình thường. Đại ca, không phát hiện ra có cái gì đó không đúng ở nơi này, tuy nhiên có một cô gái đã đi vào trang viên nhà họ Hạ. Hắc Kiện nhanh chóng kiểm tra toàn bộ camera giám sát ở xung quanh trang viên nhà họ Hạ một lần, nhưng cũng không phát hiện ra có điều gì bất thường. Đưa tôi xem, Trần Triệu Dương lập tức quay xuống nhìn. Khi anh nhìn thấy bóng lưng của người đang xuất hiện trên màn hình thì hơi sửng sốt. Người phụ nữ ở trên màn hình không phải người xa lạ gì mà chính là chị họ của Nam Cung Yến, Triệu Diễm Linh. Người phụ nữ này tới đây để làm gì, Trần Triệu Dương thật sự không thể nghĩ ra. Nên biết rằng sau chuyện lúc trước thì chị em họ hai người này đã hoàn toàn trở mặt nhau rồi, tại sao người phụ nữ này vẫn còn mặt mũi đến tìm Nam Cung Yến? Ngoài trừ người này ra thì không còn ai khác sao? Chị dâu của cậu có đi ra ngoài không? Trần Triệu Dương không thèm để ý đến việc người phụ nữ này đến tìm Nam Cung Yến làm gì, vẻ mặt của anh lúc này vô cùng khó coi. Không phát hiện ra những người khác, chị dâu cũng không đi ra ngoài. Để em kiểm tra một lần nữa, Hắc Kiện lắc đầu. Sau đó quyết định kiểm tra lại một lần nữa. Không cần, lập tức đi tới đó, Trần Triệu Dương lắc đầu. Anh cũng muốn đi hỏi ông già Hạ Thanh Minh kia một chút, anh yên tâm để vợ ở đó mà lại xảy ra chuyện này. Rất nhanh, chiếc xe đã tới bên ngoài trang viên nhà họ Hạ, chỉ là nơi này không cho xe đi vào cửa nên Trần Triệu Dương trực tiếp xuống xe. Người gác cổng nhìn thấy là Trần Triệu Dương thì vội vàng mời anh vào. Mặc dù nhiều người như vậy nhưng anh ta lại biết Trần Triệu Dương là khách quý của ông cụ nhà bọn họ, những người gác cổng như bọn họ cũng không dám đắc tội. Tuy nhiên, để làm tròn chức trách, anh ta vẫn gọi báo vào bên trong. Đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương quét qua, đúng lúc thấy được Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng, còn có cả Hạ Hiểu Vũ và chị họ Triệu Diễm Linh của Nam Cung Yến. Nhìn thấy Nam Cung Yến không có chuyện gì, Trần Triệu Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Lửa giận trong lòng anh cũng tiêu tan ngay trong nháy mắt, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Hai người Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đều ế không nghe điện thoại, mà hiện tại Triệu Diễm Linh lại xuất hiện vô cùng không đúng lúc, không phải bởi vì người phụ nữ này, nên Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng không nghe điện thoại của chứ. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương chăm chú nghe xem bốn người đang nói cái gì. Chỉ là dường như họ đã nói xong rồi, còn dư lại ba người đang luân phiên nhau an ủi Nam Cung Yến. Còn dáng vẻ của Nam Cung Yến thì vô cùng đau thương. Điều khiến cho Trần Triệu Dương bực bội nhất chính là Triệu Diễm Linh còn nói xấu anh, nói anh như thế nào cũng không đủ, còn đi ra bên ngoài tìm loại phụ nữ kia. Sau khi Trần Triệu Dương nghe thấy điều này, anh lập tức nhớ tới lúc bản thân tiến vào cửa hàng kia tìm Hắc Kiện và Ưng Chuẩn, hình như bị ai đó theo dõi. Lúc ấy anh thấy được bóng lưng của một cô gái, chẳng qua là lúc đó anh bị những cô gái kia kéo vào trong nên chưa kịp đi ra nhìn xem là ai. Nếu đã như vậy thì cô gái kia chính là Triệu Diễm Linh rồi. Trần Triệu Dương lập tức nghĩ thông suốt, cuối cùng cũng đã biết rõ lý do vì sao Nam Cung Yến tức giận, chỉ sợ rằng cô gái kia phát hiện ra anh đi đến nơi nào đó cho nên đã chạy tới đây tố cáo anh. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Triệu Dương lập tức đau đầu, những cái khác còn nói được chứ làm sao có thể giải thích việc anh tới nơi mẫn cảm kia. Trong lúc tự hỏi tự trả lời, đám người Trần Triệu Dương đã đi vào phòng tiếp khách của nhà họ Hạ. Mà hai người Hạ Thanh Minh và Quý Vân Hải đã được người gác cổng thông báo trước nên biết rõ Trần Triệu Dương đằng đằng sát khí dẫn người tới đây. Cậu nhóc Trần Triệu Dương này, đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy vẻ mặt Trần Triệu Dương vẫn bình thường nhưng vẻ mặt của những người Trần Triệu Dương đưa đến không được tốt cho lắm, Hạ Thanh Minh mở miệng hỏi. Ông Hạ, không có chuyện gì, Trần Triệu Dương cười khổ một tiếng, lúc này quay lại nói với đám người Tật Phong, đây là ông Hạ, đây là ông Quý. Đừng trưng vẻ mặt này ra nữa, bình thường một chút cho tôi. Vốn đang cho rằng đã xảy ra chuyện gì nên đám người Tật Phong mới như thế, giờ nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương rồi lại nhìn dáng vẻ của anh thì lập tức biết rõ hẳn là không sao rồi.
Mặc dù không biết tại sao Trần Triệu Dương lại biết rõ mọi chuyện, tuy nhiên bọn họ cũng không tiếp tục trưng ra dáng vẻ hung ác nữa. Nhóc con Trần Triệu Dương, mấy người này chắc là những nhân vật chính được trao thưởng à, tôi đã để cho người ta sửa lại các thông tin liên quan rồi, đợi một chút nữa là có thể đưa tới đây, Hạ Thanh Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cơn thịnh nộ của Trần Triệu Dương biến mất, Hạ Thanh Minh lập tức vận dụng sức mạnh của nhà họ Hạ, điều tra xem có chuyện gì xảy ra. Chuyện như vậy cũng không phải là bí mật cho nên ông ta rất nhanh đã điều tra ra được. Trong mắt của ông ta, sở dĩ Trần Triệu Dương và những người anh em của anh đằng đằng sát khí là do chuyện trước kia, cho nên sau khi biết rõ chuyện gì đã xảy ra thì ông ta lập tức tìm người bắt tay vào điều tra tư liệu của người đăng bài treo giải thưởng. Cảm ơn ông Hạ đã có lòng, mặc dù Trần Triệu Dương không thích việc người khác điều tra mình nhưng dù sao ông Hạ cũng là vì tốt cho anh. Ông Hạ, vợ tôi đâu? Trần Triệu Dương giả vờ nhưng không biết mấy người Nam Cung Yến đang ở nơi nào nên lúc này anh mở miệng hỏi. Trần Triệu Dương, các cô ấy đang nghỉ mát ở trong chòi trong sân sau ở trang viên. Không ngờ rằng tên nhóc Trần Triệu Dương này vậy mà đã kết hôn rồi, thực sự là có phúc lớn. Sau khi biết rõ chuyện này, trong lòng Hạ Thanh Minh cảm thấy vô cùng không cam lòng. Ông ta còn muốn giới thiệu cháu gái mình cho Trần Triệu Dương, dù sao Trần Triệu Dương cũng tài giỏi như vậy, ông ta không muốn bỏ lỡ. Mà biện pháp tốt nhất đương nhiên sẽ là liên hôn. Đáng tiếc bây giờ ý định này của ông ta đã hoàn toàn bị phá sản. Cảm ơn lời khen của ông Hạ, vậy tôi đi tìm bọn họ trước, bây giờ Trần Triệu Dương sốt ruột đi tìm Nam Cung Yến để giải thích cho rõ ràng, đương nhiên không muốn đứng nói chuyện với đám người này. Được rồi, đám người trẻ tuổi các cậu tự mình chơi đi, sau này nhớ quay lại tìm tôi, có lẽ tư liệu sẽ nhanh chóng điều tra được, Hạ Thanh Minh cũng không nóng lòng muốn tâm sự với Trần Triệu Dương. Mà là để cho anh đi trước. Được, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy về phía sân sau. Đám người Tật Phong cũng không thân với ông Hạ, đương nhiên cũng không ở lại phòng khách, mà là nhanh chóng đi theo Trần Triệu Dương tới sân sau. Tên nhóc Trần Triệu Dương này đúng là một kỳ tài hiếm có, nếu không phải cậu ta đã kết hôn, tôi còn muốn gả cháu gái cho thằng nhóc này đấy. Nhìn bóng dáng rời đi của Trần Triệu Dương, Hạ Thanh Minh bất đắc dĩ nói. Đây là ông đang tự đi vào ngõ cụt rồi, tuy rằng chế độ bây giờ là một vợ một chồng, nhưng có cường giả nào bên người không có vài người phụ nữ không? Luật pháp trên đời này chỉ áp dụng cho người thường, đối với loại cường giả này, không thể quản chế được, gương mặt Quý Vân Hải bên cạnh tràn đầy ý cười, ông ta nhìn Hạ Thanh Minh nói. Ý của ông là, nghe được lời của Quý Vân Hải, hai mắt Hạ Thanh Minh lập tức sáng ngời. Nhưng ông nhất định phải nhớ kỹ, phải chú ý tới cường độ, tuyệt đối đừng khiến cậu ta phản cảm. Quý Vân Hải biết người bạn già này của mình chắc chắn sẽ biết làm thế nào, nhưng ông ta vẫn muốn mở miệng nhắc nhở vài câu. Yên tâm, Hạ Thanh Minh cười tới không khép miệng lại được, nếu như cho ông ta biết bên người Trần Triệu Dương có vài người phụ nữ không thua kém cháu gái ông ta là bao, chẳng qua đám người đó không có dấu hiệu cho thấy có thể làm lung lay tình cảm của Trần Triệu Dương thì không biết ông ta sẽ nghĩ thế nào. Trần Triệu Dương đem theo đám người Tật Phong đi tới chỗ vườn hoa ở sân sau vừa lúc nhìn thấy mấy người phụ nữ đang nói ríu rít không ngừng. Đương nhiên, người nói nhiều nhất trong đám người đó chính là chị họ của Nam Cung Yến, Triệu Diễm Linh, lúc này Triệu Diễm không khác hóa thân của chính nghĩa là bao, qua miệng của cô ta, hình tượng Trần Triệu Dương cực kỳ thối nát. Tuyên Hoàng ở bên cạnh nghe tới trợn cả mắt, hầm hừ nhìn Triệu Diễm Linh, rất muốn mở miệng phản bác nhưng lại không biết phải biện hộ thế nào. Hạ Hiểu Vũ cũng không hiểu rõ Trần Triệu Dương, cho nên cũng chỉ đứng nghe ở bên cạnh, chẳng qua lấy chỉ số thông minh của cô ta, Triệu Diễm Linh này chắc chắn đang làm mưa làm gió, chỉ muốn thế giới đại loạn mới tốt. Cho nên đối với lời của Triệu Diễm Linh, cô ta cũng chỉ nghe cho vui, không hề tin tưởng lời cô ta nói. Cung Yến, em tỉnh táo lại đi, Trần Triệu Dương không phải là người em có thể gửi gắm cả đời, nhân lúc em còn trẻ, còn chưa làm tới bước cuối cùng kia, nhanh chóng ly hôn đi. Như vậy tốt biết bao, Triệu Diễm Linh bày ra bộ dạng tận tình khuyên bảo, không ngừng khuyên Nam Cung Yến. Cô Triệu này, hình như đây là chuyện của chị Cung Yến với anh rể tôi đúng không, có phải là cô quản nhiều quá không, cuối cùng Tuyên Hoàng cũng không nhịn được, mở miệng phản bác. Nhóc con, tuy rằng tôi không biết cô là người nào, nhưng tôi chính là chị họ của Nam Cung Yến, là chị họ ruột, tôi còn có thể hại em ấy được à? Tôi đây là muốn tốt cho em ấy, cô thì biết cái gì? Họng súng của Triệu Diễm Linh nham về phía Tuyên Hoàng, lời nói ra khiến Tuyên Hoàng cứng miệng không trả lời được. Trong lòng Tuyên Hoàng và Hạ Hiểu Vũ khẽ động, bởi vì bọn họ nghe được một tin tức mấu chốt. Đó chính là tuy rằng Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến là vợ chồng, nhưng lại chưa từng làm chuyện vợ chồng.
Cô Triệu, tôi muốn hỏi một chút, cô chỉ có một tấm ảnh làm căn cứ, chẳng lẽ cô nhìn thấy anh ấy đi vào trong đó làm gì rồi à? Có lẽ đây chỉ là hiểu lầm thôi, Hạ Hiểu Vũ ở bên cạnh đã sớm ngứa mắt với Trần Triệu Linh, nhìn thấy Tuyên Hoàng mở miệng, cô ta cũng mở miệng chất vấn. Tôi nói này, hai người các cô cũng đã nhìn thấy ảnh mà tôi chụp, chuyện này còn chưa rõ sao. Hơn nữa, nơi bẩn thỉu như vậy, sao tôi có thể đi vào, chỉ cần nhìn thấy nơi đó thôi tôi cũng thấy ghê tởm rồi, Triệu Diễm Linh bày ra bộ dạng ghét bỏ, kiêu ngạo. Nói, Nam Cung Yến bên cạnh lại ủ rũ hơn một chút, rõ ràng chuyện này đã kích cô quá lớn. Phải biết khoảng thời gian này cảm tình giữa cô và Trần Triệu Dương liên tục tiến triển, trong lòng cô đã hoàn toàn chấp nhận Trần Triệu Dương, thế nhưng cô lại không nghĩ tới, vào thời điểm như vậy thế mà Trần Triệu Dương lại làm ra chuyện như thế. Bấy giờ cô đột nhiên nhớ tới lời mà Julia đã từng nói với cô đã kết hôn với Trần Triệu Dương, thế nhưng cho tới bây giờ hai người vẫn chưa làm chuyện vợ chồng. Người đàn ông bình thường làm sao có thể nhịn được. Nhưng cho dù là như thế, Trần Triệu Dương làm sao có thể tới chỗ đó tìm phụ nữ được chứ? Càng nghĩ Nam Cung Yến càng tức giận, cô không chỉ tức giận với Trần Triệu Dương, mà còn tức giận với cả chính mình. Sao bản thân mình lại thất bại như vậy? Rõ ràng đã là vợ chồng với Trần Triệu Dương, sao lại không dám làm tới bước cuối cùng kia với anh chứ? Triệu Diễm Linh, vậy mà cô còn dám tới, xem ra bài học lần trước cô vẫn còn cảm thấy không đủ. Vào lúc đám người Nam Cung Yến đang đau đầu suy đoán, giọng nói của Trần Triệu Dương đột nhiên truyền đến. Triệu Diễm Linh cực kỳ sợ Trần Triệu Dương, nghe được giọng nói của Trần Triệu Dương, cả người Triệu Diễm Linh lập tức run lên, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Mà phản ứng của ba người phụ nữ còn lại cũng không giống nhau, Nam Cung Yến ngơ ngác nhìn về phía Trần Triệu Dương, trong ánh mắt còn mang theo chút ấm ức. Không phải chỉ là em sợ hãi thôi sao, chẳng lẽ như vậy anh lập tức đi tìm người phụ nữ khác ư? Ánh mắt hai người Hạ Hiểu Vũ và Tuyên Hoàng nhìn về phía Trần Triệu Dương lại có hơi phức tạp, tuy rằng bọn họ cũng không tin Trần Triệu Dương sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng sự thật lại rành rành trước mắt, bọn họ không thể không tin. Vợ yêu, xin lỗi em, để em chịu ấm ức rồi, nếu như em đồng ý tin tưởng anh, vậy thì anh sẽ lập tức giải thích cho em nghe, Trần Triệu Dương làm rõ thái độ của mình, bất kể thế nào, để cho vợ của mình chịu ấm ức, vậy chính là do anh không đúng. Vì sao anh phải tự mình đi vào cơ chứ? Vì sao không cẩn thận một chút, khiến cho người phụ nữ ngu ngốc như Trần Triệu Linh nằm được chứng cứ vu hại anh? Được, em tin anh hãy cho em một lời giải thích đi, Nam Cung Yến lau nước mắt nơi khóe mắt, gương mặt mang theo sự chờ đợi. Thật ra cô vẫn luôn hy vọng Trần Triệu Dương có thể cho cô một lời giải thích, cho dù lời nói đó là lời nói dối đi chăng nữa. Được, em tới đây, Trần Triệu Dương không giải thích với Nam Cung Yến ở chỗ này, dù sao chuyện này có quan hệ với đám anh em của anh. Anh không muốn để cho người khác biết. Có lẽ hôm nay là một cơ hội tốt. Thân phận ở thế giới hắc ám của anh, cứ nói thẳng cho Nam Cung Yến biết thôi. Dù sao người phụ nữ có tố chất thần kinh, Julia kia cũng biết thân phận của anh, cô ta cũng là một trái bom hẹn giờ. Chờ tới ngày để Julia bật kíp nổ, chỉ bằng nhân cơ hội này nói hết mọi chuyện ra. Này, hai người làm như vậy có phải không tốt lắm không? Có gì muốn giải thích mà không thể nói trước mặt chúng tôi chứ? Tuyên Hoàng nhìn thấy hai người bọn họ muốn đi, lập tức có chút không vui nói. Thật ra cô ta cũng rất muốn biết vì sao Trần Triệu Dương lại đi đến nơi đó. Đáp án sắp được biết đột nhiên lại bị người ta che đi không nói cho nghe, quả thực không thể chấp nhận nổi. Hạ Hiểu Vũ cũng có thái độ tương tự, chỉ hận không thể lập tức biết vì sao Trần Triệu Dương lại muốn đến nơi đó. Con nít con nôi, tò mò như vậy làm gì, Trần Triệu Dương tức giận nói. Sau đó nhanh chóng dẫn Nam Cung Yến đi về phía sâu trong vườn hoa. Cái vườn hoa này của nhà họ Hạ đúng là rất lớn, quả thật chính là ngự hoa viên, hương hoa tỏa ra bốn phía, những bông hoa không nở vào mùa này, cũng nở rộ xinh đẹp ở đây. Trần Triệu Dương dẫn Nam Cung Yến đi đến trước một cái ghế đá ở sâu trong vườn hoa, hai người cùng ngồi xuống ghế. Nói đi, sắc mặt Nam Cung Yến vẫn không tốt lắm, giọng điệu khi nói chuyện rất khó chịu. Vợ, thật ra bọn anh là... Lúc này Trần Triệu Dương kể cho Nam Cung Yến nghe về chuyện lúc trước anh cùng đám người Tật Phong kia lăn lộn trong thế giới ngầm. Anh cũng không gấp gáp giải thích, bởi vì anh biết, dù cho có giải thích rõ ràng Nam Cung Yến cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Ngay từ đầu, tâm trạng của Nam Cung Yến còn có chút khó chịu, nhưng dần dần, lực chú ý của cô đã bắt đầu tập trung ở câu chuyện mà Trần Triệu Dương kể. Khi thì lo lắng cho hoàn cảnh nguy hiểm của Trần Triệu Dương, khi thì vui vẻ bởi vì bọn họ giành thắng lợi. Còn gì nữa không,
Em còn muốn nghe, Trần Triệu Dương chỉ tùy tiện kể vài chuyện về việc đám người huyết lang bọn họ ở trong thế giới ngầm, cũng không kể hết toàn bộ, cho nên Nam Cung Yến vẫn còn chưa hết tò mò. Còn có rất nhiều, nếu muốn kể xong toàn bộ thì chỉ sợ nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ nói. Được thôi, 5 người trong câu chuyện kia chính là các anh đúng không? Nam Cung Yến cực kỳ thông minh, trước tiên nghĩ đến 4 người đi cùng với anh, bộ dạng đặc thù của bọn họ rất phù hợp với những người trong câu chuyện của Trần Triệu Dương kể. Không sai, anh chính là huyết lang, mặc dù Trần Triệu Dương đã sớm muốn nói thẳng với Nam Cung Yến, nhưng tới khi kể cho cô nghe xong, tâm trạng của Trần Triệu Dương lại thấp thỏm không yên. Bởi vì chuyện này đối với một cô gái bình thường thì quá máu me, mặc dù Trần Triệu Dương tự nhận là những năm gần đây anh chưa từng làm chuyện có lỗi với lương tâm, nhưng mà câu chuyện này vẫn máu me như cũ, anh sợ Nam Cung Yến không chấp nhận được. Thật sao, sao anh không nói với em sớm hơn, mắt Nam Cung Yến đột nhiên sáng lên, sau đó kích động nói. Anh sợ em không chấp nhận được một người dính đầy máu tanh như anh, vậy bây giờ em có chấp nhận anh không, vẻ mặt Trần Triệu Dương thấp thỏm nói. Em, không chấp nhận, vẻ mặt Nam Cung Yến rất nghiêm túc, cô nói thẳng. Nghe thấy lời của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương lập tức cảm giác trong lòng đau đớn, sắc mặt cũng biến thành xám trắng. Anh sớm nên nghĩ đến kết quả này mới đúng. Thế mà anh còn ngây thơ cho rằng Nam Cung Yến không phải cô gái bình thường, quả nhiên vẫn như thế. Bởi vì không phải em cảm thấy tay anh dính đầy máu tươi, mà là anh chiến đấu vì chính nghĩa. Anh như vậy lại càng khiến hình tượng của anh trong lòng em cao lớn hơn, chứ không phải tà ác. Cho nên, em sẽ không tiếp nhận một Trần Triệu Dương 2 tay đầy máu, mà là chấp nhận anh trong con người tràn ngập chính nghĩa. Nam Cung Yến nhìn thấy vẻ mặt của Trần Triệu Dương, nhanh chóng nói. Em làm anh sợ muốn chết. Anh còn tưởng rằng em cảm thấy anh quá máu me, quá tà ác chứ, Trần Triệu Dương lập tức thở dài một hơi, sau đó vui vẻ nói. Thế nhưng, nói nhiều như vậy, nhưng chuyện này có liên quan gì với việc anh tới chỗ kia không, lời nói của Nam Cung Yến rất sắc bén. Anh lập tức giải thích về chuyện này đây, Trần Triệu Dương không nghĩ tới Nam Cung Yến lại chấp nhất như vậy, cho nên anh nhanh chóng nói về chuyện đã xảy ra hôm nay. Sau khi nghe Trần Triệu Dương nói xong, trong lòng Nam Cung Yến đã tin tưởng. Thật ra lúc trước khi Triệu Diễm Linh tới, cô đã sớm biết, chỉ sợ cô chị họ này của mình lại muốn gây sự. Thế nhưng cô lại không nghĩ tới, thế mà Triệu Diễm Linh lại mang đến tin tức như vậy, mặc dù cô hoàn toàn không tin lời mà cô ta nói, nhưng tới lúc Triệu Diễm Linh bày hết chứng cứ ở trước mặt cô không thể không tin được nữa. Lại thêm Triệu Diễm Linh không ngừng nói trước kia Trần Triệu Dương xấu xa như thế nào, chuyện này lại càng khiến tâm trạng của cô thêm bực bội. Cho nên... lúc đối mặt với Trần Triệu Dương, sắc mặt của cô không hề tốt, mãi đến khi anh giải thích xong, mà kết quả của lời giải thích này cô còn có thể chấp nhận được. Vợ yêu, em có thể tha thứ cho anh không? Vẻ mặt Trần Triệu Dương thấp thỏm nhìn về phía Nam Cung Yến. Tại sao em lại phải tha thứ cho anh? Vẻ mặt Nam Cung Yến nghiêm túc, sau đó nói, anh cũng không có lỗi gì, tại sao em lại phải tha thứ cho anh? Vợ à, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Em cứ thở mạnh như vậy. Khiến anh suýt không thở nổi, nghe thấy Nam Cung Yến nói như vậy, Trần Triệu Dương lập tức thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Anh mau nói cho em nghe chuyện về các anh khi ở trong thế giới ngầm đi, Nam Cung Yến cũng không đùa Trần Triệu Dương nữa, mặt mũi cô tràn đầy hiếu kỳ hỏi lần nữa. Đã nói chuyện này hơn 1 tiếng rồi, chúng ta mà còn không ra ngoài, thì có khi bọn họ lại phải đi tìm chúng ta nữa đớ, Trần Triệu Dương nhìn thời gian một chút, bất đắc dĩ nói. Có phải anh chê em phiền hay không? Không muốn nói với em nữa à? Nam Cung Yến quét mắt qua, tức giận nói. Ha ha, vợ à, nếu như em thật sự muốn nghe, đêm nay chúng ta có thể nói chuyện trắng đêm, anh hứa sẽ kể những chuyện vô cùng đặc sắc. Trần Triệu Dương ném cho Nam Cung Yến một ánh mắt đầy quyến rũ, trong lòng lập tức nổi hứng trêu đùa nói. Được thôi, Nam Cung Yến vừa nói xong, đột nhiên ý thức được Trần Triệu Dương đang đùa giỡn mình, gương mặt cô lập tức đỏ lên, sau đó tỏ vẻ hờn dỗi. Thở phì phò đấm nhẹ Trần Triệu Dương mấy cái. Hai người lại bắt đầu trêu đùa nhau trong vườn hoa, đám người kia đã sớm không chờ nổi bèn đi tìm bọn họ, kết quả, lại thấy được hình ảnh hai người đang đùa rốn. Tôi bảo này, hai người cũng thật quá đáng, chúng tôi ở bên ngoài khổ sở đợi 1 giờ, hai người thì hay rồi, thế mà lại làm ầm ĩ ở chỗ này, Tuyên Hoàng nhìn thấy hai người Trần Triệu Dương đùa giỡn ở nơi đó, lập tức buồn bực nói. Không sai, hai người quá đáng thật. Nếu như hai người không nói chuyện vừa nói với nhau cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ không tha thứ cho hai người đâu,
Hạ Hiểu Vũ quen biết Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng chưa đến nửa này cũng cười trêu đùa. Tôi lại không nói cho các người đó, đây là chuyện bí mật, Nam Cung Yến tự nhiên biết những lời kia của Trần Triệu Dương quá mức dọa người, hơn nữa cô cũng không muốn cho người khác biết. Được, thế mà lại không nói cho chúng tôi, cào cô ấy, Tuyên Hoàng nghe xong trực tiếp chạy lên đuổi theo Nam Cung Yến, mà Hạ Hiểu Vũ cũng gia nhập vào trong hàng ngũ này, ba cô gái đùa rốn trong hoa viên, giống như là ba con hồ điệp xinh đẹp nô đùa, quả thật quá đẹp. Nhìn ba người đang đùa giỡn, trong mắt Trần Triệu Dương lập tức lộ ra ý cười, anh nhất định phải bảo vệ phần hạnh phúc này, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hoại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Diễm Linh đâu? Trần Triệu Dương nhìn người ở chỗ này, lập tức tò mò hỏi. Lúc bọn em ở bên ngoài, cô ta lấy cớ đi toilet, sau đó không trở lại nữa, cậu tử lắc đầu nói. Đi toilet gì chứ, theo tôi thấy là trốn rồi, Tật Phong lập tức khó chịu nói. Bọn họ vừa mới biết là người phụ nữ kia ở phía sau gây sự, nếu không đại ca cũng không phải khổ cực chạy đến để giải thích như vậy, cho nên, bọn họ không có chút hảo cảm nào đối với Triệu Diễm Linh cho dù Triệu Diễm Linh là chị họ của Nam Cung Yến đi chăng nữa. Cậu Trần, ông chủ của chúng tôi bảo tin tức tới rồi, bảo ngài đi ra sảnh ngoài một chuyến, chính vào lúc này, bên ngoài có một người đàn ông trung niên đi tới, cung kính nói với Trần Triệu Dương. Mọi người ở chỗ này chơi đi, tôi đi trước một chuyến, đợi đến khi các cô gái dừng lại, Trần Triệu Dương nhanh chóng mở miệng nói ra. Được, anh đi đi, mặc dù Nam Cung Yến không biết là tin tức gì, nhưng cô nghĩ tới chuyện này rất quan trọng với Trần Triệu Dương cho nên cũng không ngăn cản. Sau đó Trần Triệu Dương dẫn đám người Tật Phong đi tới phòng tiếp khách ở phía trước, mà lúc này Hạ Thanh Minh và Quý Vân Hải đã ngồi trong đại sảnh từ lâu. Ông Hạ, ông Quý, Trần Triệu Dương đi lên trước, chào hỏi bọn họ một câu. Tên nhóc Trần Triệu Dương à, ngồi đi, đây là danh sách các thế lực tham gia vây quét, mà người tuyên bố treo giải cũng tra được, tài liệu cặn kẽ đều ở bên trong, lúc này Hạ Thanh Minh đưa một tập tài liệu cho Trần Triệu Dương. Được rồi, nghe đến đó. Trong mắt Trần Triệu Dương lập tức hiện lên một tia hung ác, sau đó nhận lấy túi tài liệu kia, cẩn thận xem xét. Đám người Tật Phong cũng bước lên trước vài bước, ngược lại bọn họ cũng muốn xem, là thế lực gì chạy tới đánh lén bọn họ. Thiết Minh, Lôi Hình Hội, Hưng Hân Xã, ba thế lực chủ đạo, còn có một số thế lực nhỏ, làm tốt lắm, nhìn những thế lực này, sát ý trong mắt Trần Triệu Dương lan rộng, hận không thể lập tức xông lên để xả giận. Đại ca! Những người này là hướng về phía bọn em, cứ để tự bọn em giải quyết là được, Tật Phong nhìn những người khác một chút, sau đó kiên định nói. Chuyện này đối với chức nghiệp của bọn họ mà nói chính là sự sỉ nhục, bị người đuổi theo thời gian dài như vậy, còn suýt chút nữa bị giết, bọn họ đã sớm một bụng tức. Tự mình giải quyết, nghe thấy lời của Tật Phong, Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày, nhìn qua ba người ưng chuẩn bọn họ một cái, ba người ánh mắt như một, hiển nhiên bọn họ đã sớm thương lượng xong. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta không nóng nảy, nỗi sỉ nhục lớn như vậy, bọn em muốn tự mình rửa sạch, bốn người bọn họ cùng gật đầu, vô cùng khẳng định nói. Được, nếu như các cậu đã quyết định như thế, vậy tôi ủng hộ các cậu, Trần Triệu Dương gật đầu, anh hiểu rất rõ tính tình của đám anh em này, nếu như mình báo thù giúp bọn họ, có lẽ trên mặt bọn họ không nói, nhưng nhất định trong lòng sẽ rất khó chịu. Anh cũng không muốn xa cách gì với đám anh em của mình, nếu bọn họ đã có ý định này. Vậy thì ủng hộ bọn họ thôi. Mấy người này, tôi muốn nói một câu, Hạ Thanh Minh và Quý Vân Hải đương nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bọn họ, mặc dù không biết thực lực của mấy người này thế nào, nhưng với sự hiểu biết của bọn họ về ba thế lực này, chỉ sợ không dễ dàng báo thù. Mặc dù ông già này cũng không biết thực lực của các vị thế nào, nhưng mà ba thế lực này đều không đơn giản, bọn họ khống chế ba thành phố lớn ở Giang Bắc Thị, cải tạo thành phố đó trở nên cứng rắn không dễ chọc giống như thùng sắt vậy. Bình thường đắc tội với ba thế lực lớn này, đều không có kết cục tốt đẹp gì, vẻ mặt Hạ Thanh Minh nặng nề nói. Yên tâm đi, ông Hạ, chúng tôi cũng sẽ không xúc động, chờ đến khi tự nhận là có thực lực thì mới ra tay, Tật Phong cung kính nói, bọn họ là những thợ săn có kiên nhẫn, không thể nào làm chuyện lấy trứng chọi đá. Ông Hạ, có điều tra rõ ràng là ai ban bố treo thưởng truy sát hay không, thật ra điều mà Trần Triệu Dương để ý hơn cả là ai đứng phía sau màn chắn ra tay. Dù sao ba thế lực này cùng lắm là khiến con đao đâm sâu hơn, mà người cầm đao chân chính lại là người đứng phía sau. Cái này, thật xin lỗi, chuyện treo thưởng được tuyên bố ở trang web Thế Giới Ngầm Hoa Hạ, ám võng, chúng tôi không có năng lực điều tra rõ, Hạ Thanh Minh có chút ngượng ngùng nói. Ám võng sao,
Nghe thấy mấy chữ quen thuộc này, Trần Triệu Dương lập tức sửng sốt một chút, bọn Tật Phong cũng ngây ngẩn cả người. Dù sao, ám võng kia của bọn họ và ám võng này không biết có phải là cùng một cái không. Chờ một chút, Hạ Thanh Minh thấy bọn Trần Triệu Dương ngây người, còn tưởng rằng bọn họ không biết ám võng, cho nên nhanh chóng bảo người đưa máy tính đến. Có điều, làm một người già như ông Ha, Thao. Tác trên máy tính rất chậm, gõ tới bàn phím cũng sắp hỏng rồi, nếu không phải ông Hạ là trưởng bối thì anh đã sớm xông lên thao tác thay. Đây chính là ám võng, Hạ Thanh Minh còn tưởng rằng mình rất tuyệt, điều tra được ám võng, sau đó bày ra vẻ mặt đắc ý, cuối cùng cũng có thứ mà đứa nhóc này không biết. Nhìn thấy động tác của Hạ Thanh Minh, ngược lại đám người Trần Triệu Dương quả thật có ngơ ngác, bởi vì thao tác khi vào trang web ám võng này cũng không khác là bao, đều là thông qua trang web. Thứ ba truy cập vào, từ một trang web nhỏ truy cập vào. Đợi đến khi tiến vào giao diện, bọn Trần Triệu Dương lập tức phát hiện, ám võng của Hoa Hạ giống với ám võng của thế giới ngầm, nói cách khác, tài khoản của bọn họ cũng có thể đăng nhập. Hắc Tử, cậu đi xem thử, lúc này Trần Triệu Dương bảo Hắc Kiện tra một chút. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói, Hắc Kiện lập tức buồn bực, tên của mình mà, sao lại dễ dàng để cho người ta hỏi thành Hắc Tử được chứ? Có điều Hắc Kiện cũng không quan tâm cái này, lập tức nhận lấy máy tính, bắt đầu thao tác. Vốn dĩ Hạ Thanh Minh còn có chút đắc ý, thế nhưng chờ tới khi ông ta nhìn thấy thao tác thành thạo của Hắc Kiện, lập tức đen mặt. Ông ta có được coi là nghịch đại đao trước mặt quan công không? Đại ca, quả thật không thể tìm thấy người treo giải trên ám võng này là ai. Sau khi thao tác một phen, Hắc Kiện lắc đầu, khẳng định trình độ của người lập trình thành lập ám võng này ở trên cậu A, nếu không thì chắc chắn cậu ta có thể xâm nhập sâu hơn. Đương nhiên, nếu như cho cậu ta thời gian, lại cộng thêm thiết bị cao cấp, nhất định cậu ta có thể phá được, nhưng khẳng định hiện tại không được. Vậy thì thôi, để tôi đi tra, Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến mấy người Long Tổ đó còn thiếu trị liệu lần cuối cùng, có lẽ hỏi bọn họ một chút, xem có thể tra được thứ gì hay không. Cảm ơn ông Hạ, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, trước tiên sẽ để bọn họ ở chỗ này quấy rầy một đoạn thời gian, không biết có làm phiền không, Trần Triệu Dương quay đầu hỏi Hạ Thanh Minh. Đương nhiên không thành vấn đề, ở bao lâu cũng được, Hạ Thanh Minh lại cười, hiển nhiên rất vui vẻ vì Trần Triệu Dương chịu tín nhiệm ông ta. Quý Vân Hải ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhà họ Quý của mình trải qua sự kiện lần này, còn muốn khôi phục thực lực như trong quá khứ, chỉ sợ càng khó hơn. Thế nhưng người bạn già này lại dựa vào Trần Triệu Dương, chỉ sợ về sau thực lực của nhà họ Hạ sẽ nâng cao một bước. Đây là thời vận, không có cách nào khác. Sau đó Hạ Thanh Minh bảo Hạ Hiểu Vũ sắp xếp chỗ ở giúp bọn Trần Triệu Dương, chờ đến khi sắp xếp xong xuôi, Trần Triệu Dương một mực đòi truyền thụ các phương pháp tu luyện cho bốn người. Đợi sau khi cả bốn người đều có thể vận chuyển linh lực một vòng, lúc này Trần Triệu Dương mới rời khỏi nhà họ Hạ, đi về phía căn cứ của Long Tổ. Sau khi đến căn cứ của Long Tổ, Trần Triệu Dương đặc biệt ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, khiến anh khẽ nhíu mày. Anh lập tức gọi điện cho Phạm Thanh Thanh, nhưng đổ chuông rất lâu mà không có ai bắt máy. Trần Triệu Dương bèn cất điện thoại đi, lập tức bước lên lầu. Lúc sắp tới tầng lầu của bọn họ thì mùi máu tanh càng lúc càng nồng hơn, khiến cho Trần Triệu Dương đề cao cảnh giác, mắt xuyên thấu lập tức quét ra, bao phủ cả gian phòng của Long Tổ. Trong lòng anh khẽ run lên. Bởi vì cả gian phòng của Long Tổ vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là vết máu, trong đại sảnh, chú Vinh nằm trên vũng máu, còn đám ba người Phạm Thanh Thanh thì không thấy tăm hơi. Chú Vinh, ông sao rồi, mặc dù Trần Triệu Dương không muốn dính líu đến mấy chuyện này, nhưng gặp phải tình huống này cũng không thể làm ngơ, Trần Triệu Dương đạp cửa xông vào. Cậu Trần, e là tôi không xong rồi, cứu ba người họ đã bị bắt đi rồi, khi chú Vinh... Người chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng nhìn thấy Trần Triệu Dương thì trong mắt dấy lên một tia hy vọng, gắng sức nói. Ông khoan hẳn nói, để tôi giúp ông chữa trị, Trần Triệu Dương không cho phép bất cứ một người nào còn đang còn thở hổn hển chết ở trước mặt mình, cho dù kinh mạch của chú Vinh đã đứt và bị nội thương rất nghiêm trọng. Mặc dù chú Vinh rất muốn Trần Triệu Dương đừng bận tâm đến mình, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của anh, ông ấy cũng không nói gì thêm. Không lâu sau... Chú Vinh liền cảm thấy bên trong cơ thể có một luồng khí rất ấm áp, nội tạng trong cơ thể vốn vô cùng đau rát, nhưng lúc này lại thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu hẳn ra. Lát nữa sẽ hơi đau, ông cố chịu đựng một chút, sau khi Trần Triệu Dương phục hồi xong nội tạng của ông ấy thì chuẩn bị be đầu chữa trị đến kinh mạch. Nhưng việc chữa trị kinh mạch khác với nội tạng, kinh mạch đã bị đứt, để hồi phục lại nó chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Được, không sao cả,
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, chú Vinh liền gật đầu, lúc này nội tạng đã không còn đau nữa, không ngờ y thuật của Trần Triệu Dương lại lợi hại đến như vậy. Trong lúc ông ấy đang nghĩ lung tung thì một cơn đau tê tái từ trong kinh mạch truyền đến, cho dù đã hạ quyết tâm nhưng cũng không tránh khỏi hít sâu một hơi. Nhưng ông ấy vẫn căn răng chịu đựng, nếu không phải là thành viên của Long Tổ, đã trải qua vô số đợt huấn luyện, các loại huấn luyện chống đau này cũng đã được luyện qua, e là ông ấy đã không chịu nổi rồi. Quả nhiên như Trần Triệu Dương đã nghĩ, sau khi mắt xuyên thấu của anh tiến hóa thành màu xanh thì hiệu quả chữa bệnh trở nên mạnh hơn. Chưa đầy 2 phút, anh đã có thể phục hồi hoàn toàn lại kinh mạch đã bị đứt. Được rồi, xem thử như thế nào, Trần Triệu Dương bỏ tay ra, sau đó đứng dậy nói. Nghe những gì Trần Triệu Dương nói, chú Vinh không khỏi sửng sốt, không ngờ anh lại có thể chữa trị khỏi cho mình trong thời gian ngắn như vậy. Ngay lập tức, chú Vinh cảm nhận được cơ thể mình ngoài việc còn khá yếu ra, ông ấy hoàn toàn không thấy khó chịu chút nào nữa, kỹ thuật y học này vượt ngoài sức tưởng tượng của ông ấy, quả là một thần y. Được rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Trần? Triệu Dương chau mày, phải biết rằng Trương Hàng chỉ còn một lần điều trị nữa là gần như đã khỏi, nhưng đã là bệnh nhân của mình, nay lại bị bắt đi, đồng nghĩa với việc mình sẽ có nguy cơ thất bại trong việc điều trị, điều này Trần Triệu Dương tuyệt đối không cho phép được xảy ra. Cậu Trần, thực sự xin lỗi, vấn đề này là việc riêng của chúng tôi. Tốt hơn là cậu không nên tham gia vào việc đó, nếu không sẽ khiến cậu gặp rất nhiều rắc rối, vốn dĩ ông ấy muốn nói hết ra, nhưng sau đó, lại lắc đầu. Nói đi, mặc dù tình trạng của ông bây giờ đã ổn, nhưng đối phương có thể đánh ông ra nông nổi này, lát nữa gặp lại, ông cũng không may mắn tránh được đâu. Hơn nữa, Trương Hàng là bệnh nhân của tôi phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Trần Triệu Dương xua tay, nghiêm nghị nói. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, chú Vinh chợt kích động, nhưng ông ấy biết thực lực của anh, nếu anh thực sự ra tay thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói, Trần Triệu Dương không còn cho chú Vinh cơ hội phản bác, anh xoay người bước ra ngoài. Chú Vinh ngây người ra, sau đó vội vàng đi theo. Sau khi xuống xe, cả hai lái xe về phía ngoại ô thành phố. Trên đường đi, Trần Triệu Dương đã biết được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra 2 ngày trước Phạm Thanh Thanh đã nhận một nhiệm vụ. Họ cứ tưởng đó là nhiệm vụ thường lệ nhưng không ngờ rằng cô ta lại vô tình đạt được một thứ, mà một số kẻ bí ẩn vì muốn cướp thứ này mới truy đuổi theo đến căn cứ của bọn họ. Rốt cục là thứ gì vậy? Trần Triệu Dương tò mò hỏi. Thực ra tôi cũng không biết, tôi chỉ biết chuyện này có liên quan đến sự an nguy của một số người. Nó được ghi lại trong USB. Tiếc là chuyện này đã xảy ra trước khi tôi kịp kiểm tra nó, chú Vinh lắc đầu, không hề nói trắng ra mọi thứ. Trần Triệu Dương gật đầu, dù sao anh cũng không phải là người của Long Tổ, người ta cũng không thể nói hết cho anh biết được. Sau khi đến ngoại ô thành phố, nơi này vô cùng hoang vắng, một ngôi làng được bỏ hoang, mà thiết bị định vị trên đám người Phạm Thanh Thanh được hiển thị ở đây. Xe không thể lưu thông qua được, sau đó hai người họ vứt xe lại và lao nhanh về phía trước. Mặc dù chú Vinh cố gắng lắm mới có thể theo kịp bước chân của Trần Triệu Dương, nhưng dần dần cũng bị bỏ lại phía sau, điều này khiến ông ấy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết là mặc dù thực lực của ông ấy không mạnh lắm nhưng thân pháp và tốc độ của ông ấy chắc chắn rất giỏi, nhưng dù vậy, vẫn không theo kịp bước chân của Trần Triệu Dương. Mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương giống như một chiếc máy quét, trực tiếp quét mọi thứ mình đã đi qua và tìm thấy một số dấu vết. Tổng cộng có 10 người. Hai người bước đi nguệch ngoạc chắc là của đám người Vu Hòa Vĩ, một người còn lại dấu vết rất sâu thì là Trương Hàng bị người khác kéo đi, Trần Triệu Dương dừng lại nói. Phù, chú Vinh lúc này rốt cục cũng đuổi kịp tới, không ngừng thở hổn hển, biết Trần Triệu Dương đã tìm ra dấu vết, liền thở phào nhẹ nhõm. Thế này đi, tôi đi tới phía trước xem có phát hiện ra thứ gì khác không, ông ở phía sau cũng thử tìm có gì không, Trần Triệu Dương vừa dứt lời thì bóng dáng cũng mất hút. Đương nhiên là anh không kỳ vọng vào chú Vinh có thể tìm thấy bất cứ điều gì, với khả năng nhìn xuyên thấu của anh, không có manh mối nào có thể che giấu được anh. Đơn giản là anh cảm thấy chú Vinh đi quá chậm rồi. Trần Triệu Dương tự mình đi sẽ nhanh hơn, liên tục nhảy qua những ngôi nhà làng đổ nát đấy. Nhìn thấy tốc độ của Trần Triệu Dương, chú Vinh đột nhiên cảm thấy thật thất bại, ông ấy sớm đã ước lượng được sức chiến đấu của Trần Triệu Dương rồi, nhưng nhìn phong độ hiện tại của anh, e rằng thực lực của anh còn mạnh hơn nhiều. Đúng lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên từ xa phóng đến.